HTN chúc bạn nghe truyện thư giãn. Nhớ like video và đừng ngại để lại bình luận góp ý cho kênh nhé. Mời bạn tiếp tục theo dõi tập 6. Nhạc nhạc nhìn thấy Lâm Tiếu Nhan, liền vui vẻ chạy đến, mẹ nuôi, mẹ đến rồi. Lâm Tiếu Nhan buông giỏ quả, cúi xuống ôm nhạc nhạc, ồ, gần đây con lớn thêm nhiều quá nhỉ. Xem hôm nay mẹ dẫn ai đến đây? Nhạc nhạc nhìn cố tiêu, lễ phép nói, cháu chào chú ạ. À. Cố tiêu hơi nhướng mày, trong lòng tự hỏi vì sao Lâm Tiếu Nhan lại được gọi là mẹ nuôi, còn mình thì chỉ là chú. Anh khẽ cười, sau đó chào hỏi chị Cả Ngô và mang đồ đã mua tới đưa cho bà. Chị Cả Ngô vội nói, chị tới ăn bữa cơm thôi, làm gì phải mang theo nhiều thứ như vậy. Nhìn những loại trái cây tươi ngon trong giỏ, chị Cả Ngô không khỏi thích thú. Bà đưa đồ cho người giúp việc trong nhà, "Dì Vương, dì rửa sạch một chút cho mọi người thưởng thức nhé." Dì Vương vui vẻ nhận lấy, chà, những chùm nho này trông thật ngon." Bây giờ ngoài chợ chưa có bán đâu, nhanh nhất cũng phải cuối tháng mới có. Nho này chắc ngọt lắm đây. Khi trái cây được bưng lên, Ngô Tuyết Lan kéo Lâm Tiếu Nhan ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu trò chuyện. Hai người đàn ông bị bỏ rơi là Cố Tiêu và Nhạc Nhạc chỉ biết nhìn nhau. Một lúc sau, Cố Tiêu nói, "Chú dẫn con ra vườn chơi nhé." Nhạc Nhạc gật đầu, "Chú có biết chơi con quay không? Nếu chú biết thì con mới đi cùng." Cố Tiêu mỉm cười, "Chú biết." nhạc nhạc nghe vậy liền phấn khởi chạy vào phòng chỉ chốc lát đã tìm ra con quay kéo tay cố tiêu ra sân nhạc nhạc thử quay hai lần nhưng rất nhanh con quay ngừng lại rõ ràng cậu bé vẫn đang ở giai đoạn tập chơi đến lượt cố tiêu anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái con quay vốn bướng bỉnh lập tức xoay tròn cứ quay mãi không ngừng lâu đến nỗi nhạc nhạc tưởng mình hoa mắt lập tức cậu bé ngưỡng mộ nhìn cố tiêu cố tiêu dạy nhạc nhạc cách quay con quay chẳng mấy chốc cậu bé đã thuần thục và chơi đến mồ hôi đầy đầu. Khi chơi mệt, nhạc nhạc chợt nhớ ra, chú, chú biết sửa kiếm gỗ không? Con có một thanh kiếm gỗ, là ba làm cho con, nhưng giờ nó hỏng rồi, không chơi được nữa. Cố tiêu thấy thái độ của cậu bé thay đổi, liền cố ý hỏi, vậy sao con không nhờ ba con sửa? Nhạc nhạc biểu môi, ba dạo này bận lắm, hứa với con mấy hôm rồi mà vẫn chưa sửa. Cố tiêu thấy thời cơ đã đến, liền hỏi, nếu chú sửa được, con sẽ gọi chú là gì? nhạt nhạt ngập ngừng, sau đó thử thốt lên, ba. Cố tiêu giật mình, vội xua tay, không phải, không phải. Con nghĩ kỹ lại xem, chú là người của mẹ nuôi, sau này sẽ là chồng của mẹ nuôi, con nên gọi chú là gì? Nhạc nhạc chợt hiểu ra, à, là cha nuôi. Cố tiêu hài lòng gật đầu, khen, đúng rồi, đi lấy thanh kiếm gỗ của con đưa cho chú xem nào. Nhạc nhạc liền chạy vào phòng lấy thanh kiếm gỗ. Cố tiêu xem xét một lúc, phát hiện vấn đề rất đơn giản, liền nhanh chóng sửa lại thanh kiếm. Nhạc nhạc nhận lại thanh kiếm đã được sửa xong, mừng rỡ kêu lên, cha nuôi. Ông một cái. Lúc này, trong phòng, Ngô Tuyết Lan và Lâm Tiếu Nhan nghe thấy bên ngoài rộn ràng, không khỏi bật cười. Không ngờ đấy, người này nhìn có vẻ thô kệch, vậy mà lại giỏi dỗ trẻ con. Sau này hai người có con cũng không phải lo lắng. Ngô Tuyết Lan trêu. Lâm Tiếu Nhan ngượng ngùng cười, còn lâu mới tính đến chuyện sinh con nhưng anh ấy tính cách thật sự là ngoài lạnh trong nóng. Điều đó tôi sớm nhận ra rồi. Lần đầu nhìn hai người ở nhà ga, tôi đã thấy anh ấy rất quan tâm cô. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc thì dì Vương đến báo là bữa ăn đã chuẩn bị xong. Ngô Tuyết Lan nhìn đồng hồ, giải thích với Lâm Tiếu Nhan và Cố Tiêu, chúng ta ăn trước thôi, không đợi lão lý nữa. Sáng nay ra khỏi nhà còn nói sẽ về đúng giờ, bây giờ chắc lại bận trong xưởng quên mất thời gian lâm tiếu nhan an ủi không sao xưởng trưởng lý quản lý một xưởng lớn như vậy bận rộn là phải nhưng xưởng trưởng vẫn đích thân xuống xưởng sao thường ngày không như thế này đâu chỉ là mấy ngày gần đây tình hình đặc biệt máy dệt mới vừa lắp đặt chưa lâu đã gặp sự cố các thợ trong xưởng kiểm tra mãi không tìm ra nguyên nhân đã dệt ra rất nhiều vải lỗi không còn cách nào khác đành phải tạm ngưng máy móc vì thế hôm qua còn mời chuyên gia từ thượng hải tới nếu hôm nay không sửa được e là sẽ gặp rắc rối lớn thôi chúng ta không nói chuyện công việc nữa ăn cơm thôi phải nói rằng thức ăn ở nhà chị cả ngô rất ngon tay nghề của dì vương cũng tuyệt vời trong bữa ăn ngô tuyết lan nhiệt tình mời lâm tiếu nhang và cố tiêu dùng bữa ngay cả nhạc nhạc thường ngày khá kén ăn hôm nay cũng ăn hai bát cơm ăn xong ngô tuyết lan nhìn đồng hồ có chút lo lắng bà nói với lâm tiếu nhang và cố tiêu tôi phải mang chút đồ ăn cho lão Lý. Nếu không, ông ấy cứ mãi làm việc mà quên cả ăn, dạ dày vốn không tốt. Hai người ở đây chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Cố tiêu đứng lên, quay sang Lâm Tiếu Nhan, hay chúng ta cùng đi xem xưởng luôn. Lâm Tiếu Nhan ngạc nhiên hỏi, anh biết sửa máy này sao? Cố tiêu gật đầu nhẹ, tôi biết chút ít về máy móc, máy nông nghiệp tôi còn sửa được. Nhưng phải đến tận nơi xem mới biết rõ được. Ngô Tuyết Lan nghe vậy, mừng rỡ, chúng ta cùng đi xem. Có thể giúp được thì tốt, không giúp được cũng không sao. Nhạc nhạc vừa nghe, lập tức chạy đến, còn cũng muốn đến xưởng gặp ba. Ngô Tuyết Lan vốn lo sợ nhạc nhạc chạy lung tung sẽ nguy hiểm, không định dẫn cậu bé theo. Nhưng ai ngờ nhạc nhạc lại trực tiếp nắm lấy tay của Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan, một người mỗi bên, rồi kéo thẳng ra ngoài cửa. Lâm Tiếu Nhan thấy vậy, liền quay lại nói với Ngô Tuyết Lan đang sách hộp cơm, không sao đâu, lát nữa vào xưởng tôi sẽ bế cậu bé, không để cậu chạy lung tung. Cố tiêu và lâm tiếu nhang cứ thế để nhạt nhạt kéo đi một mạch đến xưởng. Dọc đường, họ gặp không ít người vừa tan ca đang trên đường về nhà dùng bữa. Nhiều người trong số đó hôm qua đã gặp cố tiêu và lâm tiếu nhang ở nhà ăn. Mọi người vừa nhìn thấy hai người thân thiết với con trai của xưởng trưởng như vậy, lại còn có xưởng trưởng phu nhân ở bên, đều tỏ vẻ kính trọng hơn, lòng không khỏi nổi lên nhiều thắc mắc. Đợi khi nhóm người đi xa, có người mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người các người còn chưa biết sao vừa rồi cô gái kia chính là vợ của chu khai tề nghe nói cô ấy là mẹ nuôi của con trai xưởng trưởng xưởng trưởng phu nhân rất quý cô ấy đúng vậy lần trước tôi còn tận tay nghe thấy cô ấy gọi họ đến ăn cơm còn nói nhạt nhạt đặc biệt muốn cô làm mẹ chả trách thế là chu khai tề đã kết nối được với nhà xưởng trưởng rồi còn gì cũng không hẳn là dựa dẫm nhưng với mối quan hệ này về sau người nhà họ chu muốn ức hiếp vợ chồng cô ấy thì phải suy nghĩ kỹ lại đấy vừa tan ca ba và anh cả chu vừa đi ngang qua nghe được câu chuyện này sắc mặt cả hai lập tức trở nên nghiêm trọng hai người nhất trí rằng sau khi về nhà phải tiếp tục nhắc nhở mọi người bên kia nhóm của lâm tiếu nhan không hay biết gì về chuyện này khi họ đến xưởng quả nhiên thấy một nhóm người đang vây quanh chiếc máy dệt vải mới mặt mày ai nấy đều lo lắng ngô tuyết lan xách hộp cơm tiến lên nói với xưởng trưởng lý hiện tại là giờ ăn trưa rồi, nhà ăn sắp đóng cửa, sao không cho mọi người đi ăn trước? Sưởng trưởng Lý nhìn thấy không chỉ Ngô Tuyết Lan mà còn cả nhạc nhạc cùng mẹ nuôi của cậu bé và người đàn ông bên cạnh, liền nhớ lại lời hứa với vợ trước khi ra khỏi nhà sáng nay. Ông vỗ đầu hối tiếc, ôi trời, nhìn tôi này. Bận quá mà quên cả thời gian. Mọi người ăn cơm chưa? Nếu vậy, mọi người nhanh chóng tan ca đi. Ai chưa ăn thì đi ăn, ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ, buổi chiều quay lại rồi bàn tiếp nghe vậy mọi người cảm kích gật đầu với chị cả ngô rồi nhanh chóng trở về xưởng trưởng lý định mời mọi người vào ngồi không ngờ cố tiêu chỉ vào chiếc máy giật vải đang đình trệ cất tiếng chiếc máy này tôi có thể thử sửa xem sao không người kỹ thuật viên vương lập cường từ thượng hải vừa nghe liền giật mình nhìn cố tiêu rồi lên tiếng ngăn cản máy này không thể tùy tiện động vào nếu chạm sai chỗ nào sửa hỏng rồi thì càng phiền phức hơn thật ra anh ta cũng sớm mồ hôi đầm đìa ban đầu nghĩ chuyến đi công tác này sẽ nhàn hạ tiện thể về quê thăm nhà. Ai ngờ vấn đề này trước đây trong xưởng anh chưa từng gặp phải. Lần này nếu không giải quyết được, chẳng những xưởng dệt có ý kiến mà khi về còn bị lãnh đạo phê bình. Thấy Vương Lập Cường có vẻ rối trí, cố tiêu chỉ trầm giọng nói, tôi chỉ muốn xem qua thôi, sẽ không làm bậy đâu. Xưởng trưởng lý cũng không quá quan trọng, vừa lấy thức ăn ra từ hộp cơm vừa phất tay, để đồng chí này thử xem, không sửa được cũng chẳng sao. Dù gì không khắc phục được thì nó cũng chỉ là đóng sắt vụn. Sưởng trưởng Lý nói vậy cũng vì mấy ngày nay ông bị chuyện này làm phiền quá, không dám hy vọng nhiều vào ai cả. Vừa nghe Sưởng trưởng Lý nói, Vương Lập Cường cũng không tiện cản nữa, đành cầm đủ chuẩn bị ăn cơm trước. Cố tiêu nhẹ nhàng bò lên quan sát cấu tạo máy dệt, sau đó mở khóa khởi động lại, quả nhiên, máy vừa chạy một lúc thì lại dừng. Vương Lập Cường bưng bát cơm đi đến, bất đắc dĩ nói, tôi thấy anh cũng từng tiếp xúc với máy móc lớn, chắc cũng thấy vấn đề rồi. Vải dệt ra toàn bị sợi đứt, dệt không được bao lâu thì phải dừng lại thật kỳ lạ, không biết vấn đề nằm ở đâu. Cố tiêu không động đậy, quan sát thêm rồi chỉ vào khung đẩy thôi. Anh có nghĩ rằng, vấn đề không phải do thiếu linh kiện hay linh kiện bị lỗi, mà là do lúc lắp ráp ban đầu, khoảng cách này không được giữ đủ, nên sau một thời gian ngắn sẽ bị kẹt, dẫn đến máy dừng. Vương Lập Cường còn chưa kịp hiểu hết lời cố tiêu, anh ta đã nhanh tay tháo khung ra, dùng công cụ nắng lại miếng thép đã bị uống công, rồi lắp ráp lại. Cố tiêu nhìn vị trí vừa chỉnh xong, quay sang gọi Vương Lập Cường, bây giờ anh thử khởi động lại xem. Vương Lập Cường lập tức tỉnh táo, chạy đến nhấn nút khởi động. Quả nhiên, máy chạy bình thường, không những không dừng mà vải giật ra còn rất mịn và đẹp. Sưởng trưởng lý, người vốn không hy vọng gì, cũng vội buông bát chạy tới, thật, thật sự sửa được rồi. Vương Lập Cường cũng phấn khích nhảy lên, cuối cùng có thể về báo cáo kết quả công tác rồi. Sau đó, anh ta quay sang cố tiêu, chân thành nói, đồng chí, vừa rồi thật xin lỗi. Tôi không biết anh rành việc này, lại còn giỏi như vậy. Lúc đó tôi chỉ nóng ruột, mong anh đừng để bụng. Nhưng mà nói thật, kỹ năng của anh quá giỏi, học ở đâu vậy? So với anh, tôi thật sự còn kém xa. Cố Tiêu bình thản vẫy tay, chỉ là mèo mù vớ cá ráng thôi. Anh còn trẻ, về sau cứ từ từ rồi sẽ biết. Vương Lập Cường vừa nói cảm ơn vừa nhìn Sưởng trưởng Lý, định bụng bày tỏ lòng biết ơn. Sưởng trưởng Lý bỗng nảy ra ý, chạy ra ngoài một lúc rồi dẫn theo mấy kỹ thuật viên trong xưởng đến trong đó có cả chu khai tề xưởng trưởng lý hào hứng nói với mọi người chiếc máy của xưởng cuối cùng đã được sửa xong rồi là đồng chí cố này sửa đó mọi người mau đến học hỏi một chút nhạc nhạc thấy thế liền vỗ tay vui mừng đồng chí cố chính là cha nuôi của cháu chiếc máy này là do cha nuôi sửa đó cha nuôi không chỉ sửa được máy lớn mà còn sửa được cả hộp diêm cho cháu nghe vậy mọi người liền gật đầu đồng tình đúng vậy chúng tôi nhất định sẽ học hỏi đồng chí cố so với sự phấn khích của mọi người cố tiêu vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh anh không tức giận khi bị người khác nghi ngờ cũng không kiêu ngạo khi được khen ngợi toàn bộ quá trình anh đều nghiêm túc giảng giải cách phát hiện vấn đề các sửa chữa lần sau và cả việc kiểm tra định kỳ xưởng trưởng lý đứng nhìn một bên không khỏi khâm phục cố tiêu ban đầu khi nghe ngô tuyết lan nói về anh ông chỉ nghĩ anh là một nông dân từ quê lên nhưng giờ nhìn lại khí chất của anh hoàn toàn khác biệt tính cách khiêm tốn lại có tài xử sự, sự điềm đạm và chắc chắn quả thực, ông không khỏi tò mò về gia đình đã nuôi dạy nên một người ưu tú như thế này. Cố tiêu nghiêm túc thảo luận xong với mọi người, xưởng trưởng Lý liền vội vàng gọi bí thư tổ chức công nhân khôi phục lại sản xuất. Sau đó, ông quay sang cố tiêu và lâm tiếu nhan, mỉm cười nói, hôm nay thật sự phải cảm ơn hai người. Bên này mọi việc cũng ổn rồi, thôi chúng ta về nhà uống trà nhé. Cố tiêu gật đầu, còn lâm tiếu nhan thì hướng về phía chu khai tề gọi, anh rể, mọi người cứ bận đi, bọn em đi trước. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà. Chu Khai Tề hiểu rằng Lâm Tiếu Nhan đang giúp mình giữ thể diện, liền vui vẻ gật đầu, ừ, yên tâm, ngày mai anh và Tú Lệ sẽ tan làm sớm và về ngay, em nhớ báo với ba mẹ một tiếng. Những đồng nghiệp xung quanh Chu Khai Tề, đặc biệt là những người ít hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, giờ mới dần nhận ra mối quan hệ của mấy người này. Hóa ra người đàn ông tài giỏi vừa rồi là em rể của Chu Khai Tề. Mối quan hệ giữa họ với xưởng trưởng xem ra rất tốt. Nghĩ tới đây, thái độ của mọi người đối với Chu Khai Tề cũng thay đổi rõ rệt khi cả nhóm chuẩn bị rời khỏi cổng xưởng, bỗng nhiên bí thư trong xưởng vội vàng chạy tới. Ông tiến thẳng tới xưởng trưởng lý, báo cáo, xưởng trưởng, tôi vừa cho người kiểm kê lại, số lượng vải lỗi sản xuất trước đó khoảng hơn 20 cuộn, chiều dài khoảng hơn 1.000 mét. Những cuộn vải lỗi này có cần tiếp tục nhuộm không? Xưởng trưởng lý trầm ngâm một lát, bí thư liền nhắc, kho vải lỗi của chúng ta vẫn chưa bán đi được. Hôm qua tôi tới cung tiêu xã, bên đó nói rằng kho của họ cũng đang tồn động rất nhiều vải lỗi chưa tiêu thụ hết, nên tạm thời không cần thêm. Vậy chúng ta có tiếp tục nhuộm không? Xưởng trưởng Lý suy nghĩ một lúc rồi quyết định, cứ nhuộm tiếp. Lô này đều là vải kaki chất lượng tốt, chi phí sản xuất đã cao như vậy, không cần quá bận tâm tới chi phí nhuộm. Nhuộm hết thành màu đen có lẽ sẽ che giấu khuyết điểm tốt hơn. Dù sao vải kaki cũng bền, đến Tết âm lịch tôi sẽ nghĩ cách xem có thể bán ra ngoài hay không. Nghe xong quyết định, bí thư liền chạy nhanh về xưởng. Phía bên này xưởng trưởng lý đưa mọi người về nhà, bảo dì vương rửa trái cây và pha trà mời khách. Cuối cùng ông mới thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay quả thực làm tôi kiệt sức, hôm nay thật may có cố tiêu giúp đỡ. Ngay sau đó, ông nhớ đến thắc mắc trong lòng liền chủ động hỏi, đúng rồi, cố tiêu, nhìn dáng vẻ của cậu, trước đây có phải là bộ đội? Cố tiêu gật đầu, vâng, trước đây tôi ở trong quân đội vài năm, giờ đã xuất ngủ và về quê làm ruộng. Sưởng trưởng lý nghe vậy, mơ hồ đoán được phần nào câu chuyện, nhưng đây là chuyện riêng của người khác nên ông cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Tiếu Nhan liền bổ sung, trước đây, Cố Tiêu là đội trưởng trinh sát trong quân đội, rất ưu tú. Hiện tại dù về quê làm ruộng, anh ấy vẫn là người trẻ xuất sắc nhất ở đội. Không chỉ biết trồng trọt, anh còn biết vận hành máy móc, sửa chữa thiết bị. Ngoài ra, những ưu điểm khác vẫn đang dần được khám phá. Nghe mẹ nuôi khen cha nuôi, Nhạc Nhạc bên cạnh cũng góp lời, cha nuôi thật lợi hại, chơi con quay giỏi còn biết sự kiếm gỗ cho con nữa. Sưởng trưởng Lý nghe xong, rất đồng tình, quay sang khen cố tiêu, thảo nào cậu yêu tú như vậy, bây giờ tìm được người trẻ tuổi toàn diện như cậu không dễ. Sau đây, đồng chí cố có muốn suy nghĩ đến làm việc ở xưởng chúng tôi không? Cố tiêu không ngờ đối phương lại mời mình về làm việc tại thành phố Ngô, nhưng anh vẫn từ chối khéo, cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ đến nơi khác. Sưởng trưởng Lý cho rằng anh đang lo lắng cho Lâm Tiếu Nhan, liền đề nghị, đồng chí Lâm cũng có thể tìm cách chuyển về đây. Ngô Tuyết Lan cũng sốt sắng góp lời, đúng rồi, gia đình đều ở đây, nếu hai người cùng về thì sau này có thể chăm sóc nhau, công việc cũng nhẹ nhàng hơn trồng trọt. Vì liên quan đến tương lai của Lâm Tiếu Nhan, cố tiêu theo bản năng nhìn cô, dường như muốn hỏi ý kiến. Lâm Tiếu Nhan suy nghĩ một chút. Cô dự định sau này sẽ thi đại học, nên không nhất thiết phải ngay lập tức về thành phố. Hơn nữa, cố tiêu sau này cũng không thể luôn làm ở xưởng. Bây giờ nếu nhận ơn người khác, sau này lại khiến họ thất vọng thì không bằng từ chối ngay từ đầu chưa kể nhà ở thành phố còn có mẹ cố và hai đứa nhỏ trước khi chú cố trở về việc đưa cả nhà họ đến đây không thực tế lâm tiếu nhan cười đáp cảm ơn xưởng trưởng cảm ơn chị ngô tuy nhiên chuyện này thôi không cần phiền tới việc điều chuyển chúng tôi thực ra chúng tôi sống ở nông thôn rất tốt hơn nữa gia đình của cố tiêu cũng ở đó còn nữa tôi nghĩ tình hình hiện tại cũng sẽ không kéo dài mãi khi thời thế tốt hơn chúng tôi sẽ tính tiếp xưởng trưởng lý nghe vậy cũng không khuyên thêm gật đầu nói đúng vậy tình hình đất nước đang thay đổi từng ngày không bao giờ đứng yên mãi chúng ta đều đang chờ đợi ngày đó tuy nhiên nếu sau này hai người cần hỗ trợ hay muốn chuyển đến cứ nói với tôi hoặc chị ngô lâm tiếu nhan cười sau đó thử hỏi thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi bí thư trương vừa nói về đóng vải lỗi đó có thật là khó xử lý đến vậy không cô đã quan sát trong xưởng những chỗ vải lỗi chủ yếu nằm ở gần biên không phải toàn bộ đều có chỉ bị đứt quãng không ảnh hưởng nhiều đến việc may quần áo cùng lắm là hao hụt một chút xưởng trưởng lý thở dài thật ra không phải thị trường khó tiêu thụ mà là đường tiêu thụ của xưởng vải lỗi chỉ có thể bán cho cung tiêu xả nhưng gần đây do máy móc mới chưa quen đã có nhiều vải lỗi gửi đến cung tiêu xả bên đó kho cũng nhiều nên họ không muốn nhận thêm nếu muốn bán phải tìm cách khác dù sao cũng không cần tem phiếu tôi nghĩ sẽ giải quyết được chỉ là hơi phiền phức lâm tiếu nha ngừng lại rồi hỏi vậy chúng tôi có thể mua số vải lỗi đó không nghe vậy cổ tiêu lập tức hiểu ý cô nhưng xưởng trưởng lý và ngô tuyết lan thì ngạc nhiên nếu muốn mua vải cứ nói với chị ngô nhà tôi có nhiều vải lắm khi hai người về cứ mang về không cần mua vải lỗi đó chị ngô vội vàng gật đầu đúng vậy bây giờ điều kiện ngày càng tốt hơn chúng ta đâu thiếu chút vải này đợi chị cả hạ dẫn em đi chọn. Lâm Tiếu Nhan thấy hai người hiểu lầm, liền xua tay, giải thích, không phải ý đó, ý tôi là muốn mua hết tất cả số vải đó, vận chuyển đến Tiêu Thành. Nói thật, loại vải loại hai này có thể khó bán ở thành phố Ngô, nhưng khi đưa đến Tiêu Thành, nhất định sẽ có thị trường. Đặc biệt là ở đội chúng tôi, quanh năm suốt tháng mọi người còn chẳng có nổi vài mét vải tốt. Tôi thấy loại này khá bền, với một vài lỗi nhỏ, người dân cũng sẽ không để ý quá nhiều. Sưởng trưởng Lý trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu, được thôi. Ban đầu tôi cũng dự định mang số vải này xuống huyện xem thử, nếu các cô có thể mua hết thì tốt quá. Chỉ có điều, bên đó của các cô tình hình có căng thẳng lắm không? Với tình hình hiện tại, làm việc này vẫn phải cẩn thận. Cố Tiêu gật đầu, giọng trầm ổn nói, yên tâm, bên chúng tôi khá an toàn. Xưởng trưởng Lý thấy Cố Tiêu nói chắc chắn, lập tức hiểu rằng họ có cách thức riêng, liền thở phào nhẹ nhõm, nếu các cô có thể lấy hết thì coi như giúp tôi và xưởng giải quyết một vấn đề đau đầu thật không giấu gì, trong kho còn một lô nữa, nếu sau này cần thì cứ nói với tôi. Chỉ có điều, xưởng chúng tôi hiện chưa có xe chở hàng đến Tiêu Thành, tôi còn phải đi hỏi thư ký Trương về chuyện này. Cố Tiêu lập tức từ chối, không cần đâu, đợi các anh chuẩn bị xong, tôi sẽ trực tiếp thuê xe đến chở đi vào buổi tối. Lâm Tiếu Nhan cũng đồng tình, vâng, nếu là một chuyến, đến lúc đó xem trong kho có loại vải nào phù hợp thì bán cả cho chúng tôi luôn. Như vậy một lần chở cũng tiện hơn. Sưởng trưởng Lý nghe vậy, không khỏi giật mình. Ban đầu, khi hai người vừa mở lời, chưa hỏi giá đã muốn mua hơn 20 cuộn vải, điều đó đã khiến ông ngạc nhiên rồi. Giờ đây, họ còn tự tìm xe chở về tiêu thành, lại còn ngại không đủ, muốn mua thêm một lần nữa. Với cách mua hàng như thế này, họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền của đây? Tuy bất ngờ, nhưng xưởng trưởng lý vẫn đồng ý ngay, được, được. Lần này nguyên liệu khá tốt, loại vải kaki của chúng tôi xuất xưởng giá thường là một đồng một mét, xét thấy các cô còn phải tự chở đi, nên tôi để giá hai hào một mét. Còn những loại vải hoa và các loại vải bông mây quần áo lao động khác trong kho thì rẻ hơn nhiều. Nếu các cô muốn, tôi để giá 8 phân một mét, các cô cứ tùy ý chọn. Nghe xong mức giá mà xưởng trưởng Lý đưa ra, trong lòng Lâm Tiếu Nhan không khỏi vui mừng. Với giá ưu đãi như thế này, chẳng những không lo bán không được, chắc chắn còn có thể kiếm được một khoản lời kha khá. Xưởng trưởng Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức gọi điện cho xưởng, mời thư ký Trương đến để thống nhất thời gian và địa điểm giao hàng. Trước khi rời đi, Lâm Tiếu Nhan và Cố Tiêu còn ghé vào kho của xưởng, chọn lấy hơn nửa số hàng tồn, rồi mới hài lòng ra về. Về đến nhà thì đã 4 giờ chiều. Nghĩ đến buổi tối còn phải đi học lớp, Lâm Tiếu Nhan liền tìm trong hành lý của Cố Tiêu một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh và chiếc quần kaki dài, bảo Cố Tiêu vào phòng thử. Khi anh bước ra với vẻ bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng, Lâm Tiếu Nhan không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki làm tôn lên vẻ lịch lãm, thanh thoát của anh khiến cô không khỏi suýt xoa. Vừa rồi, trong lúc cố tiêu đi thay đồ, lâm tiếu nhan vào bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình. đang xào rau thì bất chợt thấy cố tiêu với bộ sơ mi trắng sạch sẽ tiến lại gần, tay áo sáng lên để lộ cánh tay rắn chắc. lâm tiếu nhan ngẩn người nhìn anh trong chốc lát, có lẽ vì lần đầu tiên thấy cố tiêu ăn mặc chỉnh tề như vậy, thật sự rất điển trai, khiến cô nhìn ngây ngốc. thấy ánh mắt ngẩn ngơ của cô, cố tiêu có chút ngượng ngùng, thế nào? anh mặc bộ này đi với em có được không? Lâm Tiếu Nhan mỉm cười hài lòng, gật đầu, đương nhiên là được. Chỉ là trông có vẻ quá đẹp trai, tự dưng em thấy lo lắng. Cố Tiêu nhìn dáng vẻ say mê của cô mà không nhịn được cười, bước đến phía sau ông lấy cô, nếu em không yên tâm, thì anh sẽ đổi bộ khác. Nhưng anh sợ mặc đồ quê mùa quá lại khiến em mất mặt. Lâm Tiếu Nhan thích thú tựa đầu lên vai anh, hai người âu yếm nhau một lúc. Mãi đến khi mùi thức ăn trong nồi bốc lên, Lâm Tiếu Nhan mới sực tỉnh, vội vàng mở nắp nồi, chết rồi, thức ăn sắp khét. Tất cả tại anh đấy, dám dùng sắc đẹp mê hoặc em. Cố Tiêu thấy dáng vẻ lúng túng của cô mà cảm thấy đáng yêu. Anh nhanh chóng giúp cô dọn dẹp, sau đó xoay người vào phòng. Khi Lâm Tiếu Nhan dọn cơm xong và quay ra, liền thấy Cố Tiêu đã thay bộ sơ mi đen, trông còn cuốn hút hơn trước. Màu đen càng làm anh thêm phần lạnh lùng, bí ẩn. Thế nhưng, bản thân Cố Tiêu lại không nhận ra điều đó. Thấy Lâm Tiếu Nhan nhìn mình chầm chầm, anh không nhìn được giải thích. Anh nghĩ rồi, nếu em thích chiếc áo trắng đó, thì anh sẽ mặc nó vào ngày đính hôn sắp tới. Hôm nay anh mặc tạm bộ đen này, được không? Lâm Tiếu Nhan cười, đành nói, được thôi, hôm nay anh mặc bộ đen này, trông cũng ngầu lắm. Để hợp với Cố Tiêu, Lâm Tiếu Nhan cũng thay một chiếc váy trắng mới tinh, vừa hay tạo thành cặp đôi đen trắng hoàn hảo. Đi trên con ngõ nhỏ, các cô bác quen biết nhìn thấy hai người không nhịn được khen ngợi, đôi này thật xứng đôi. Vì khi nãy sự cố trong bếp làm chậm một chút, nên khi hai người đến tiệm cơm quốc doanh thì mọi người đã đông đủ. Lý Hương Linh, người tổ chức buổi gặp mặt, đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Thấy hai người họ, cô nàng vẫy tay nhiệt tình, hai người cuối cùng cũng tới, mọi người chờ nãy giờ rồi. Sau khi vào trong, Lâm Tiếu Nhan xin lỗi mọi người, rồi kéo cố tiêu đến từng người giới thiệu. Chờ hai người ngồi xuống, Lý Hương Linh mới quay lại bàn đối diện, đứng cạnh một người đàn ông có vẻ mặt buồn bã. Cô cười ngượng ngùng nói, Giang Thành, bên kia hết chỗ rồi, anh không ngại nếu tôi ngồi bên này, được chứ? Giang Thành chán nản lắc đầu, tùy cô, mà này, trước đó cô chỉ nói mời Lâm Tiếu Nhan đến thôi, chứ có nói là cô ấy mang theo bạn trai đâu. Nếu biết trước cô ấy có người yêu, chắc tôi cũng không đến làm gì. Trước đây, khi còn đi học, tôi đã thầm thương trọng nhớ cô ấy bao nhiêu năm vốn định đợi công việc ổn định sẽ đến gặp lâm tiếu nhan tỏ tình không ngờ cô ấy lại đi xuống nông thôn tưởng rằng đời này chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại ai ngờ mấy ngày trước lý hương linh lại tìm đến chỗ làm của tôi ban đầu tôi cứ nghĩ lý hương linh vẫn còn lưu luyến tôi nên đã viện cớ không có mặt không ngờ cô ấy cứ đứng ở cửa đợi nói rằng mời tôi đến buổi học lớp thật ra tôi chẳng hứng thú gì với buổi học lớp cả nhưng khi nghe Lâm Tiếu Nhan cũng về thành phố Ngô và sẽ tham gia, tôi liền đồng ý ngay. Vì buổi họp này, tôi còn xin nghỉ sớm, về nhà tắm rửa, chỉnh trang, rồi đến từ sớm. Cứ thế ngồi chờ mọi người lần lượt đến đông đủ. Bao nhiêu lời muốn nói với Lâm Tiếu Nhan đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ cô ấy lại dẫn bạn trai đến cùng. Vừa nhìn thấy bạn trai của cô ấy với dáng vẻ cao lớn, lại nhìn bản thân mình, lần đầu tiên Giang Thành, người luôn tự tin, cảm thấy có chút tự ti. Lý Hương Linh thấy Giang Thành có vẻ chán nản, trong lòng không khỏi đắc ý, cô dịu dàng giải thích, "Xin lỗi, tôi quên nói trước với cậu." Lâm Tiếu Nhan sau khi về nông thôn đã tìm được đối tượng, lần này đúng dịp mang người ấy về thành phố Ngô để đính hôn, cũng tiện mang đến cho mọi người gặp mặt. Giang Thành nghe nói đối tượng của Lâm Tiếu Nhan là người ở nông thôn, trong mắt lập tức hiện lên chút khinh miệt, đồng thời không thể tin nổi, "Lâm Tiếu Nhan, cậu vừa xuống nông thôn đã có người yêu?" "Không phải là hơi nhanh quá sao?" nghe thấy có người hỏi mình, Lâm Tiếu Nhan ngẩng đầu nhìn sang đối diện, nhận ra người hỏi là chàng trai mà trước đây Lý Hương Linh từng thích. Cô liền hỏi ngược lại, Giang Thành, tôi và đối tượng của mình đã có hôn ước từ nhỏ, hơn 10 năm rồi, như vậy có tính là nhanh không? Giang Thành sững người, sau đó lại hỏi, bây giờ là thời đại nào rồi, còn nói chuyện ép duyên của cha mẹ? Lâm Tiếu Nhan nhướng mày, lẽ nào Giang Thành thực sự thầm thích cô? Ban đầu cô định nói chuyện đàng hoàng vì nể mặt bạn học cũ, Ai ngờ người này vừa mở miệng đã tỏ thái độ hống hách. Cô không khách sáo, lạnh lùng cười đáp, không còn cách nào, đối tượng của tôi đúng kiểu tôi thích, chúng tôi thuộc dạng tình yêu xét đánh, cũng không hoàn toàn là ép duyên, đúng không, cố tiêu. Cố tiêu ở dưới bàn nắm lấy tay lâm tiếu nhang, mỉm cười, ừ, có lẽ đây là duyên phận, muốn ngăn cũng không được. Nhìn hai người họ tỏ vẻ tình cảm ngay trước mặt, Giang Thành tức giận uống một hơi hết chén nước, bực bội nói, chúng ta không phải đã gọi món rồi sao? sao đồ ăn vẫn chưa lên? Lý Hương Linh ở bên cạnh vội cười lấy lòng, tôi đi dục một chút, chắc đầu bếp còn chưa bắt đầu làm, tôi sẽ mang thêm trà nóng cho mọi người. Đến lúc này, Lâm Tiếu Nhan và Cố Tiêu cũng đã hiểu ra lý do Lý Hương Linh nhiệt tình mời họ đến buổi học lớp này. Thì ra cô ta muốn mượn cơ hội này để Giang Thành từ bỏ hy vọng với Lâm Tiếu Nhan, sau đó chen chân vào cuộc đời anh ta. Nghĩ đến việc mình vô tình trở thành công cụ của người khác, Lâm Tiếu Nhan không khỏi thấy buồn cười. Cô vừa nâng chén trà lên đỉnh uống thì Cố Tiêu nhanh chóng ngăn lại, rồi thổi nhẹ chén trà, "Mới rót trà, còn nóng, đợi nguội rồi hãy uống." Lâm Tiếu Nhan không ngờ Cố Tiêu, người vốn khiêm tốn ít nói, hôm nay lại khác thường, chủ động thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Có lẽ vì cảm thấy mối nguy cơ nên anh muốn công khai khẳng định chủ quyền. Cô âm thầm cười thầm trong lòng, cảm thấy người đàn ông của mình ngày càng đáng yêu. Nhìn thấy Lâm Tiếu Nhan cười rạng rỡ như hoa, một vài bạn học đang xem kịch vui không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Trước đây khi nghe tin Lâm Tiếu Nhan không tìm được việc làm ở thành phố, phải về nông thôn làm thanh niên trí thức, họ đều đắc chí. Bởi trong thời gian đi học, cô vừa xinh đẹp, lại học giỏi, luôn có vẻ cao ngạo. Nghe tin cô đến dự buổi học lớp, mọi người đều muốn xem thử cô ấy hiện tại trông thế nào. Ban đầu họ nghĩ rằng Lâm Tiếu Nhan ở nông thôn gần 2 năm chắc hẳn đã rám nắng, già đi. Ai ngờ, trông cô ấy còn trắng trẻo hơn cả trước đây da dẻ miệng màng, môi đỏ răng trắng, nào có vẻ gì là người suốt ngày làm việc trên đông. Thế nên, có bạn nữ tò mò hỏi, Lâm Tiếu Nhan, cậu xuống nông thôn lao động sao không thấy đen nhĩ hay là trốn trong phòng không làm việc? Lâm Tiếu Nhan khẽ cười, có vẻ hơi bất đắc dĩ, sao lại không xuống đông? Chẳng qua, có vẻ như da tôi không bị rám nắng dù thế nào đi nữa. Hơn nữa, đối tượng của tôi làm việc rất giỏi, những việc nặng nhọc anh ấy đều dành làm hết, nên tôi cũng không quá mệt mấy bạn nữ nghe vậy đều có chút không vui nhỏ giọng xì xào ở nông thôn sao có thể thoải mái như trong thành phố được tôi nghe nói giờ xuống nông thôn có thể cả đời không trở về được đúng đấy tôi cũng nghe thế nhưng nghĩ lại cậu và đối tượng của cậu cũng xem như môn đăng hộ đối đỡ phải lo về thành hay không nghe nói dù có tìm cách về thành phố thì cũng không được đưa gia đình theo chỉ có thể kết cục là ly hôn thôi đúng vậy ở nông thôn trồng trọt vất vả lương thực cũng đủ ăn nhưng muốn tích góp tiền mua đồ thì khó. đồ đã thiếu thốn lắm, Lâm Tiếu Nhan, lần này cậu về thành nhất định phải mua nhiều đồ mang về. Nghe mọi người tranh luận rôm rả, Lâm Tiếu Nhan không khỏi buồn cười. Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi vừa rồi còn tưởng đây là buổi hội nghị cứu trợ cho tôi ở nông thôn. Nói thật, nông thôn không bằng thành phố Ngô, nhưng nếu mọi người muốn quyên góp gì thì cứ đưa tôi mang đi nhé. Tôi không chê đâu, ai cho gì cũng tốt. Mọi người nghe vậy. Lập tức im lặng, không khí có phần ngượng ngùng. Để phá vỡ sự gượng gạo và không để chuyện tình cảm của Lâm Tiếu Nhan bị chia rẽ, Lý Hương Linh vội lên tiếng, "Ai nói điều kiện ở nông thôn kém, hôm qua Lâm Tiếu Nhan và đối tượng của cô ấy cùng tới quán đặt cơm tối, gọi bốn món một canh, toàn là món đặc biệt của quán, một bữa ăn hết mười mấy đồng đó. Còn nữa, Lâm Tiếu Nhan, cậu và bạn trai đeo đồng hồ đôi phải không? Mua ở đâu thế? Chắc không rẻ nhỉ?" Lý Hương Linh vừa nói vừa kéo tay áo Lâm Tiếu Nhan lên. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cánh tay của Lâm Tiếu Nhan và Cố Tiêu. Quả nhiên, một đôi đồng hồ mới tinh lộ ra trước mắt mọi người. Lâm Tiếu Nhan hiểu rõ mục đích của Lý Hương Linh khi làm như vậy, nhưng cô cũng không ngại đối phương lợi dụng một chút. Ừ, chiếc đồng hồ này là tính vật đính ước mà bạn trai tôi tặng. Ha ha, ngay cả đồng hồ đôi cũng có rồi, vài ngày nữa lại đính hôn, chắc kết hôn cũng sớm thôi nhỉ. Lý Hương Linh thêm mắm dặm muối khi nào chúng ta mới được ăn kẹo mừng của hai người đây? Nghe vậy, cố tiêu từ trong túi lấy ra một túi kẹo lớn, đặt mạnh lên bàn, ngày kia tôi và Lâm Tiếu Nhan sẽ đính hôn tại nhà. Nếu mọi người không chê, có thể đến chung vui. Hôm nay ra ngoài không mang nhiều kẹo lắm, mọi người cứ lấy trước. Không đủ thì ngày kia lại đến nhận thêm. Cả bàn học bạn bè thấy cố tiêu thẳng thắng đổ cả túi kẹo lớn ra bàn, ai nấy đều hít một hơi. Chẳng lẽ bạn trai của Lâm Tiếu Nhan thật sự khá giả? Nếu không, loại kẹo sữa đắt tiền thế này sao lại tùy tiện đem ra chia cho mọi người? Nhà ai kết hôn mà tốn nhiều kẹo đến vậy chứ? Lại còn chưa đính hôn mà đã mua đồng hồ quý giá tặng Lâm Tiếu Nhan, chẳng lẽ đính hôn còn có quà gì khác nữa? Tuy vậy, kẹo sữa trước mặt hấp dẫn các nữ sinh, họ nhanh chóng cầm lấy thưởng thức. Những nam sinh, đứng đầu là Giang Thành, lại tỏ vẻ bình thản. Nhìn các cô gái vui vẻ ăn kẹo, Giang Thành khinh thường nói, hóa ra đồng chí cố không thiếu tiền. Nhưng đàn ông chỉ có tiền thôi thì chưa đủ, vẫn phải có chút bản lĩnh kiếm ăn, có một công việc tử tế ở xưởng. Nếu không thì chỉ bám vào đất đai, đời này có tiền đồ gì chứ? Lâm Tiếu Nhan định đáp trả lại lời mỉa mai đó thì bất ngờ thấy một người đàn ông hối hả bước vào. Người này tiến đến trước mặt Lý Hương Linh, nói vội vàng, "Hương Linh, xin lỗi, vừa rồi ở xưởng giật bận rộn chút nên đến trễ." Lý Hương Linh thấy vị khách cuối cùng mà mình mời đã đến, liền quay đầu gọi lớn, "Chị ơi, bên bạn này có thể dọn đồ ăn lên rồi. Sau đó cô vội chạy tới kéo cánh tay người đàn ông, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là anh họ tôi, Vương Lập Cường. Trước đây anh ấy học trên chúng ta một khóa ở cấp 3, hiện tại đang làm việc ở xưởng máy móc số một Thượng Hải, rất ưu tú. Lần này anh ấy đi công tác về, lúc nào cũng bận rộn, hôm nay mới rảnh đến đây ăn cơm với tôi. Tôi nghĩ mọi người đều là bạn cùng trường, chắc không ngại kết bạn thêm với anh ấy chứ nghe đối phương là người làm ở xưởng máy móc số một Thượng Hải, ánh mắt mấy nữ sinh lập tức sáng rực. Ngay cả vài nam sinh cũng cúi đầu khẽ. Đặc biệt là Giang Thành, khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, ánh mắt anh không giấu nổi sự kinh ngạc. Thấy anh biến sắc, Lý Hương Linh trong lòng không khỏi vui sướng. Rốt cuộc thì Vương Lập Cường là người cô đặc biệt mời đến giúp cô gây ấn tượng. Cô chỉ muốn Giang Thành biết rằng, bên cạnh cô không thiếu những người đàn ông ưu tú, và họ còn hơn anh ở mọi mặt không ngờ, vừa ra trận đã có tác dụng thật. Nghĩ vậy, cô càng hớn hở nhìn Vương Lập Cường, anh họ, đồ ăn đã lên, anh mau ngồi xuống ăn đi. Vương Lập Cường lần lượt gật đầu chào mọi người. Khi nhìn thấy Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan, nụ cười trên mặt bỗng dưng tắt liệm. Ngay sau đó, anh chỉ vào Cố Tiêu, kích động nói, cậu, cậu, đồng chí Cố cũng ở đây sao? Cố Tiêu ngẩng đầu, bình tĩnh đáp, tôi đến cùng bạn gái. Vương Lập Cường như vỡ lẽ, lập tức bước tới, Động nắm lấy tay Cố Tiêu, không ngờ em họ tôi và bạn gái cậu lại là bạn học. Vậy về sau chúng ta có thể kết bạn với nhau rồi. Lý Hương Linh cùng các bạn học khác đều mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vương Lập Cường thấy mọi người không hiểu gì, liền vội vàng giải thích, chuyện là thế này, lần này tôi đến thành phố Ngô chủ yếu để giải quyết vấn đề máy móc ở xưởng dịch. Không ngờ lần này gặp phải vấn đề khó giải quyết, khi chúng tôi đang bó tay thì đồng chí Cố đã xuất hiện và giúp chúng tôi sửa xong ngay. Vừa rồi tôi còn nghe xưởng trưởng lý cảm thán ở xưởng dịch. Ông ấy nói muốn mời đồng chí Cố và đồng chí Lâm quay lại thành phố Ngô làm việc, nhưng lại bị hai người từ chối thẳng thừng. Sau đó, anh ta quay sang Cố Tiêu, chân thành mời, đồng chí Cố, thật sự tôi nghĩ với năng lực của cậu, cậu phù hợp với xưởng máy móc số một Thượng Hải. Cậu có thể cho tôi một cách liên lạc được không? Tôi sẽ trở về nói chuyện với lãnh đạo, xem có thể mời cậu đến làm ở xưởng chúng tôi không? Những người vốn vừa ngưỡng mộ công việc của Vương Lập Cường, giờ nghe anh ta hết lời khen ngợi cố tiêu, còn muốn giới thiệu anh vào làm việc tại xưởng máy móc số một Thượng Hải, đều không khỏi ngỡ ngàng. Bạn trai của Lâm Tiếu Nhan không phải chỉ là một nông dân sao? Sao lại giỏi như vậy? Nhưng nghĩ lại, từ lúc hai người bước vào, ai cũng có thể cảm nhận được bạn trai của Lâm Tiếu Nhan có dáng vẻ cao lớn, tuấn tú, khí chất cũng xuất chúng hơn hẳn những nam sinh khác. Nhớ lại lúc nãy, mấy nữ sinh không khỏi hối hận. Không nên vừa nghe nói người ta từ nông thôn đến liền vội đánh giá thấp so với nữ sinh đang hối hận các nam sinh thì càng cảm thấy như bị tát vào mặt cảm giác tự ti lan tỏa trong không khí khi mọi người nghĩ rằng cố tiêu chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận lời mời tốt như vậy anh lại nhàn nhạt trả lời cảm ơn nhưng hiện tại chúng tôi chưa có ý định đến thượng hải xin lỗi phải mất một lúc mọi người mới phản ứng kịp sau khi nghe cố tiêu từ chối lời mời một cách dứt khoát thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người cuối cùng họ cũng tin rằng mình không nghe nhầm anh thực sự đã từ chối bên kia vương lập cường cũng bất ngờ không nghĩ rằng cố tiêu lại kiên quyết như vậy anh vốn tưởng ít nhất cố tiêu sẽ suy nghĩ về lời mời dù có chút tiếc nuối vương lập cường vẫn tôn trọng quyết định của cố tiêu cũng được vậy chúng ta có thể trao đổi cách liên lạc không sau này nếu gặp vấn đề gì tôi có thể xin lời khuyên từ cậu cố tiêu gật đầu được thôi sau khi hai người trao đổi cách liên lạc vương lập cường mới yên tâm về sau nếu cậu có ý định thay đổi nhất định phải liên hệ với tôi tôi sẽ giới thiệu cậu với lãnh đạo của chúng tôi bất cứ lúc nào thấy vương lập cường nhiệt tình như vậy mọi người cũng nổi lên ý định kết bạn lần lượt hỏi xin cách liên lạc của anh ta vương lập cường tuy không từ chối ngay trước mặt lý hương linh nhưng vẫn nhắc nhở công việc của tôi thường bận rộn có thể không có thời gian để hồi đáp hết mọi người ý ngầm là đừng liên lạc nếu không có việc quan trọng sau chuyện này không khí bữa tiệc trở nên sôi nổi và thân thiện hơn bữa ăn diễn ra rất vui vẻ chờ mọi người chia đều tiền ăn xong ai nấy đều ra về. Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan đi bộ về nhà. Lúc này, hai người không vội, vừa đi vừa trò chuyện. Nghĩ đến một ngày hôm nay, Cố Tiêu đã nhận được hai lời mời làm việc, một ở thành phố Ngô, một ở Thượng Hải, cả hai đều là những xưởng lớn. Lâm Tiếu Nhan không khỏi cảm thán. Đặc biệt là hai lần Cố Tiêu đều từ chối, dù cô đã trọng sinh trở lại, cũng thấy bất ngờ. Dù sao, cô là người biết Cố Tiêu sau này sẽ có sự nghiệp riêng của mình nhưng phần lớn thành công đó đều nhờ vào thời đại. Còn ở thời điểm hiện tại, Cố Tiêu chưa biết về những thay đổi trong tương lai, sao anh lại không động tâm chút nào? Ở thời đại này, nếu tìm được một công việc chính thức, cũng coi như là việc vẽ vang cho gia đình. Nghĩ vậy, Lâm Tiếu Nhan chủ động hỏi Cố Tiêu về kế hoạch tương lai của hai người. Cố Tiêu chỉ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, hiện tại, anh chỉ muốn ở bên em và gia đình, còn chờ cha trở về. Nếu sau này em có cơ hội trở về thành phố, anh cũng sẽ cùng em. Em không cần lo lắng về những lời nói vừa rồi. Ở đâu có em, ở đó có anh. Nghe Cố Tiêu nói chắc chắn như vậy, lòng Lâm Tiếu Nhan ấm áp hẳn. Cô liền mở lòng nói về suy nghĩ của mình, thực ra, lần trước em có nói với Cố Chu rằng sau này em muốn thi đại học. Em cảm thấy không bao lâu nữa, kỳ thi đại học chắc chắn sẽ được khôi phục. Anh tin sẽ có ngày đó chứ? Cố Tiêu dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn cô cười, đương nhiên là anh tin em. Em muốn làm gì? cứ thoải mái mà làm. Nếu em muốn thi đại học, anh sẽ luôn ủng hộ em. Hiện tại em còn trẻ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dù sau này chúng ta kết hôn cũng không cần vội vàng có con, hơn nữa, anh cũng muốn hai chúng ta có khoảng thời gian riêng tư sau khi kết hôn. Lâm Tiểu Nhan siết chặt tay Cố Tiêu, hỏi, "Thật ra anh còn trẻ mà, anh có từng nghĩ đến việc cùng em vào đại học không?" Nghe vậy, Cố Tiêu không nhịn được cười, đôi mắt cong lên, "Thôi đi, anh đã rời xa sách vở nhiều năm rồi." vả lại, nhà mình có em và cố chu, sau này có lẽ còn cả niệm niệm, ba người các em là sinh viên cũng đủ rồi. Không cần phải thêm anh vào nữa. Sau này các em cứ yên tâm học đại học, anh sẽ lo hậu cần, tìm một công việc ở nơi em học để đồng hành cùng em. Lâm Tiếu Nhan nghe cố tiêu sắp xếp, không khỏi thấy hốc mắt hơi ương ướt, không kìm được mà ôm chầm lấy anh trong con ngõ nhỏ trước nhà. Thấy xung quanh vắng vẻ, cố tiêu cũng thả lỏng cảm xúc, để bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này. Khi hai người đang hôn nhau say đắm, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng động trong nhà. Hai đứa đi tụ hội sao còn chưa về? Tiệm cơm quốc doanh cũng tan tầm lâu rồi mà. Đừng lo, có thể trên đường bị kẹt. Để anh ra đầu ngõ đón xem sao. Nghe thấy tiếng ba mẹ quen thuộc, cả hai vội tách ra, chạy nhanh từ trong bóng tối ra ngoài. Ba, mẹ, tụi con về rồi. Nhìn thấy lâm tiếu nhang có đôi môi hơi đỏ, cổ tiêu nhanh chóng cúi đầu chào rồi theo cô bước vào nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hai người đính hôn đã đến để buổi lễ diễn ra trang trọng ba mẹ lâm đặc biệt sắp xếp cho cố tiêu ngủ lại nhà anh rể chu đêm hôm trước còn chị tú lệ thì ở lại nhà cô em gái để phụ giúp có lẽ vì quá phấn khởi vào đêm trước lâm tiếu nhan ngủ hơi muộn nên sáng hôm sau trở thành người thức dậy cuối cùng khi cô rời giường chị tú lệ đã ở dưới bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa trưa lâm tiếu nhan vội vàng ăn sáng xong vào phòng rửa mặt chải tóc trang điểm và mặc chiếc váy hồng phấn mới tinh trông vừa duyên dáng vừa tươi tắn vừa sửa soạn xong, ngoài cửa vang lên tiếng pháo nổ giòn giả. Lâm vệ võ, người phụ trách đốt pháo trong sân, hướng vào trong nhà hô to, anh rể lớn và anh rể hai đến rồi. Mọi người trong nhà vừa ra sân, liền thấy cố tiêu dưới sự giúp đỡ của Chu khai tề, sách theo những túi lớn bước vào sân. Hàng xóm xung quanh đều biết hôm nay nhà họ Lâm có hỷ sự, nghe tiếng pháo cũng kéo đến xem náo nhiệt. Ai nấy đều trầm trồ khi thấy cố tiêu mang đến rất nhiều lễ vật đính hôn. Chỉ riêng các cuộn vải đã có đến vài tấm, đủ loại kẹo và bánh chưa từng thấy qua tiếp đó là một tảng thịt heo lớn hai con gà mái già một đổ trứng gà một đổ trái cây và hai con cá chép lớn ngoài ra còn có một bao gạo một túi bột mì và hai bó mì sợi mỗi lần lấy ra một món hàng xóm đứng xem đều xì xào trầm trồ không chỉ hàng xóm ngạc nhiên mà cả nhà họ lâm cũng kinh ngạc há hốc miệng mẹ lâm vừa vui vẻ nhận lấy đồ đặt lên bàn trong sân vừa không ngừng trách yêu cậu bé này sao lại mua nhiều đồ thế này đính hôn mà có tâm ý là đủ rồi con thật sự chu đáo quá lần trước đến cũng đã mang theo nhiều rồi những thứ đó còn chưa dùng hết trong nhà vẫn còn thịt lại mang thêm nữa hơn nữa trời nóng thế này để thịt không dễ giữ đâu một vài bác gái hàng xóm thân thiết với mẹ lâm không khỏi ganh tị nói mẹ tiếu nha ngà con rể của chị thật tuyệt vời đính hôn mà mang nhiều đồ thế này còn hơn cả lễ cưới người ta đúng vậy mang nhiều như vậy chị cứ mừng thầm trong bụng đi mẹ lâm tặc lưỡi hai tiếng đúng là thế con rể tôi rất hiếu thuận các chị không biết đâu lần trước vừa đến thành phố ngô đã mang rượu ngon cho ba tiếu nhang còn mua đồ cho từng người trong nhà các chị nhìn bộ quần áo tôi đang mặc này cũng là do nó mua đó trước đó còn viết thư dặn dò kỹ càng thật sự chu đáo lắm các chị nhìn hai cái đồng hồ của hai đứa kia còn là đồng hồ đôi nữa cũng là con rể tặng đấy nó luôn biết cách chọn đồ tốt mọi người cười gượng hai tiếng cậu con rể thứ hai của chị có vẻ điều kiện còn tốt hơn cả anh rể lớn nhỉ nghe vậy mẹ lâm lập tức biểu môi nói thế cũng không đúng anh rể lớn của nhà tôi cũng là người tài giỏi là kỹ thuật viên cốt cán của xưởng dệt đấy hôm qua xưởng trưởng còn đặc biệt cho anh ấy nghỉ phép để về cùng tú lệ mọi người thấy mẹ lâm khen cả hai con rể cũng đành gật đầu phụ họa đúng vậy sau này vợ chồng lớn ở bên cũng có người biết nóng biết lạnh để chăm sóc trong lúc mẹ Lâm đang trò chuyện sôi nổi cùng mọi người trong sân. Lý Hương Linh liền vội vàng dẫn mấy bạn học tới, nói, Tiếu Nhan, chúng tôi đến xem náo nhiệt và chúc mừng bạn cùng đối tượng đính hôn hạnh phúc. Lâm Tiếu Nhan cũng đứng dậy mời mọi người dùng kẹo và hạt dưa. Ban đầu, các bạn học cũng không nghĩ sẽ đến, nhưng không chống lại được lời mời của Lý Hương Linh. Hơn nữa, họ vẫn còn chút nghi ngờ về điều kiện của bạn trai Lâm Tiếu Nhan, nên quyết định cùng đến xem thế nào. Khi đến sân nhà Lâm Tiếu Nhan, nhìn thấy những thứ bày biện trên bàn và nghe mẹ cô trò chuyện với hàng xóm về đủ chuyện, mọi người không khỏi cảm thấy ghen tị. Chỉ là đính hôn thôi, nhưng chuẩn bị thế này thì quá chu đáo và phong phú rồi. Khi mọi người đang nhiệt tình chào hỏi các bạn học của Lâm Tiếu Nhan, bên ngoài sân lại có thêm khách đến. Thì ra là Sưởng trưởng Lý mang theo chị Ngô và bé Nhạc Nhạc đến. Vừa vào cửa, chị Ngô đặt mấy món quà lên bàn trong sân, cười nói: "Hôm nay chúng tôi cũng đến xem cho vui." để hưởng không khí hạnh phúc nhà họ lâm vừa thấy hai người mang đồ đến lập tức kinh ngạc cái này đây là radio sao phải biết rằng radio tuy không đắt bằng xe đạp nhưng cũng có giá vài chục đồng không chỉ đắt đỏ quan trọng hơn là phiếu công nghiệp để mua rất khó có được hàng xóm vây quanh đặc biệt là đám bạn học của lâm tiếu nhan nhìn thấy ba người này ăn mặc lịch sự lại còn mang theo radio đến không khỏi tự hỏi gia đình này có quan hệ thế nào với lâm tiếu nhan và cố tiêu xưởng trưởng lý không giấu giếm mà thẳng thắn giải thích trước mọi người lâm đồng chí là mẹ nuôi của con trai tôi nhạc nhạc còn cố tiêu là cha nuôi của thằng bé nhạc nhạc sắp kết hôn cùng cha mẹ nuôi nên chúng tôi đương nhiên phải đến xem hơn nữa hôm qua cố tiêu còn giúp xưởng chúng tôi sửa chữa máy móc giải quyết vấn đề lớn vì vậy cấp trên cũng cử tôi đến đây thay mặt xưởng cảm ơn cậu ấy nghe vậy mọi người liền hiểu ra không ngờ nhà lâm lại có mối quan hệ như vậy con chàng rể thứ hai của nhà họ Lâm cũng có vẻ rất giỏi giang. Nếu không, sao có thể giải quyết vấn đề khó khăn ở xưởng như thế chứ? Mẹ của Lâm Tiếu Nhan từ nãy giờ cười tươi không khép miệng lại được. Thường ngày, bà tiết kiệm đến mức không dám ăn hạt dưa, kẹo hay hoa quả. Giờ đây hào phóng mời mọi người. Bà còn quay sang các bạn học của Lâm Tiếu Nhan và gia đình xưởng trưởng. Nói, các cháu đã mất công đến đây rồi. Trưa nay ở lại ăn cơm luôn nhé. Nếm thử mì thịt bằm đặc biệt của nhà cô dùng sợi mì do con rể mới mang đến để nấu ba người nhà xưởng trưởng vui vẻ nhận lời về phần các bạn học của lâm tiếu Nhan ban đầu còn do dự nhưng khi nhìn thấy loại mì sợi ngon như vậy cũng muốn nếm thử cuối cùng mọi người ngượng ngùng nói chúng em sẽ ở lại để thử món mì của bác chỉ cần một bát mì thôi không cần làm gì cầu kỳ đâu ạ à. thời đại này mì sợi vẫn là món ăn quý hiếm đắt hơn cả bột mì mọi người ngại ăn mà không trả tiền nên sau khi bàn bạc các bạn học đồng loạt góp tiền vào một phong bao lì xì, đưa cho Lâm Tiếu Nhan. Lâm Tiếu Nhan, cậu hãy nhận lấy bao lì xì này đi. Nếu không, chúng mình cũng ngại ở lại ăn. Ban đầu bọn mình chỉ định đến chung vui một chút thôi. Lâm Tiếu Nhan không hề tỏ vẻ ngại ngùng, tự nhiên và hào phóng nhận lấy, cảm ơn. Khi mì đã được nấu chín, thịt bằm thái sợi cũng được xào thơm, tưới cả phần canh lên trên, hương thơm lập tức lan tỏa khắp sân. Mọi người dù thật lòng hay ganh tị, đều ăn một cách thích thú cũng không khỏi ghen tị với gia đình này. Đặc biệt là Giang Thành, vốn hôm nay đến đây với ý định xem cha mẹ của Lâm Tiếu Nhan có thái độ thế nào với người con rể này. Chẳng lẽ thật sự muốn con gái sống cả đời ở nông thôn? Nhưng khi tận mắt chứng kiến tất cả, anh mới nhận ra sự khác biệt giữa mình và Cố Tiêu. Đặc biệt là khi nhìn cha mẹ Lâm Tiếu Nhan hết lời khen ngợi Cố Tiêu, đối xử với anh như con trai ruột. Giờ phút này, Giang Thành mới hoàn toàn từ bỏ ý định, không dám mơ tưởng gì thêm nữa. Buổi chiều, sau khi khách khứa ra về, cha mẹ Lâm dẫn cả gia đình đến tiệm chụp ảnh để chụp một tấm ảnh gia đình. Ban đầu nhà có 5 người, giờ thêm hai người nữa, đương nhiên phải lưu lại kỷ niệm. Đặc biệt là hôm nay, khi con gái lớn vừa kết hôn, con gái thứ hai cũng vừa đính hôn, nên ngày này càng trở nên ý nghĩa. Chụp ảnh gia đình xong, Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về. Dù rất lưu luyến không muốn chia tay người nhà, nhưng kỳ nghỉ chỉ có giới hạn, hơn nữa, nếu còn không quay về, đội trưởng chắc hẳn ngày nào cũng nhắc mãi trong lòng trước ngày đi cố tiêu tự mình đi đến chợ đen tìm ông ngô bán hết tất cả đồ vật thu thập được trong mấy ngày qua trong không gian sau đó theo cách làm của ông ngô anh mua thêm một số đặc sản địa phương để mang về nhà ngoài ra anh còn mua không ít loại rau củ và trái cây đặc sản phương nam nếu có hạt giống thì mua hạt giống không có thì mua quả nói chung chỉ cần không gian chưa có mà loại đó có thể trồng thì anh đều mua để tích trữ Buổi chiều, sau khi xưởng dệt tan ca, cố tiêu thuê một chiếc xe, lặng lẽ lái vào từ cổng sau xưởng dệt, cùng thư ký trương dọn dẹp hơn nửa kho hàng. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh mới vội vàng hướng về ga tàu. Để không mất thời gian, hai người mua vé giường nằm buổi tối, ngủ một giấc, sáng hôm sau là có thể đến tiêu thành. Khi đến cổng nhà ga, họ bắt gặp gia đình Lâm mang theo rất nhiều đồ, cùng nhau đến tiễn Lâm Tiếu Nhan. Thấy cố tiêu trở lại, cha Lâm kéo anh ra một góc dặn dò, Lần này cháu vất vả rồi. Chờ khi ba cháu trở về, nhất định hãy báo tin ngay cho ta biết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cơ hội đến tiêu thành thăm hai đứa. À đúng rồi, hôm qua ta có chụp vài tấm ảnh, giặt sạch sẽ xong sẽ gửi cho hai đứa. Nhớ gửi một tấm cho ba cháu xem nhé." Cố Tiêu Nghiêm Túc gật đầu đồng ý. Mẹ Lâm cũng mở lời dặn dò, hai đứa nhất định phải sống hòa thuận nhé. Bây giờ đã chính thức đính hôn, coi như là người một nhà rồi, mọi việc phải thông cảm cho nhau cố gắng không cãi nhau. Cha Lâm nghe vậy, không nhịn được cười nói, đúng vậy, học theo ta và mẹ cháu, xem chúng ta bao năm nay, cũng chưa từng cãi nhau to tiếng. Vừa dứt lời, mẹ Lâm trừng mắt lườm ông, ông nói bậy bạ gì trước mặt bọn trẻ thế. Lâm Tiếu Nhan lúc đầu còn lưu luyến, định khóc vì sắp phải chia tay, giờ nhìn thấy cha mẹ đấu khẩu, không nhịn được bật cười. Cố Tiêu không cười, thay vào đó anh nghiêm túc hứa với ba mẹ Lâm, chú Lâm, cô Lâm, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiếu Nhan, sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi khi ở nông thôn. Thật ra, sau những ngày quan sát vừa qua, dù cố tiêu không nói những lời đó, ba mẹ Lâm cũng đã an tâm từ trước. Hai người nhìn nhau cười, phất tay bảo hai người họ nhanh chóng vào trạm xe. Nhìn bóng dáng người thân dần khuất xa, Lâm Tiếu Nhan cảm thán, vỗ nhẹ vai cố tiêu, đi thôi. Vị hôn phu, về tiêu thành nào? Sáng hôm sau, khi hai người xuống tàu hỏa, vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực rõ ràng chỉ ở lại thành phố ngô bảy tám ngày nhưng lại có cảm giác như đã qua cả tháng có lẽ vì ở đó mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú tuy nhiên khi đặt chân lên tiêu thành cả hai không khỏi háo hức chỉ muốn nhanh chóng đổi xe về nhà xem tình hình của mẹ cố cùng hai em nhỏ thế nào trên đường họ không dừng lại chút nào khi trở về đến thôn trời đã gần trưa lúc này trong sân nhà họ cố mẹ cố cùng niệm niệm đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa còn cố chu vẫn chưa đi làm về dù cố tiêu đã dặn rằng không cần phải đi làm kể cả trong kỳ nghỉ hè mà nên dành thời gian cho việc học và chăm sóc gia đình nhưng cố chu vẫn lén lút đi làm thay cho anh trai vì biết anh đang nghỉ phép trước khi vào nhà cố tiêu và lâm tiếu nhang cùng nhau lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian nghe thấy tiếng động bên ngoài niệm niệm liền chạy từ bếp ra nhìn thấy hai người trở về vui vẻ reo lên mẹ ra đây mau anh cả và chị tiếu nhang về rồi ngay lập tức Cô chạy đến bên hai người để giúp họ mang đồ vào. Mẹ Cố cũng không bận tâm đến đồ ăn trên bếp, nhanh chóng đặt cái sẵn xuống và chạy ra, thật sao? Vừa rồi mẹ còn đang nói với Niệm Niệm là chắc hai đứa sẽ về ngày mai, không ngờ nhanh như vậy. Lâm Tiếu Nhan kéo Niệm Niệm lại gần, mỉm cười nói với mẹ Cố, "Cố Tiêu nhớ nhà nên chúng con đã lên tàu đêm qua. Nhưng mà chúng con mua vé giường nằm nên ngủ rất thoải mái, không thấy mệt chút nào." Mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi." chuyến đi lần này của hai đứa thuận lợi chứ. Lâm Tiếu Nhan gật đầu liên tục, vừa uống nước xong liền bắt đầu kể cho mẹ cố nghe về những chuyện ở thành phố Ngô. Mẹ cố vừa vui vẻ nghe, vừa gật đầu liên tục, thỉnh thoảng lại không kìm được hỏi thêm đôi điều. Niệm niệm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Tiếu Nhan, cười rạng rỡ khi nghe hai người trò chuyện. Lúc này, cố tiêu đang ở ngoài sân, đột nhiên ngửi thấy mùi khét từ bếp liền hét lên, mẹ, trong bếp đang nấu gì đó đúng không? nhưng trong phòng mọi người đang mãi trò chuyện nên không ai nghe thấy lời của cố tiêu. Anh đành buông tay, bỏ lại hành lý rồi chạy nhanh vào bếp, thêm nước vào nồi để dập lửa. Đúng lúc này, cố chu tan làm về. Vừa bước vào sân, nhìn thấy một đống đồ lớn, liền biết rằng anh trai và chị Tiếu Nhan đã trở về. Cố chu vui vẻ chạy vào nhà, anh cả, chị Tiếu Nhan, hai người về rồi. Nhìn thấy em trai lao thẳng vào nhà, cố tiêu bất đắc dĩ đứng nhìn. Sau khi dọn dẹp xong bếp, anh quay lại sân và bắt đầu mang hết đồ đạc vào nhà. Lúc này Lâm Tiểu Nhan đang trò chuyện rôm rã với mẹ cố, vừa nhìn thấy trên tay cố Tiêu cầm theo rất nhiều túi lớn nhỏ, mới nhớ ra đồ đã mua cho mọi người. Cô vội vàng lấy mấy thứ từ tay anh, bác gái, đây là đồ mà con và cố Tiêu mua ở thành phố Ngô cho bác. Áo sơ mi sợi tổng hợp và quần kaki, dạo này người tầm tuổi bác ở đó rất thích mặc kiểu này. Con còn mua thêm đôi giày da nữa, bác xem có thích không ạ? À? Mẹ cố nhận lấy quần áo. Sợ chất liệu bóng loáng, có chút yêu thích không rời nhưng vẫn tiếc tiền, quần áo sợi tổng hợp đắt quá, con mua làm gì? Mẹ ngày thường cũng không ra ngoài, đâu cần mặc đẹp thế. Lâm Tiếu Nhan liền đẩy đóng đồ vào lòng bà, mua rồi thì không trả lại được đâu bác ạ, à. bác cứ yên tâm mà mặc, quần áo mua về là để mặc mà. Nói xong, cô lại đưa quần áo và giày mới cho Niệm Niệm và Cố Chu. Mỗi người một bộ, kèm theo đôi giày thể thao mới. Kiểu dáng này đều là hàng mới nhất ở thành phố Ngô, ở Tiêu Thành vẫn chưa có ai nhìn thấy qua. Niệm niệm vốn là cô bé thích làm đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy xinh sáng liền ôm chặt lấy, không muốn buông tay. Cố chu thì khỏi phải nói, tuy tính cách có phần thẳng thắn, nhưng cũng đã đến tuổi thích chương diện. Đặc biệt là khi nhìn thấy bạn bè trong trường có điều kiện tốt, ai cũng đi giày thể thao mới khiến cậu thầm ngưỡng mộ. Giờ đây, đôi giày thể thao mới mà anh trai và chị Tiếu Nhan mua còn đẹp hơn gấp trăm lần so với những đôi trong lớp, khiến cậu trào dân niềm tự hào phân phát xong quà, cả nhà cùng nhau ăn bữa trưa đơn giản. Sau đó, cố tiêu mới cầm hai cái túi to từ nhà chính để chuẩn bị cùng Lâm Tiếu Nhan về căn nhà bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này, mẹ cố mới phát hiện ra rằng hai người mang về không chỉ có quần áo và giày dép. Trong góc nhà chính còn chất đầy đồ ăn, vải vóc và cả nhu yếu phẩm. Nhìn thấy mẹ cố ngạc nhiên chỉ vào đống đồ trong góc, Lâm Tiếu Nhan vội giải thích, bác gái. Đây là một phần quà mà ba mẹ con gửi cho chúng con mang về còn mấy thứ nguyên liệu khác là do cố tiêu mua mẹ cố bình tĩnh lại nói nhiều quá rồi con cứ chọn vài món mang về phòng mà dùng chỗ này cứ để mẹ cất đi lâm tiếu nhan cười chỉ vào hai cái túi lớn trong tay cố tiêu con đã để phần của con rồi ba cứ thoải mái giữ lại những thứ này mà dùng nói xong lâm tiếu nhan liền cười tươi kéo cố tiêu đi qua nhà bên cạnh nhà bên hàng nhị mai lúc này vừa ăn trưa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút để buổi chiều có tinh thần xuống ruộng làm việc. Bất ngờ thấy Lâm Tiếu Nhan bước vào, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, trời ơi, cậu hôm nay đã về rồi sao? Mình còn nghĩ các cậu phải ngày mai mới về cơ. Lâm Tiếu Nhan cười tươi kéo cánh tay của Hàng Nhị Mai, sao? Chẳng lẽ cậu không mong mình về sớm à? Hàng Nhị Mai vội vàng lắc đầu, có chứ? Đừng nói vậy, cậu không ở đây mấy ngày, mình sắp chán chết rồi mình còn phải đi tìm Triệu Xuân Yến chơi cùng, giờ cậu cuối cùng cũng về rồi. Cố Tiêu thấy hai cô nàng vừa gặp nhau đã có bao nhiêu chuyện để nói, liền yên lặng đặt đồ đạc vào phòng của Lâm Tiếu Nhan, sau đó quay về nhà mình. Chờ Cố Tiêu đi rồi, Lâm Tiếu Nhan kéo hàng nhị mai vào phòng mình, lấy trong túi ra hai chiếc kẹo, này, tặng cậu kẹo mừng, một phần là của chị mình kết hôn. Còn một phần là kẹo đính hôn của mình và cố tiêu. Hàng nhị mai vui vẻ nhận lấy cả hai tay, bỏ vào túi mình, vậy mình không khách sáo nữa cũng muốn hưởng không khí vui vẻ của các cậu, sớm tìm được đối tượng cho mình. Sau đó, Lâm Tiếu Nhan lấy ra một miếng vải kaki, này, mảnh vải này mình đặc biệt mang về cho cậu, quay lại may một chiếc quần nhé. Hàng nhị mai nhìn thấy miếng vải, lại còn là loại vải tốt, liền vội vàng xua tay không dám nhận, ôi, cái này quý quá, mình không thể nhận được. Mấy ngày qua trong thôn đều bình yên, bác cố và mọi người vẫn luôn khỏe mạnh, mình cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều. Thật sự không cần phải tặng mình cái này đâu lâm tiếu nhan giả vờ tức giận nhắc miếng vải vào tay hàng nhị mai cậu đừng từ chối nữa nghe mình nói này vải này chúng mình không phải bỏ tiền mua như lần trước mình đã kể trong chuyến tàu cứu cậu bé mình trở thành mẹ nuôi của cậu ấy lần này về lại thành phố chúng mình ghé qua nhà họ cố tiêu tình cờ giúp họ sửa máy móc họ tặng cho chúng mình rất nhiều vải vóc từ chối không được nên nhà ai cũng được chia một ít và mình để riêng lại cho cậu miếng này nghe xong Hàng nhị mai không còn quá kích động, nhưng nghĩ đến giá trị của mảnh vải, cầm trên tay vẫn thấy có chút ấy nấy. Lâm Tiếu Nhan nghĩ một lúc, rồi lấy thêm hai miếng vải khác ra, nói với hàng nhị mai, đúng rồi, trước đây cậu không phải đã học may quần áo sao? Bây giờ tay nghề thế nào rồi? Nếu được, cậu giúp mình may vài bộ quần áo từ số vải này nhé. Coi như là mình trả công, vậy được không? Hàng nhị mai suy nghĩ, thấy cũng có lý, mới đồng ý, mình có thể may được, chỉ là kiểu dáng có hơi đơn giản một chút cậu thích kiểu nào lâm tiếu nhan trước kia vốn làm giàu từ việc kinh doanh quần áo từ việc làm thuê trong xưởng may bán sĩ trang phục đến khi tự mở thương hiệu riêng vì vậy cô rất am hiểu về kiểu dáng quần áo thực ra nếu muốn tự tay may cũng không vấn đề gì chỉ là hiện tại cô chưa biết dùng máy may thôi nghĩ vậy lâm tiếu nhan liền đề nghị trước đây lúc rảnh mình cũng học theo thù từ mẹ nên cũng biết một ít hay là để mình cắt may phần cơ bản trước, sau đó cậu giúp mình khâu thành quần áo, khóa lại viền. Mình nhớ thím hoa trong thôn có máy may đúng không? Hàng nhị mai gật đầu, được thôi. Đến lúc đó, mình sẽ đến mượn máy may của thím hoa. Chuyện đó cậu không cần lo, sau này mình sẽ theo cho thím ấy mấy tấm khăn là được. Lâm Tiếu Nhan gật đầu, không vội, để khi nào có thời gian rảnh thì làm. Đúng rồi, mấy ngày nay bọn mình đi vắng, trong thôn có chuyện gì không? Hàng nhị mai suy nghĩ rồi đáp, cũng chẳng có chuyện gì cả. Các cậu đi rồi, chúng mình bắt đầu mỗi ngày đi sân đập lúa, phơi lúa mạch, xới đất thôi. À, suýt nữa mình quên. Ngày mai Mã Miu Miu và Cao Văn Tuấn sẽ tổ chức đám cưới, xem chừng đội trưởng không cản được cô con gái, nên dự định tổ chức thật trình trang. Tất cả thanh niên trí thức đều được mời, trưa mai chúng ta cùng đi dự tiệc nhé. Lâm Tiếu Nhan không ngờ hai người đó lại chuẩn bị đám cưới nhanh như vậy dù sau một tuần trước khi họ đến thành phố ngô cô còn thấy hai người đó mới chuẩn bị đi mua sắm đồ cưới họ chuẩn bị đám cưới nhanh như vậy sao vậy họ phải dọn ra ở riêng rồi ôi đừng nhắc nữa vì chuyện này mà họ cãi nhau với đội trưởng và vợ suốt ban đầu cao văn tuấn hứa lo tam chuyện nhất vang nhưng vì tiền trong nhà mãi không về nên vẫn chưa mua được chuyện xây nhà cũng chưa có manh mối gì ai ngờ mã miêu miêu sẵn sàng bỏ qua hết chỉ để kết hôn ngay sợ rằng Cao Văn Tuấn sẽ bỏ chạy mất. Hai người đã gạo nấu thành cơm rồi. Có lẽ vì vậy, Mã Miêu Miêu mới không để ý mấy thứ đó. Hiện tại, hai người không thể về Thượng Hải, đội trưởng đành phải chấp nhận tổ chức đám cưới. Lễ hỏi cũng bỏ qua, để sau này bù lại. Đồ cưới thì đã chuẩn bị xong. Lâm Tiếu Nhan ồ một tiếng, cười đầy ẩn ý, Mã Miêu Miêu chắc sợ việc đã luộc rồi còn bay mất. Hàng nhị mai tặc lưỡi hai tiếng, mình thật không hiểu sao lại mê mẩn anh trí thức như vậy. Mã Miêu Miêu đúng là có mắt nhìn. Thôi, không nói về họ nữa. Cậu ngồi tàu cả đêm chắc mệt lắm, về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mình sẽ đun ít nước ấm cho cậu tắm rửa rồi ngủ một giấc nhé. Lâm Tiếu Nhan quả thực thấy mệt. Tuy ngủ trên giường nằm, nhưng chiếc giường tàu vừa cứng lại không thoải mái, thêm cả một buổi sáng ngồi xe, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Vì thế, cô không khách sáo với hàng nhị mai, về phòng thu dọn hành lý. Sau khi sắp xếp đồ đạc đơn giản và tắm rửa bằng nước ấm, Lâm Tiểu Nhan mới nằm xuống giường mình, cảm thán từ tận đáy lòng, vẫn là giường của mình ngủ thoải mái nhất. Ngày hôm sau, trời lại nắng nóng. Đã lâu không tham gia lao động, Lâm Tiểu Nhan hiếm khi dậy sớm, hào hứng cùng mọi người ra đồng làm việc. Đến chiều tối, khi sắp tan ca, ai nấy đều nhanh chóng chạy về nhà. Không vì điều gì khác, họ muốn nhanh về tắm rửa, thay quần áo để đến nhà đội trưởng dự tiệc cưới. Ban đầu Tiệc cưới ở Tiêu Thành thường diễn ra vào buổi trưa. Nhưng chưa ai tổ chức cưới vào mùa hè giữa trưa nóng bức. Vì thời tiết quá nóng, đội trưởng đành phải chuyển tiệc cưới sang buổi tối. Dù là buổi tối, thời tiết vẫn nóng khiến ai nấy đổ mồ hôi. Lâm Tiếu Nhan và Hàng Nhị Mai về đến nhà, cũng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, rồi chuẩn bị đi dự tiệc cưới. Dù không ưa Cao Văn Tuấn, nhưng vẫn phải giữ mặt mũi cho đội trưởng. Dù sao sau này họ vẫn phải tiếp tục sống ở đây tiểu học vẫn chưa khai giảng, công văn chưa xuống, nên có khả năng mọi thứ vẫn sẽ thay đổi. Trước khi đi, hai người hỏi thiếm hoa, biết rằng đi dự cưới chỉ cần mang chút quà hoặc đưa tiền mừng, khoảng mấy hào là được. Lâm Tiếu Nhan và Hàng Nhị Mai bàn bạc, quyết định mỗi người đưa 6 hào 6. Còn cố tiêu thì mang theo nửa túi ngũ cốc dự trữ trong nhà, dù sao bây giờ có gạo trắng, ai còn muốn ăn lương thực thô nữa. Khi mấy người cùng đến sân nhà đội trưởng, từ xa đã thấy không khí náo nhiệt, người lớn trẻ nhỏ ngồi kín các bàn tiệc. Bên cạnh, bếp lò dựng tạm tỏa khói nghi ngút, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Không thể phủ nhận, đội trưởng đúng là hộ gia đình khá giả trong thôn, vợ chồng hòa thuận, sinh bốn đứa con trai, cưới ba người con dâu đều rất tốt. Điều duy nhất khiến người ta phàn nàn chính là cô con gái út, Mã Miêu Miêu, được nuông chiều từ nhỏ. Dù không thích Cao Văn Tuấn, nhưng cuối cùng đội trưởng vẫn phải tổ chức một buổi tiệc cưới hoành tráng cho họ. Vừa bước vào sân, đôi tân lang tân nương đã đi ra chào đón. Lâm Tiếu Nhan nhìn lên, thấy Mã Miêu Miêu hôm nay diện áo ngắn màu đỏ, trên đầu cài khăn đỏ, chân mang đôi giày vải đỏ, từ đầu đến chân toàn một màu đỏ rực. Cố Tiêu không dám cười, mà trịnh trọng hứa với ba mẹ Lâm, chú Lâm, cô Lâm, hai người yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiếu Nhan, không để cô ấy phải chịu khổ khi ở nông thôn. Mấy ngày qua, ba mẹ Lâm đã quan sát và thấy sự chân thành của Cố Tiêu dù không cần anh phải nói như vậy, họ cũng đã yên tâm từ lâu. Hai người nhìn nhau cười, rồi xua tay bảo Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan nhanh chóng vào trạm xe. Trên sân khấu đám cưới, so với vẻ lúng túng của Mã Miêu Miêu, khuôn mặt trang điểm bị trôi do mồ hôi, Cao Văn Tuấn lại trông quể oải, như thể không còn sức sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tiếu Nhan ở góc sân, mắt anh ta bỗng sáng lên. Nhưng chỉ giây lát sau, khi nhìn thấy Cố Tiêu ở bên cạnh cô, vẻ ủ rũ lại hiện rõ trên khuôn mặt những người đến xem náo nhiệt liền chú ý đến lâm tiếu nhan vừa bước vào cô mặc một chiếc váy màu nhạt trên người thanh mát không hề có dấu vết của mồ hôi nhìn cô mọi người cũng cảm thấy sự tươi mát dễ chịu lan tỏa họ không kìm được mà tán dương thanh niên trí thức lâm bộ váy này là mua ở thành phố ngô sao thật đẹp quá nhìn cô giống như tiên nữ vậy chưa kịp để lâm tiếu nhan mở miệng ánh mắt của mọi người đã dịch chuyển sang cố tiêu đứng bên cạnh anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn không giống hàng của Tiêu Thành. Họ cũng phải trầm trồ, thật không ngờ, đính hôn xong trông khác hẳn. Trước đây, Cố Tiêu ở trong thôn lúc nào cũng giản dị. Bây giờ nhìn anh ấy không khác gì đàn ông thành phố lớn, thậm chí còn đẹp trai hơn nhiều. Đúng vậy, lúc trước còn nghĩ chẳng ai có thể xứng với thanh niên trí thức Lâm, giờ nhìn lại, quả là một cặp trời sinh. Ánh mắt mọi người lần lượt đảo quanh, rồi họ thấy mẹ Cố, Cố Chu và Niệm Niệm cũng đều mặc quần áo mới tinh ai nấy không khỏi ghen tị, thầm nghĩ, thanh niên trí thức lâm và cố tiêu mới đính hôn, mua quần áo mới là bình thường. Nhưng không ngờ cả ba người nhà họ cũng đều có quần áo mới, kiểu dáng lại đẹp như mua từ thành phố lớn. Vài cô thím trong thôn nhìn chầm chầm vào quần áo của mẹ cố, không nhìn được liền sợ thử, cố thím, quần áo này cũng là thanh niên trí thức lâm mua cho chị ở thành phố Ngô à. Chất liệu mềm mịn quá. Những người khác cũng đồng loạt nói, đúng thế, đây là loại vải sợi tổng hợp của người thành phố đó chắc chắn đắt lắm chị cho tôi mượn thử chút được không nhà tôi đang có mảnh vải chưa biết nên may kiểu nào cho đẹp trong thời gian này mẹ cố đã quen biết nhiều người trong thôn nghe thấy có người khen ngợi quần áo bà không khỏi vui mừng đúng thế đây là tiếu nhang mua cho tôi từ thành phố ngô tôi đã bảo đừng mua vậy mà nó vẫn mua nói là đã mua thì không thể không mặc được ngày mai trưa tôi ở nhà không có việc gì nếu muốn xem mẫu quần áo thì cứ qua đây. Bên kia, Thẩm Mạng Lệ đứng trong góc nhìn động tĩnh bên này. Vì Cao Văn Tuấn kết hôn đã gây đả kích lớn cho cô. Ban đầu cô không định đến, nhưng không có lý do từ chối nên đành phải đi cùng mọi người. Lúc nhìn thấy Cao Văn Tuấn và Mã Miêu Miêu trong trang phục tân nhân, lòng cô cảm thấy hụt hẫng. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiếu Nhan cùng gia đình cố tiêu tươi cười rạng rỡ, lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Dựa vào đâu chứ? trước đây cô cho rằng lâm tiếu nhan tìm được một người đàn ông nông thôn không có gì nổi trội nhưng vì sao cô ấy lại có thể sống vui vẻ như thế này thậm chí quần áo cũng hơn hẳn mình nhìn lâm tiếu nhan với vẻ mặt đắc ý thẩm mạng lại nghĩ ngợi một lúc rồi lấy hết can đảm tiến tới cô giả vờ vô tình nói thanh niên trí thức lâm nghe nói cô vừa đính hôn ở thành phố ngô sao không mang chút kẹo mừng về chia cho mọi người nhìn quần áo của hai người chắc cũng không thiếu tiền đâu sao lại không bỏ chút kẹo mời chúng tôi ăn nhỉ Lâm Tiếu Nhan quay lại nhìn thẩm mạng lệ, con môi cười, hôm nay chúng tôi đến để uống rượu mừng của Cao Văn Tuấn và Mã Miêu Miêu. Cô lại ở đây đòi kẹo mừng, liệu có phù hợp không? Hay là cô chê kẹo mừng của họ không vừa ý mình? Lời nói của Lâm Tiếu Nhan vừa dứt, Mã Miêu Miêu đang phe phẩy quạt liền tiến đến, tức giận nói, thẩm mạng lệ, ý cô là gì? Khi lên tiền mừng, tôi thấy ba người các cô chỉ mang có một ít ngũ cốc đến, giờ lại đòi kẹo mừng. Chê kẹo nhà tôi không ngon thì đừng lấy. Đừng quên, khi cô kết hôn, chúng tôi thậm chí còn không được mời uống nước. Tôi đã mời cô đến dự đám cưới của tôi, không muốn thì đừng đến, đừng có mà gây sự ở đây. Cô tin không, tôi sẽ bảo chồng tôi trị cô đấy. Thẩm mạn lệ bị mã miêu miêu bất ngờ mắng đến mức sợ hãi, nước mắt rưng rưng. Cô liếc sang nhìn Cao Văn Tuấn bên cạnh mã miêu miêu, giải thích, thanh niên trí thức cao, cô ấy hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ đùa với thanh niên trí thức lâm thôi. Dù sao chúng ta đều là đồng hương, cùng nhau xuống nông thôn, cô ấy đính hôn thì cũng nên mời chúng ta ăn kẹo chứ. Cao Văn Tuấn vốn không muốn quan tâm đến những chuyện vặt vãnh giữa đám phụ nữ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện Lâm Tiếu Nhan đã đính hôn, anh ta vẫn có chút khó chịu. Anh ta cười mỉa mai, nhìn Lâm Tiếu Nhan và Cố Tiêu. Đúng vậy, chuyện vui lớn như thế, lẽ nào thanh niên trí thức Lâm lại quên mời chúng tôi, những người cùng xuống nông thôn? Lâm Tiếu Nhan chớp mắt, cười giảo hoạt, ngại quá, đúng là quên mất các người thật. Hơn nữa, kẹo cũng đã phân hết rồi vừa dứt lời vài người đứng xem náo nhiệt bên cạnh liền cười đúng vậy sáng nay khi làm việc thanh niên trí thức lâm đã chia kẹo cho chúng tôi mỗi người hai viên các người không đi làm nên không được nhận trách ai bây giờ ai bảo các người không chịu làm việc thật tiếc quá kẹo mừng mà thanh niên trí thức lâm mang từ thành phố ngô về ngon lắm là kẹo sữa đấy tôi chưa từng ăn loại nào ngon như vậy nói rồi có người còn lấy viên kẹo ra khoe thẩm mạng lễ thấy mọi người đều gật đầu mới hiểu ra rằng không phải kẹo không được chia mà là cô không được nhận cô tức giận quay đầu nhìn nhóm thanh niên trí thức nhưng thấy ai nấy đều bình thản khiến cô càng thêm phẫn nộ cao văn tuấn cũng đanh mặt lại nhưng chưa kịp nói gì mã miêu miêu đã nhanh chóng cầm hai viên kẹo còn lại của lâm tiếu Nhan lên mỉm cười thôi nào chắc thanh niên trí thức lâm quên mất thôi nào mọi người mau ngồi xuống đi tiệc sắp bắt đầu rồi nghe thấy tiệc sắp khai mạc mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi. những đứa trẻ không có chỗ thì ngồi trong lòng người lớn, ai không ngồi được thì đứng ăn. may mắn, bàn của Lâm Tiếu Nhan có cố gia và vài thanh niên trí thức, mọi người đều lịch sự, không quá tranh giành. khi món ăn được bày lên, bàn bên cạnh đã vội vã ăn sạch. bàn của Lâm Tiếu Nhan vẫn giữ được vẻ điềm đạm, từ tốn. tiệc rượu ở nông thôn cũng đơn giản, chủ yếu là rau củ trong vườn, kèm theo vài cái bánh bao. món ăn chính là thịt luộc và nồi canh rau với ít miếng và mẫu thịt vụn. dù món ăn này vẫn thơm ngon đối với nhiều người, nhưng với nhà họ cố, những người đã quen ăn thịt, thì không mấy hấp dẫn. hàng nhị mai ngồi bên cạnh, sau khi từng thưởng thức món thịt kho tàu của lâm tiếu nhan, cũng chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy món thịt này. các thanh niên trí thức khác thấy mọi người không đụng đến món thịt, nghĩ rằng đang khách sáo, liền gấp vào bác minh. giữa buổi tiệc, cao văn tuấn và mã miu miu mang chén rượu tiến đến kính rượu mấy thanh niên trí thức mỗi người một tâm trạng khác nhau đứng lên chúc mừng trương cường không biết là uống quá nhiều hay có dây thần kinh nào bị trục trặc hướng về phía cao văn tuấn nói to phần tử trí thức quả là lợi hại mới đến chưa đầy một năm đã biến thành con rể của đội trưởng chúc mừng phần tử trí thức từ nay về sau trong thôn chắc chắn như cá gặp nước lâm tiếu nhang cũng ở bên cạnh cười phụ họa chúc mừng phần tử trí thức được như ý nguyện cố tiêu cũng đứng dậy nâng chén khóe miệng mang theo một nụ cười gian xảo chúc mừng phần tử trí thức cuộc sống sau này chắc chắn sẽ nhiều sắc màu cao văn tuấn vừa nghe đến cụm từ nhiều sắc màu kết hợp với nụ cười đầy ẩn ý của cố tiêu lập tức nhớ lại lần trước bị cố tiêu đánh dáng vẻ lúc đó của anh ta thật sự quá khổ sở trên mặt đầy những vết bầm tím vô cùng thê thảm ngay lập tức nụ cười trên môi anh ta tắt ngắm hàng nhị mai đứng dậy giơ ngón tay cái lên các người đều thật lợi hại tôi chỉ đơn giản góp vui thôi cao văn tuấn hậm hực uống hết ly rượu của mình rồi cùng mã miêu miêu rời khỏi bàn tiệc nhìn bóng dáng hai người đi xa triệu xuân yến người từ nãy đến giờ luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng theo tôi thấy đúng là bánh bao thịt rơi vào miệng chó vừa đi là không trở về cẩn thận không khéo lại mất cả vợ lẫn tiên diêu lệ phương nghe xong vội vàng kéo tay triệu xuân yến suyệt nói nhỏ thôi người ta còn chưa đi xa đâu triệu xuân yến chẳng hề để ý tôi nói thế là cố ý đấy nghe được thì nghe đi, dù sao cũng chỉ là sự thật mà thôi. Chờ đến khi trời hoàn toàn tối đen, đồ ăn trên bàn đã bị mọi người dọn sạch không còn gì. Hiếm khi trong thôn có người kết hôn, mọi người đều nóng lòng chờ đến màn náo động phòng buổi tối. Phàm là những ai còn chút tinh lực hoặc thích xem náo nhiệt, đều nán lại. Còn Lâm Tiếu Nhan thì đơn thuần ở lại để xem trò vui. Bởi vì từ nãy đến giờ, Cao Văn Tuấn đã bị mọi người kéo rót vài ly rượu, nhìn bộ dạng anh ta đã có chút không còn tỉnh táo nhưng rõ ràng mọi người chưa có ý định buông tha hai người bọn họ đặc biệt là mấy bà cô đã kết hôn càng náo nhiệt càng hăng dù sao thì cao văn tuấn có khuôn mặt điển trai trước đây nhiều người từng mơ mộng về anh ta giờ lại nhân lúc hỗn loạn tranh thủ sờ soạn một chút ban đầu mã miu miu còn cố gắng giữ nụ cười trên mặt nhưng thấy mọi người ngày càng quá trớn cô nhận ra có gì đó không ổn vội vàng dùng hết sức đuổi mấy bà cô kia ra khỏi phòng khi mọi người đều bị đuổi ra khỏi đồng phòng vẫn còn có kẻ không chịu bỏ cuộc trực tiếp ghé sát vào cửa sổ nghe ngóng thậm chí còn rình xem qua khe hở đang lúc mọi người nghĩ rằng hai người đã đi ngủ bên trong đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ngay sau đó mã miêu miêu bỗng nhiên xoay người ngồi lên trên mọi người đang định thở dồn vì sự mạnh mẽ của mã miêu miêu thì bất ngờ nghe thấy tiếng gầm nhẹ của cao văn tuấn lúc này mọi người đồng loạt hét lên một tiếng rồi đỏ mặt chạy tán loạn mùa vụ hè đã kết thúc còn vụ thu hoạch mùa thu thì vẫn chưa đến trong khoảng thời gian này dù mỗi ngày vẫn phải làm việc nhưng ít ra cũng có thể thư giãn đôi chút mùa hè cũng được coi là thời điểm náo nhiệt hiếm hoi trong thôn dù ở nông thôn cũng không có nhiều hoạt động đặc sắc ngoài việc lên núi hái trứng chim thì còn có xuống sông bắt cá bắt tôm tuy nhiên con sông ở đây không giống với những dòng suối nhỏ ở phương nam muốn thu hoạch được gì đó thì phải thật sự có bản lĩnh nói đến bắt cá bắt tôm trong độ giải phóng không thể không nhắc đến hai anh em cố tiêu và cố chu người khác có lẽ không cảm nhận sâu sắc điều này, nhưng lâm tiếu nhan thì thật sự được tận hưởng điều đó. Mấy ngày nay, nhà cố tiêu ngày nào cũng ăn đủ món từ cá kho, cá hầm cải chua, đậu hũ cá, đến buổi tối còn có ốc nước ngọt xào cây, tôm hùm đất xào cây, ăn đến mức lâm tiếu nhan nổi cả mụn, chỉ còn cách uống nước suối linh tuyền để cân bằng. Nhà khác dù không được ăn phong phú như nhà họ cố, nhưng sống ở nông thôn, chỉ cần mượn chút dụng cụ, ai cũng có thể có một chút canh cá để uống. Ngoài ra, mùa hè còn có một điều khiến người ta mong đợi đó là xem phim ngoài trời thông thường việc chiếu phim luôn diễn ra ở trên thị trấn hoặc ở những đội lớn hơn trong khu vực các đội xung quanh phải đi bộ mấy dặm để đến xem năm nay có lẽ vì đội giải phóng mới xây xong trường tiểu học lại có sẵn sân trường nên lần này buổi chiếu phim ngoài trời được tổ chức tại đội giải phóng đến ngày chiếu phim mọi người vừa tan ca liền vội vàng về nhà ăn cơm ăn xong họ mang ghế ra sân trường tiểu học để chiếm chỗ cố chu và nhớ niệm cũng không ngoại lệ ngay cả món thịt thơm ngon cũng chẳng màng vội ông ghế ra chiếm chỗ từ sớm cố tiêu và lâm tiếu nhang thì không vội ăn cơm xong mới để mẹ cố đi trước hai người thu dọn xong xuôi mới thông thả đi chủ yếu là đi sớm cũng chỉ để chờ hơn nửa chân núi nhiều mũi đi trước chẳng phải để mũi ăn no bụng trước hay sao nhưng khi hai người thông thả đến nơi họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc trước mắt họ là một biển người chen chúc hai người nhìn nhau trong thoáng chốc không biết nên hối hận vì đến muộn hay vui mừng vì đã đến muộn. Dù sao, đối với Lâm Tiếu Nhan mà nói, phải chen chút giữa đám đông để xem phim trong mùi mồ hôi quả là một thử thách không nhỏ. Cố tiêu nhìn tình hình, dứt khoát quay sang nói với Lâm Tiếu Nhan, đi thôi, anh đưa em đến chỗ khác. Lâm Tiếu Nhan mơ hồ đi theo anh. Không ngờ cố tiêu dừng lại ở một góc tường, nhìn cô đầy ẩn ý, một lát nữa ôm chặt lấy anh. Lâm Tiếu Nhan mở to mắt, vội vàng nhìn xung quanh, giả vờ tức giận nói, này, như vậy không hay lắm đâu mặc dù hai người hiện tại đã đính hôn nhưng xung quanh vẫn có quá nhiều người nên không tiện thể hiện tình cảm cố tiêu mỉm cười chỉ tay lên mái nhà anh sẽ dẫn em leo lên mái nhà ở trên đó nhìn sẽ rõ hơn nhiều quả nhiên khi hai người đã ngồi xuống trên mái nhà lâm tiếu nhan mới nhận ra đây là nơi có góc nhìn tuyệt nhất để xem phim nhìn xuống đám đông dưới mái nhà và cả hai người đang dựa sát vào nhau trong bóng tối không khí lập tức trở nên ngại ngùng và có chút ái muội giọng lâm tiếu nhan hơi nũng nịu, cố tiêu, ở đây cao quá, em thấy hơi sợ. Vừa dứt lời, cố tiêu liền chủ động diệt sát lại gần, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu thì thầm bên tai, sợ thì cứ nắm chặt anh, ở đây tối thế này, chẳng ai nhìn thấy đâu. Lâm tiếu nhan cũng chẳng khách khí, tìm một tư thế thoải mái, nửa người dựa vào vai anh. Vừa định thưởng thức bộ phim, cố tiêu lại bất ngờ lấy ra từ trong không gian nào là hạt dưa, kẹo rồi đưa cho cô, vừa ăn vừa xem nhé. Khi Lâm Tiếu Nhan đang định cảm thán sự chu đáo của anh thì thấy Cố Tiêu tiếp tục lấy ra hai chai nước ngọt và một cây kem. Trong thời tiết nóng nực này, Lâm Tiếu Nhan thấy cây kem lập tức mắt sáng lên, anh mua từ bao giờ vậy? Cố Tiêu thấy cô nhìn thèm thùng liền vội đưa cây kem cho cô, hôm qua, lúc đi bán vải ở huyện anh mua đấy. Ăn ít thôi, kẻo sau này lại khó chịu. Nhìn bộ dạng mâu thuẫn của anh, Lâm Tiếu Nhan không khỏi bật cười. Chính anh là người mua cho cô ăn, vậy mà giờ lại cấm cô ăn nhiều. Tuy nhiên, Lâm Tiểu Nhan vẫn tận hưởng món kem, ăn đến một nửa, cảm thấy cũng đã đủ, liền nhét cây kem vào miệng Cố Tiêu, anh ăn đi, em uống nước ngọt. Ăn xong kem, uống nước ngọt, Lâm Tiểu Nhan cảm thấy cái nóng oi bức đã giảm đi phần nào. Cô bắt đầu cảm thấy đói, rồi lại lục lọi trong túi Cố Tiêu, lấy ra hạt dưa, kẹo và các loại bánh nhỏ. Khi bộ phim kết thúc, Lâm Tiểu Nhan xoa bụng đã căng tròn, khó khăn đứng lên, vừa rồi mãi ăn quá, bộ phim kể về câu chuyện gì nhỉ? cố tiêu ngượng ngùng gãi đầu anh cũng chẳng rõ chỉ mãi bóc hạt dưa cho em thôi nếu em muốn xem lại hai ngày nữa chúng ta lên huyện xem tiếp nhé lâm tiếu nhan cười gượng thôi khỏi xem phim chủ yếu là để tận hưởng không khí thôi cơ hội sau này còn nhiều mà cố tiêu gật đầu cũng được dạo này trời nóng trái cây trong huyện bán rất chạy anh định hai ngày nữa thu hoạch thêm dưa hấu và dưa lư đi bán lâm tiếu nhan nghĩ ngợi hay là khi nghĩ em đi cùng anh nhé chứ ngày nào cũng chỉ biết lấy tiền mà không làm gì, em thấy hơi ngại. Không ngờ, cố tiêu lập tức từ chối, ban ngày nắng nóng lắm, em đừng đi theo. Anh sẽ tranh thủ đi vào buổi tối. Thấy Lâm Tiếu Nhan có vẻ buồn chán, anh lại đề nghị, đợi hai ngày nữa, anh đưa em vào rừng đi săn nhé. Anh nhớ trong rừng có hai cây đào lớn, giờ chắc đã chín rồi, dẫn em đi xem. Nghe đến chuyện được vào rừng, Lâm Tiếu Nhan hào hứng gật đầu, ừ, được đấy. Đến ngày nghỉ, hai người dậy từ sáng sớm, tiến thẳng vào núi. Trên đường đi, họ nhặt được khá nhiều con vật nhỏ và thu hoạch được nhiều loại thảo dược, tất cả đều bỏ vào túi. Khi thấy đã thu hoạch kha khá, khá cố tiêu dẫn lâm tiếu nhang đến chỗ hai cây đào lớn. Vì nơi này ít người biết, cây đào phát triển xanh tốt, quả sai lúc liễu trên cành, trông rất ngon lành. Cố tiêu chọn một quả lớn, rửa sạch rồi đưa cho lâm tiếu nhang, thử xem nào. Lâm tiếu nhang cắn một miếng, nước đào ngọt đậm, mặc dù hơi chua nhưng hương vị rất thơm ngon, liền gật đầu liên tục, hái thêm một ít mang về cho mọi người cùng ăn. Còn nữa, cành đào này chắc có thể cắm vào không gian để trồng, sau này quả sẽ càng ngon hơn. Cố tiêu cởi áo sơ mi ngoài của mình, trải lên một chỗ sạch để cô ngồi, em ngồi đây đi, lông đào nhiều lắm, coi chừng ngứa. Để anh hái cho. Nói rồi, anh xoay người trèo lên cây đào một cách nhanh nhẹn. Lâm Tiếu Nhan vừa ăn đào vừa ngắm anh, cảm thấy khung cảnh thật đẹp đẽ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng kêu quen thuộc của lợn rừng. Cố tiêu cũng nhanh chóng nhận ra, chạy đến bên cô, cẩn thận, khu vực này có lợn rừng hoạt động. Lâm Tiếu Nhan hào hứng gật đầu. Dù thịt lợn rừng không quá ngon, nhưng vẫn là thịt. Dù không ăn thì bán đi cũng thu được tiền. Thấy cô quyết tâm, cố tiêu đành xoa đầu cô bất đắc dĩ, ngoan, cứ đứng sau lưng anh. Nếu có chuyện gì, lập tức chui vào không gian, đừng xen vào việc của anh nói xong cố tiêu đẩy lớp bụi cây tiến về phía phát ra tiếng động may mắn thay chỉ có hai con lợn rừng không quá to đang tìm thức ăn cố tiêu đánh giá tình hình và thấy đối phó với hai con này không phải là vấn đề lớn anh lấy ra cây cung tự chế từ trong không gian nhẹ nhàng tiếp cận chúng từ phía sau liên tiếp bắn ra mấy mũi tên mũi nào cũng trúng chỗ hiểm khiến hai con lợn ngã xuống đất ngay lập tức cố tiêu chạy đến nhanh nhẹn xử lý rồi thu hai con lợn vào không gian khi hai người chuẩn bị trở về, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng động lớn hơn. Lâm Tiếu Nhan nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức trợn tròn mắt, không lẽ chúng ta chọc trúng ổ lợn rừng rồi sao? Cố Tiêu lập tức nắm lấy tay cô, "Chạy thôi." Hai người vừa chạy được vài bước, khi vừa quay lại chỗ cây đào, liền biến mất trước mắt bầy lợn rừng, như thể có phép thuật. Đám lợn rừng đi vòng quanh cây đào vài lần, tìm kiếm mà không thấy gì, đành phải hậm hực rời đi. Khi Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan từ không gian trở ra, Họ đã dịch chuyển một khoảng cách khá xa. Nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm, Lâm Tiểu Nhan chợt cảm thấy choáng váng, hình như nơi này chúng ta chưa từng đến, không phải chúng ta lạc đường rồi chứ? Cố Tiêu quan sát vách đá trước mặt, rồi cúi xuống nhặt lên một hòn đá nhỏ, cẩn thận xem xét. Lâm Tiểu Nhan nhìn viên đá phản chiếu ánh kim loại, lòng đầy nghi hoặc, ở đây có quặng sao? Cố Tiêu cũng lắc đầu, ta cũng không rõ, trước đây chưa từng nghe nói nơi này có quặng. Nhưng những viên đá rải rác ở đây trông giống như quặng đồng có lẽ trước giờ chưa ai từng đến đây, chúng ta cứ mang về rồi tính sau. Cố tiêu nhặt hết đá vụn trên mặt đất bỏ vào không gian, sau đó nhớ kỹ địa hình nơi này, rồi mới dẫn Lâm Tiếu Nhan xuống núi. Xuống núi xong, cố tiêu đưa Lâm Tiếu Nhan về nhà, còn mình thì lái xe đi đến trong huyện. Tại văn phòng chủ nhiệm huyện ủy, Tiếu chủ nhiệm vừa tan họp, đang đau đầu viết tài liệu về việc làm sao nâng cao hiệu quả sản xuất và kiếm tiền cho huyện Tiêu Thành. Ông ta đang chìm trong mớ ưu sầu thì đột nhiên điện thoại dưới lầu reo lên, báo rằng có người họ Cố đến tìm. Tiếu chủ nhiệm vội vàng cho người mời Cố Tiêu lên. Vừa thấy mặt, ông chỉ tay trách móc, thằng nhóc này, đính hôn xong về lâu như vậy mà không đến gặp ta. Sao hả? Sợ ta đòi kẹo mừng à? Cố Tiêu cười hi hi, thật thà lấy ra một túi kẹo từ trong túi, "Không phải, dạo này bận quá, nghe nói mấy người cũng đang bận nên ta không đến làm phiền." Tiếu chủ nhiệm nghe vậy bất đắc dĩ xua tay, ôi, đừng nhắc nữa. Cô đến thì cứ đến, đừng để ý chuyện lạc vặt của ta. Nói đi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Cố tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp lấy ra một khối đá có màu kim loại từ trong túi, ông xem cái này là gì. Tiếu chủ nhiệm ban đầu không để ý, nghĩ rằng cố tiêu đang đùa giỡn. Nhưng khi cầm viên đá lên nhìn kỹ, ông ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế, thứ này cô nhặt được ở đâu? Cố tiêu bình thản đáp, ở trên núi sâu của chúng ta. Nếu ta đoán không sai, bên đó có thể có một mỏ quặng. Tiếu chủ nhiệm nghe xong, lập tức kích động, đi đi lại lại vài bước. Phải biết rằng, lúc này, việc phát hiện ra quặng kim loại đối với một huyện, một thị trấn, thậm chí cả quốc gia có ý nghĩa lớn lao đến mức nào. Suy nghĩ một lát, ông ta liền hướng về phía Cố Tiêu, nói, "Chuyện này cậu tạm thời đừng nói với bất kỳ ai. Ngày mai ta sẽ đưa chuyên gia đến xem. Nếu đúng là có một mỏ quặng ở đó, cậu chính là người lập công lớn cho huyện Tiêu Thành rồi." Cố Tiêu dừng lại một chút, sau đó mở miệng, "Thực ra, ta có chút tư tâm. Nếu thật sự tìm thấy mỏ quặng, ta hy vọng cấp trên có thể triệu hồi cha ta về. Dù sao ông ấy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này." Tiểu chủ nhiệm gật đầu ngay, "Cậu yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ cách. Hơn nữa, gần đây cấp trên cũng đã có dấu hiệu nới lỏng. Ta nghĩ, nếu không có gì thay đổi, chậm nhất là cuối năm chú cố cũng có thể về nhà." Bây giờ nếu có thêm chuyện này thì sẽ càng nhanh hơn nữa. Cố Tiêu và Tiếu Chủ nhiệm thống nhất thời gian gặp mặt rồi trở về nhà. Ngày hôm sau, Tiếu Chủ nhiệm đúng hẹn dẫn theo chuyên gia đến độ giải phóng, cùng Cố Tiêu tiến vào núi. Sau một phen thăm dò, quả nhiên, khu vực đó có một mỏ quặng nằm sâu dưới lòng đất. Mặt trên chỉ có một phần nhỏ lộ ra, có lẽ do động vật đào bới tìm thức ăn mà tình cờ khiến quặng đồng lộ diện. Tuy nhiên, với hầu hết quặng còn nằm sâu dưới đất với kỹ thuật hiện tại thì việc khai thác là quá nguy hiểm. Tiếu chủ nhiệm ngay lập tức nói rằng ông sẽ báo cáo với cấp trên và tìm cách điều động những chuyên gia ưu tú từ nơi khác đến để hỗ trợ. Dù chưa có thông báo chính thức nhưng trong huyện xe cộ lui tới chuyên gia xuất hiện khiến mọi người đoán được phần nào. Mọi người bắt đầu nghĩ đến việc ngôi làng hẻo lánh này có thể sẽ trở thành nơi nổi bật nhất huyện ai nấy đều hào hứng mà ăn thêm hai bát cơm. Cố tiêu vẫn bình tĩnh sau khi tiễn tiếu chủ nhiệm và nhóm chuyên gia anh trở về viết thư. Anh gửi kèm tấm ảnh đính hôn chục lần trước ở thành phố Ngô cho cha, đồng thời đơn giản kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Lâm Tiếu Nhan nghe đồn đại trong thôn cũng đoán được phần nào. Đến tối, hai người gặp nhau. Cố tiêu trực tiếp chia sẻ ý định và kế hoạch của mình với cô. Hai người thống nhất rằng trước khi mọi việc chính thức rõ ràng thì tạm thời không nói gì với người nhà để tránh thêm kỳ vọng rồi lại thất vọng. Qua hơn 10 ngày, khi mọi người dần dần quên đi chuyện này, bất ngờ có thêm ba chiếc ô tô xuất hiện ở cửa thôn, bụi đất tung bay khắp nơi. Mọi người mở mắt nhìn rõ người bước xuống xe, ai nấy đều sững sờ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gây gắt chiếu xuống. Trên cánh đồng ở đầu thôn, mọi người đang ngồi xổm trong rụng ngô nhổ cỏ, mong sao đám lá ngô có thể che bớt ánh nắng. Khi mọi người mệt mỏi thở hổn hển nhổ cỏ, đột nhiên từ xa vang lên tiếng ầm ầm của động cơ ô tô. Âm thanh này họ đã quen thuộc, biết rằng là xe ô tô nhỏ. Nghĩ rằng có liên quan đến việc khai thác quặng trên núi, mọi người vội vàng đứng dậy ngó đầu nhìn xem náo nhiệt nhìn rõ cảnh tượng trước mặt ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên có đến ba chiếc ô tô nhỏ trong đó chỉ có chiếc xe đi đầu là của huyện quỷ họ biết còn hai chiếc phía sau hoàn toàn chưa gặp qua nhìn qua rõ ràng sang trọng hơn nhiều so với xe của huyện quỷ trời ơi chẳng lẽ là lãnh đạo từ trên thành phố đến sau tôi nghĩ là vậy lần trước chúng ta lên huyện nào đã từng thấy qua xe tốt như vậy đâu chẳng lẽ đội giải phóng chúng ta thật sự sắp nổi bật từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy cảnh tượng này. Mọi người xôn xao bàn tán. Lâm Tiếu Nhan nhìn cố tiêu một cái, người sau liền kéo cô đi về phía mấy chiếc ô tô. Khi ba chiếc ô tô dừng lại ở cổng làng, dân làng tò mò kéo đến vây quanh, nhưng không ai dám đến quá gần. Mọi người nín thở, chăm chú nhìn từng người lần lượt bước xuống từ xe. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến tất cả sững sờ tại chỗ. Vị lãnh đạo này sao trông quen mắt thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Ông suốt ngày ở trong làng, chưa ra ngoài bao giờ, làm sao có thể gặp qua được. Nhưng đừng nói là tôi cũng thấy người này quen mặt lắm, chỉ là không nhớ ra là ai. Ấy. Tôi nhớ ra rồi. Đó chẳng phải là người của thôn mình sao? Khi mọi người còn đang thầm thì bàn tán, Cố Tiêu đã bước nhanh về phía trước, chào hỏi các lãnh đạo. Sau đó, anh tiến đến người đàn ông mà mọi người đang xôn xao bàn tán và trang trọng gọi ba. Lâm Tiếu Nhan cũng vui vẻ tiến lên, ngọt ngào chào hỏi, chú Cố, chú đi đường có mệt không ạ? À? Cố Thường nghiệp, ba của Cố Tiêu, khi nhìn thấy Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan, trông tích tắc như quên hết mọi mệt nhọc. Trên gương mặt ông nở rộ nụ cười rạng rỡ, không mệt, được về gặp các con chú vui lắm. Thực ra, sáng hôm qua ông vừa nhận được thông báo từ cấp trên, biết rằng mình có thể trở về. Ông lập tức thu xếp hành lý, trèo đèo lội suối đến ga tàu hỏa và sau đó vội vàng lên thành phố báo cáo với lãnh đạo ông vốn muốn tự mình về ngay trong đêm nhưng lãnh đạo không đồng ý nên đành phải chờ đến sáng hôm sau xe của thành phố đưa ông cùng với các lãnh đạo về đến huyện sau đó phải tham dự một cuộc họp buổi sáng kéo dài đến tận trưa mới kết thúc ông đã chờ đợi trong lòng chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà khi chân thực sự đặt lên đất quê hương nhìn thấy những cảnh sắc quen thuộc những gương mặt thân thương lúc ấy ông mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã trở về nhà dân làng thấy Cố Tiêu và Lâm Tiếu nhan thân thiết với người đàn ông đó, bây giờ mới nhận ra đó chẳng phải là cha của Cố Tiêu. chú Cố thường nghiệp sao? nói đến Cố thường nghiệp, ông từng là một nhân vật nổi danh ở thôn Liễu Mương. khi còn trẻ, ông thi đổ đại học, sau đó nhập ngũ và cuối cùng trở thành một lãnh đạo cấp cao. nhưng sau vụ việc xảy ra hai năm trước, hình ảnh Cố thường nghiệp được rỡ trong lòng mọi người bỗng chốc sụp đổ. mấy năm không gặp, giờ đây Cố thường nghiệp không còn là người đầy khí chất hùng hồn như trước mà trở nên già cỗi hơn. Mọi người nhìn ông, không khỏi có chút cảm giác hụt hẫng, nhưng vẫn nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ở cổng thôn, cố cổ chu đang dẫn niệm niệm cùng mấy đứa trẻ khác đi chân núi tìm trứng chim. Nhìn thấy đám đông vây quanh chật cứng, cậu vội vàng chen qua để xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh anh trai, cố chu liền sững sờ, trứng chim trong tay rơi xuống đất vỡ nát. Ba! Ba đã trở về sao? Niệm niệm cũng xúc động chạy tới, ông lấy cánh tay cố thừa nghiệp, ba. Hai đứa nhỏ nhìn thấy người ba lâu ngày không gặp, nước mắt lập tức trào ra. Các lãnh đạo thấy vậy, cũng không tiện bắt đầu công việc ở sau núi ngay. Tiếu chủ nhiệm vội lên tiếng hòa giải, chúng ta cứ để đồng chí cố về nhà nghỉ ngơi trước đã. Ngồi xe cả ngày rồi, sáng mai chúng ta sẽ tập hợp đi vào rừng sau. Đội trưởng Mã cũng phụ họa, phải đó, mời các vị lãnh đạo về nghỉ ngơi ở đại đội. Buổi tối chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ăn ngon uống tốt rồi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai vào núi cũng chưa muộn, giờ mà vào thì trời tối mất. Vì vậy, đội trưởng Mã nhanh chóng dẫn đoàn xe về đại đội. Cố Tiêu tiếp nhận mấy túi hành lý từ tay ba, dẫn mọi người về nhà. Cố Chu và Niệm Niệm thì phấn khởi chạy nhanh về nhà báo tin, "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mau ra đây!" Mẹ Cố đang may vá trong phòng, nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, trong lòng liền có chút hoang mang. Cứ mỗi lần bọn trẻ lớn tiếng gọi là chẳng có chuyện gì tốt cả. Bà cuốn cuồng, sơ ý để kim đâm vào ngón tay, đau điếng. Bà liền vội vàng xỏ giày chạy ra, chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Cố chu và niệm niệm thở hổn hển, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, mãi mới nói nên lời, ba ba đã trở về. Mẹ cố nghe thấy, tim như ngừng đập. Bà vội nhìn ra cổng, thấy đám đông mờ mịt và đứng đầu chính là người chồng đã hai năm không gặp, cố thường nghiệp. Bà vội vã chỉnh lại tóc tai, sửa lại áo quần, rồi bước nhanh về phía người ấy cha của lũ trẻ, ông, ông đã trở về sao? Cố thường nghiệp nhìn người vợ trước mắt, sắc mặt hồng hào, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi đã trở về rồi. Sau này sẽ không đi nữa chứ? Sau này sẽ không đi đâu nữa, ở nhà với bà và bọn trẻ. Mẹ cố vui mừng, lấy tay lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn xung quanh thấy đông người vây quanh, bà vội vàng mời mọi người vào trong uống nước. May mắn thay, mọi người đều là những người hiểu chuyện, biết rằng đây là lúc gia đình đoàn tụ, không muốn làm phiền nên lần lượt cáo từ. Khi mọi người rời đi, trong sân chỉ còn lại gia đình cố và lâm tiếu nhan. Lúc này, mẹ cố mới giật mình tỉnh lại, định vào nhà lấy nước cho cố thường nghiệp và thu dọn hành lý. Nhưng lâm tiếu nhan nhanh chóng mang nước ấm tới, chú cố, chú ngồi xe cả ngày rồi, mau ngồi xuống uống ly nước cho ấm bụng. Sau đó, cô quay sang trấn an mẹ cố, bác gái, chú cố về lần này vất vả lắm, bác đừng bận rộn nữa. Ngồi xuống uống nước với chú ấy, mấy việc còn lại cứ để cháu với cố tiêu lo liệu. Mẹ cố cảm động, cười rồi nói, được, được. Cố thường nghiệp nhìn quanh nhà một vòng, thấy ngôi nhà được dọn dẹp ngăn nắp, các con đều ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, không khỏi vui mừng gật đầu. Ông vốn nghĩ rằng sau biến cố lớn, nhà cửa sẽ rối tung. Vợ ông vốn yếu đuối, sau cú sốc này chắc sẽ ngày ngày rơi lệ. Mặc dù trong những bức thư bà gửi đều nói mọi chuyện ổn, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng. Mẹ cố thấy chồng tỏ vẻ hài lòng, liền giải thích, tất cả là nhờ Tiếu Nhan. Từ khi con bé đến đây, ngày nào cũng chăm sóc cho em cẩn thận. Các loại canh thuốc đều giúp em bồi bổ sức khỏe. Anh xem, sắc mặt em có phải tốt hơn trước không? Cố Thường Nghiệp mừng rỡ gật đầu, đúng vậy, trông em khỏe hơn trước nhiều. Bệnh ho cũ cũng hết hẳn rồi à? Đúng vậy, không còn bị ho nữa. Giờ em chẳng còn bệnh tật gì, làm việc cũng không thấy mệt, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Nói đến đây, bà nhìn chồng nước mắt lại rưng rưng, sao anh gầy như thế này? Hai đứa nhỏ không mang đồ cho anh sao? Anh có ăn uống đầy đủ không? Cố Thường Nghiệp cười gượng, là năm đầu tiên đói kém, ăn uống không đủ nên gầy đi. Sau này mọi chuyện khá hơn rồi, sẽ sớm lấy lại sức thôi, em đừng lo lắng. Cố Chu thấy vậy liền phụ hòa, mẹ cứ yên tâm đi, sau này con cũng sẽ học nấu ăn cùng chị Tiếu Tiếu. Đảm bảo ba sẽ ăn ngon miệng trở lại. Không đến một tháng là sẽ béo tốt trở lại ngay. Nhớ Niệm cũng vội vàng gật đầu, Nhị Ca nói đúng đấy à, chị Tiếu Tiếu nấu ăn thật sự rất ngon. Hiện tại con cũng đang học nấu ăn cùng chị, sau này mỗi ngày sẽ nấu món ngon cho ba ăn. Nhìn cô con gái nhỏ ngày trước vốn ít nói, giờ đây trở nên tự nhiên và hào phóng như vậy, ba cố không khỏi cảm khái, tốt lắm. Cả Thuyền Nhi và Niệm Niệm đều đã lớn, thật hiểu chuyện. Trong bếp, Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan đang tất bật chuẩn bị món ăn. Nhìn ra ngoài sân thấy bốn người đang vui vẻ trò chuyện cả hai không khỏi nhìn nhau và mỉm cười. Cố bá bá có thể trở về trước, thật là may mắn. Em có thể rõ ràng thấy tâm trạng bác gái thay đổi, như trở thành một người khác vậy. Chúng ta nên nấu món gì cho bác trai ăn lóc dạ trước? Chắc mấy ngày nay ông ấy chưa được ăn uống tử tế. Cố tiêu vui vẻ gật đầu, cũng không cần nấu quá nhiều, tối nay chúng ta còn phải đến nhà đội trưởng dùng cơm. Lâm Tiếu Nha nghĩ ngợi rồi đề nghị, trong nồi có sẵn chè đậu xanh đã ướp lạnh, anh mang một chén ra cho bác trai giải nhiệt trước nhé. Bác gái nói bác trai thích ăn sủi cảo nhân trứng gà và rau hẹ. Em sẽ gói thêm vài chiếc cho ông ấy ăn lót dạ. Tối nay chúng ta còn mang thêm chút đến nhà đội trưởng cho các vị lãnh đạo nếm thử. À đúng rồi, em sẽ hầm một nồi gà nấu với nấm cho các lãnh đạo nếm thử món đặc sản miền núi của chúng ta. Dù sau lần này cũng nhờ có họ giúp đỡ, sau này cố bá bá còn phải giao thiệp với họ nữa. Thấy Lâm Tiếu Nhan suy nghĩ chu đáo như vậy, cố tiêu chợt có cảm giác hai người đã là vợ chồng, trong lòng vui sướng mà cười tươi tất cả nghe theo em, bà xã. Lâm Tiếu Nhan thấy vậy, liền biết ngay anh đang nghĩ gì, vội trừng mắt nhìn anh, ai là bà xã của anh? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu. Cố tiêu thu lại nụ cười, trong lòng đã bắt đầu tính toán chuyện kết hôn. Nghĩ một lúc, anh đề nghị, tiếu tiếu, đợi khi trời mát hơn, anh sẽ mời chú dì Lâm đến một chuyến. Trước đây chú Lâm đã căn dặn, đợi ba trở về sẽ báo cho họ biết. Lâm tiếu nhan cười, được thôi, tối nay anh viết thư về đi chờ khi thu hoạch vụ mùa xong chúng ta mới làm dù sao cố bá bá cũng đã về không cần gấp gáp cố tiêu gãi đầu ngượng ngùng quả thật anh đang rất sốt ruột nhưng nghĩ kỹ lại chuyện kết hôn cũng không thể vội vàng ít nhất cũng phải xây nhà trước sắm sửa đồ dùng trong nhà chuẩn bị đầy đủ xính lễ và vật dụng cần thiết cho lễ cưới nhiều thứ trong huyện còn chưa có xem ra sau vụ thu hoạch anh còn phải đi một chuyến đến tỉnh thành để mua sắm nghĩ đến những việc này cố tiêu chợt thấy không thể vội được liền đứng dậy mang chén chè đậu xanh đã chuẩn bị sẵn ra ngoài cho bác trai. Ba cố uống một ngụm chè đậu xanh mát lạnh, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, không nhịn được khen, Tiểu Tiểu đúng là có tay nghề nấu ăn, chè đậu xanh nấu cũng ngon thế này, ngọt dịu. Cố Tiêu tự hào gật đầu, nàng nấu món gì cũng ngon. Đúng rồi, ba, còn tính sau này sẽ xây nhà. Lời nói của Cố Tiêu vừa dứt, ba Cố và mẹ Cố đều ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra, đúng vậy, phải tranh thủ xây nhà. Ban đầu, cố tiêu và tiếu tiếu nói không vội cưới đợi ba trở về bây giờ ba con đã về nhà hôn sự của hai đứa nên đưa lên lịch rồi ba cố cũng đồng tình đúng thế lần này khai thác mỏ ở sau núi lãnh đạo trên đã đồng ý khôi phục lại mức lương trước đây của ba mẹ cố cũng gật đầu mấy năm qua mẹ cũng tiết kiệm được ít tiền chắc đủ để xây nhà cố tiêu vội xua tay ba mẹ con chỉ báo với hai người một tiếng thôi tiền xây nhà con đã chuẩn bị sẵn hai người không cần lo sao lại được? Tiền của con cứ để dành, chuyện xây nhà để ba mẹ lo. Ba cố kiên quyết từ chối, sau này hai đứa sinh hoạt, cần tiêu tiền nhiều lắm. Thấy ba mẹ kiên trì như vậy, cổ tiêu cũng không nói thêm gì nữa. Quay lại phòng bếp, anh vui vẻ nói với Lâm Tiếu Nhan, Tiếu Tiếu, vừa rồi ba mẹ đang bàn chuyện xây nhà cho chúng ta. Em nghĩ nên xây ở đâu thì tốt. Lâm Tiếu Nhan sớm đã nghe rõ chuyện bên ngoài, liền hờn dỗi liếc nhìn cố tiêu một cái, nhìn anh kìa em nghĩ xây gần đây thôi, không cần lớn quá. Dù sao sau này em và Cố Chu đều muốn vào đại học ở Kinh Thành, có thể chúng ta sẽ định cư ở đó. Cố Tiêu gật đầu, nhưng dù sao nơi này cũng là gốc rễ của chúng ta, nhất định phải xây mấy gian. Sau này cưới rồi mà không có phòng tân hôn thì sao được? Rồi ngày lễ, Tết dẫn con cái về, cũng cần có chỗ ở, đúng không? Lâm Tiếu Nhan nghe xong, không nhịn được bật cười. Cô nhận ra từ khi cố bá bá trở về, sự u uất trên người cố tiêu dường như tan biến, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn. Trước kia, anh luôn lo nghĩ đủ điều. Phải suy xét sao cho cả gia đình không bị ai bắt nạt, lại phải cẩn thận để không gây chú ý, đặc biệt sợ vấn đề gia đình sẽ gây phiền toái cho Lâm Tiếu Nhan. Bây giờ, anh như thể đã có chỗ dựa, làm việc gì cũng không còn dè dặt, lo lắng. Ngay cả nói chuyện với cô cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn dáng vẻ này của cố tiêu, phần nào giống như kiếp trước, khiến cô thấy thích thú tại nhà đội trưởng lúc này đội trưởng mã đang nhiệt tình chiêu đãi tiếu chủ nhiệm cùng các lãnh đạo từ thành phố và hai chuyên gia kỹ thuật trong thôn hiếm khi có nhân vật tầm cỡ như vậy đến khiến đội trưởng mã trở nên căng thẳng không chỉ ông mà cả gia đình đều có vẻ bối rối đại đội trưởng cùng vợ đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối vì khách đến quá bất ngờ nên trong nhà cũng không có món gì ngon để chiêu đãi bà đành ra vườn hái mớ rau còn lại rồi sai mấy đứa con ra sông bắt hai con cá sau đó, bảo đứa thứ ba và thứ tư lên trấn mua một ít đậu hũ về để nấu canh cá đậu hũ. Thật sự cũng không còn món gì đặc biệt hơn để đãi khách. Trong phòng tân hôn, Mã Miu Miu đang dặn dò Cao Văn Tuấn, anh có thấy không? Mấy vị lãnh đạo, ngay cả cha em cũng phải hết sức cẩn thận khi tiếp đón. Lát nữa ăn cơm, anh hãy thể hiện thật tốt. Dù sao mình cũng là người từ thành phố lớn đến, ngàn vạn lần đừng làm cha em mất mặt. Nếu anh biểu hiện tốt, biết đâu còn được chia cho một chức vụ nho nhỏ đi theo họ khai thác mỏ em nghe người ta nói làm việc ở mỏ rất có tiền đến lúc đó để cha em sắp xếp cho anh công việc văn phòng anh sẽ không phải vất vả làm việc đồng án nữa nghe mã miêu miêu dặn dò cao văn tuấn trầm ngâm anh đương nhiên hiểu rõ lợi ích mà vợ nói chỉ là lãnh đạo trong huyện lại là bạn thân của cố tiêu còn người đứng đầu đoàn chuyên gia lại chính là cha của cố tiêu liệu có còn chỗ nào dành cho anh không dù sao cũng là đội giải phóng có lẽ họ sẽ nể mặt đại đội trưởng mà giúp đỡ thôi thì cứ cố gắng thử xem khi cố thường nghiệp cùng cố tiêu đến nhà đại đội trưởng cũng vừa dọn bàn xong món ăn cũng đã được bày lên đại đội trưởng nhiệt tình đón cha con cố tiêu vào nhà chúng tôi đang đợi hai người còn định bảo lão tứ đi gọi các anh đây cha con cố gia mỗi người bưng theo một chậu đồ ăn một là đĩa sủi cảo nóng hổi do lâm tiếu nhang vừa nấu xong một là nồi gà hầm nấm đầy đặn và thơm phức cả hai đặt đồ lên bàn đây là món nhà chuẩn bị mang đến để mọi người cùng thưởng thức tiếu chủ nhiệm nghe mùi thơm liền vội vàng mở nắp ôi nhiều thế này mùi thơm thật nghe thôi mà nước miếng đã chảy ra rồi món gà này chắc là lâm tiếu nhang nấu phải không tiếu chủ nhiệm vừa nói vừa gấp một miếng đặt vào chén của lãnh đạo thành phố ông nếm thử xem đảm bảo sẽ thích lần trước tôi đến nhà cố tiêu đã được ăn qua từ đó về sau đến quán ăn quốc doanh cũng không dám gọi món này nữa vì họ nấu không ngon bằng lãnh đạo thành phố được gọi là lão vương nếm thử một miếng hài lòng gật đầu không tệ chút nào đây là do vợ của cố tiêu nấu sao không ngờ người trẻ tuổi mà tay nghề lại giỏi đến vậy thật hiếm có nghe mọi người khen ngợi vị hôn thê của mình cố tiêu vừa ngượng ngùng vừa tự hào anh mỉm cười giải thích là vị hôn thê ạ à, chúng tôi cũng đang tính sớm đi đăng ký kết hôn Tiếu chủ nhiệm cũng gấp một miếng, ăn xong liền suýt xoa, cậu phải nhanh lên nhé, tôi còn chờ để uống rượu mừng của hai người đấy. Nghe mọi người khen ngợi, Cao Văn Tuấn ngồi cùng bàn không khỏi có chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên anh được ăn món ăn do Lâm Tiếu Nhan nấu. Trước đây, ở điểm thanh niên trí thức, dù có đến lượt cô nấu cơm nhưng anh chưa từng nhận ra món cô nấu lại ngon đến vậy. Có lẽ do khác biệt giữa việc nấu bằng cả tấm lòng và làm qua loa. Nghĩ đến một người phụ nữ tốt như thế, Vậy mà. Bên kia, đại đội trưởng tỏ vẻ thoải mái, ăn xong vài miếng rồi bắt đầu khen ngợi Cố Tiêu và Lâm Tiếu Nhan trước mặt lãnh đạo, tiện thể khen luôn thôn Liễu Mương, thôn chúng tôi nghèo khó, chẳng có thứ gì đáng giá. Nhưng gà rừng trên núi thực sự ngon không chê vào đâu được, thịt rất tươi. Còn có nấm trong rừng sâu nữa, đúng là món quà của thiên nhiên. Chỉ là gà rừng rất khó bắt. Ở đội giải phóng chúng tôi, chỉ có Cố Tiêu mới có khả năng này thôi. Lên núi bắt gà, xuống sông bắt cá việc gì cũng thành thạo. Thực ra, bắt gà rừng cũng không là gì. Lần trước, có một bầy lợn rừng xuống thôn, định phá phách. Vẫn là cố tiêu lao lên trước, nhanh chóng hạ gục lợn rừng, giải quyết mối nguy hiểm. Còn Lâm Tiếu Nhan, cô ấy là thanh niên trí thức ưu tú của đại đội chúng tôi. Thường ngày cô ấy rất tích cực làm việc đồng án, năm nay còn được tuyển chọn với thành tích cao làm giáo viên dạy văn ở trường tiểu học nữa. Nghe vậy, mọi người đồng loạt phụ họa, đúng, đúng vậy hai bạn trẻ này thật sự rất xứng đôi cố đồng chí quả là có phúc vợ đại đội trưởng thấy mọi người đang vây quanh bàn khen ngợi cố tiêu và lâm tiếu nhan liền nhớ đến nhiệm vụ mà con gái giao phó liền liếc mắt ra hiệu cho chồng khi bày món lên thấy chồng làm bộ như không thấy bà đành mạnh dạn nói với lãnh đạo cố tiêu và lâm tiếu nhan thật sự là những người trẻ ưu tú nhất ở đây nhưng trong đại đội chúng tôi người trẻ xuất sắc không hề ít đâu như con rể của tôi cũng là thanh niên trí thức từ thượng hải về tài giỏi không kém gì đâu nghe nói đến thanh niên trí thức từ thượng hải lãnh đạo thành phố nhìn cao văn tuấn có vẻ ngoài khá chững chạc liền tò mò hỏi vậy cậu ấy cũng là giáo viên tiểu học ở đây sao cao văn tuấn bị hỏi bất ngờ lập tức đỏ mặt ấp úng tôi không phải bên cạnh mẹ vợ anh vội vàng giải thích chỗ giáo viên tiểu học rất hạn chế thường ưu tiên cho nữ đồng chí nam thì sức khỏe tốt hơn vẫn thích hợp làm việc đồng án cũng coi như đóng góp cho đại đội lãnh đạo thành phố định gật đầu Tiếu chủ nhiệm chậm rãi lên tiếng, tôi nhớ lúc đó tranh cử, thanh niên trí thức này bị loại do phiếu bầu từ mọi người. Nói xong, ông kể lại chi tiết quá trình tuyển chọn khi ấy. Vợ đại đội trưởng nghe thấy vậy liền lặng lẽ rút lui. Đại đội trưởng cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Cao Văn Tuấn càng không muốn nhớ lại ký ức đó. Nhưng đối phương là lãnh đạo, không thể bảo họ im lặng. Trong khi đó, cha con cố gia nghe tin Lâm Tiếu Nhan với thành tích cao được tuyển chọn làm giáo viên ngữ văn, đều không khỏi vui mừng và tự hào. Một vị lãnh đạo nghe xong, nhìn về phía Cao Văn Tuấn, sắc mặt không khỏi đổi khác, hóa ra lại là người như vậy. Cao Văn Tuấn lúc này cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghe xong lời miêu tả của chủ nhiệm Tiếu thì cho rằng chủ đề cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ai ngờ, vừa chuyển chủ đề, chủ nhiệm Tiếu đã nói với lão vương, nói đến phần tự trí thức, thực ra tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn anh ta. Nếu không phải anh ấy đến huyện ủy tìm tôi cử báo Cố Tiêu tôi còn không biết cố tiêu hóa ra lại về nơi này lúc ấy tôi vừa nghe nói cố tiêu ở đây lập tức vui mừng mà chạy tới cho nên mới nói rất nhiều chuyện không chỉ cần xem bề ngoài số phận đã định sẵn mọi thứ đều được an bài tốt cao văn tuấn nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhiệm tiếu muốn cảm ơn mình là để bù đắp không ngờ quả nhiên vẫn là hắn nghĩ nhiều vừa thấy sắc mặt của vị lãnh đạo và cố thường nghiệp đều có chút không tốt lắm cao văn tuấn vội vàng giải thích lúc ấy đều là hiểu lầm hiểu lầm thôi, tôi tưởng rằng đồng chí Cố Tiêu có quan hệ với vụ án cùng lúc đó trong huyện, cho nên mới. Chủ nhiệm Tiếu hư lạnh một tiếng, trực tiếp giải thích rõ ràng cho Cố Tiêu, sự thật chứng minh, Cố Tiêu không những không có liên quan, mà còn giúp tôi rất nhiều. Nếu không phải Cố Tiêu một mình chạy đến tỉnh thành thâm nhập vào sao huyệt của địch nhân, chúng ta vụ án vượt tỉnh này cũng không thể kết thúc nhanh như vậy, viên mãn như vậy. Lão Vương cũng tán thưởng nhìn thoáng qua Cố Tiêu, hài lòng nói, lúc ấy cái án kiện tôi có ấn tượng, hóa ra chính là cậu thanh niên này giúp phá án, giỏi lắm, nào, tôi kính cậu một ly. Cố tiêu vội vàng nâng thấp chén rượu, đều là việc nên làm, tất cả đều vì phục vụ nhân dân. Rượu sau ba tuần, mọi người bắt đầu bàn bạc việc lên núi thăm dò. Chủ nhiệm Tiếu đề nghị, ngoài cố thúc và hai vị chuyên gia, mặt khác vẫn cần tìm thêm vài người đàn ông cùng lên núi, để lẫn nhau có thể hỗ trợ nhau. Cố tiêu hắn đối với địa hình trong núi khá quen thuộc, cũng chính hắn phát hiện ra, thân thủ cũng rất tốt, tôi kiến nghị để hắn làm đội trưởng dẫn đội lên núi. Lão Vương gật gật đầu, cố tiêu, cậu có ý kiến gì không? Cố tiêu dừng lại một chút, mở miệng nói, địa hình trong núi thực sự phức tạp, hơn nữa nơi đó thường xuyên có lợn rừng lui tới, nên việc bảo đảm an toàn là trên hết, tôi cũng kiến nghị tìm vài người quen thuộc với địa hình trong núi cùng vào. Mã Miu Miu đang trốn trong phòng nghe lén bên ngoài, không nghe rõ cụ thể, nhưng vừa nghe đến việc tổ chức người vào núi, liền lập tức chạy tới, để Cao Văn Tuấn đi đi, anh ấy có học thức, có thể ghi chép lại công việc cho vài vị lãnh đạo. Hắn không được, hắn quá yếu. Tôi nhớ lần trước lợn rừng xuống núi, hắn còn bị lợn rừng dọa tè ra quần, tuyệt đối không được. Mã Miêu Miêu đề nghị vừa được đưa ra đã ngay lập tức bị mọi người phủ quyết. Lúc này, Cao Văn Tuấn đột nhiên bị bóp trần khuyết điểm, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, quay đầu kéo Mã Miêu Miêu vào nhà, ai bảo em ra đây. Mã Miêu Miêu cũng tức giận, ủy khuất nói, em chỉ vì tốt cho anh, bằng không chỉ dựa vào anh, không biết đến bao giờ mới có thể ngẩng đầu lên được. Cao Văn Tuấn tức giận đến mắt đỏ lên, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể ngồi thất vọng ở mép giường. Ngoài phòng, mọi người đã bàn bạc, cuối cùng quyết định để lão Tam và lão Tứ nhà trưởng thôn cùng lên núi. Hai người này giá người khá trắng chắc, bình thường không có việc gì thì thường lên núi săn bắn, mặc dù thân thủ không thể so với cố tiêu, nhưng cũng là thanh niên không tội trong thôn. Về phần công việc ghi chép, đại đội trưởng còn đề nghị để Chu hướng dương đi theo. Chu hướng Dương là thanh niên trí thức ở đây, khá quen thuộc với địa hình nơi này, lại có vóc dáng cao lớn và khá linh hoạt. Bồi mấy lãnh đạo, tóm lại sẽ không làm sai. Bên kia, Lâm Tiểu Nhan ăn cơm chiều xong, liền sớm trở về phòng. Cô nghĩ hôm nay Cố Tiêu và mọi người sẽ bàn bạc về việc khai thác mỏ, còn phải uống rượu với các lãnh đạo, chắc chắn sẽ không về sớm. Hơn nữa sáng mai còn phải vào núi, có lẽ tính cả lúc về cũng không ghé qua đây nữa. Thế là sau khi tắm xong, Lâm Tiểu Nhan liền thay áo ngủ nằm trên giường. Đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, Lâm Tiếu Nhan vội vàng đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền thấy cố tiêu say xỉn đứng ngơ ngác trước cửa, Tiếu Tiếu, anh tới rồi, sao em lại khóa cửa? Lâm Tiếu Nhan vừa kéo anh vào trong phòng, vừa lẩm bẩm, em còn tưởng hôm nay anh sẽ không về, nên đã khóa cửa lên giường sớm. Sao anh lại về muộn như vậy? Nghe thấy mùi rượu trên người cố tiêu, cô nhăn mũi nói, sao anh uống nhiều rượu như vậy? Cố Tiêu không để ý, ông chặt cô vào lòng. Anh không uống nhiều, anh chỉ rất vui, tức phụ. Hôm nay anh rất vui. Trên đường về, ba anh đã nói với anh, sau này anh sẽ giao hết gánh nặng cho ông ấy, anh chỉ cần lo cho gia đình nhỏ của mình là tốt rồi. Tiếu Tiếu, gia đình nhỏ của anh chỉ có em, em chính là gánh nặng của anh. Không đúng không đúng, em là mặt trời của anh, sau này anh sẽ luôn xoay quanh em. Lâm Tiếu nhang cong cong môi, hảo hảo hảo, em là mặt trời của anh, vậy giờ anh mệt rồi có thể ngồi nghỉ một chút không? Nói rồi, Lâm Tiếu Nhan liền rót cho anh một ly nước, bảo anh uống. Ai ngờ cố tiêu căn bản không nhúc nhích, anh không mệt, tức phụ à, em vẫn chưa đáp ứng anh khi nào sẽ kết hôn đâu. Lâm Tiếu Nhan chỉ nghĩ nhanh chóng dỗ anh uống nước, liền giống như dỗ trẻ con mà nói, anh nói khi nào thì khi đó, được chưa? Thật sự, thiên chân vạn sát. Cố tiêu lại không thể tin tưởng xác nhận một lần nữa, tiếu tiếu, em không gạt anh chứ em nói anh muốn kết hôn lúc nào thì lúc đó sẽ kết hôn phải không? Lâm Tiếu Nhan tức giận đến bật cười, đúng rồi, nếu anh không tin, ngày mai chúng ta đi tìm đại đội trưởng khai chứng minh để làm giấy kết hôn. Không ngờ cố tiêu lại đột nhiên lắc đầu, không được không được, phòng ở còn chưa có cái nào tốt, lễ hỏi cũng chưa chuẩn bị đầy đủ, Tiếu Tiếu, em hãy cho anh một chút thời gian, năm nay, năm nay chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn. Lâm Tiếu Nhan bị anh chọc cười, cố tiêu, anh say rồi. Anh không say. Anh thật sự say. Nào, ngoan, uống nước đi. Anh thực sự không say, tiếu tiếu, anh chỉ rất vui, hạnh phúc đến ngất ngây. Lâm Tiếu Nhan bất đắc dĩ nhìn chầm chầm vào gương mặt ngây ngô cười của cố tiêu, nghĩ thầm nếu có thể có điện thoại di động thì tốt rồi, như vậy có thể quay lại bộ dạng say rượu của cố tiêu cho anh xem. Cuối cùng, Lâm Tiếu Nhan vẫn thành công dỗ cố tiêu uống xong nước, được rồi, trời cũng không còn sớm, anh mau trở về đi. Nếu anh ngoan ngoãn về, sáng mai em sẽ làm bánh kẹp thịt mà anh thích nhất, cho anh mang theo, như vậy anh có thể ăn khi vào núi cố tiêu bán tính bán nghi nói thật không cứ yên tâm tôi sẽ bảo đảm cho đoạn video đang được phát đại khái là nước suối thiên đã phát huy tác dụng cố tiêu ngoan ngoãn gật đầu được vậy tôi về đây anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút khi mọi người chuẩn bị rời đi cố tiêu bỗng nhiên quay trở lại lâm tiếu nhang cố tiêu gãi đầu ngượng ngùng nói vừa nãy tôi quên chưa nói với anh tôi đã nhờ thôn trưởng mua lại mảnh đất bên cạnh chờ hết bận đợt này là có thể bắt đầu xây nhà rồi. Vợ ơi, anh dành thời gian nghỉ xem muốn ngôi nhà kiểu gì nhé. Sáng hôm sau, khi Lâm Tiếu Nhan chuẩn bị xong một túi lớn bánh kẹp thịt và mang đến cho cố tiêu, anh vẫn không hiểu, vợ à, sao em biết hôm nay tôi muốn ăn bánh kẹp thịt thế? Lâm Tiếu Nhan lườm anh một cái, ừ thì đúng là quên hết sạch rồi. Có lẽ là tâm linh tương thông đấy, hơn nữa tôi đã đổ nước suối thiên vào bình cho anh rồi, lúc đó anh nhớ cho chú cô uống thêm chút nhé, Sức khỏe chú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi sợ chú không chịu nổi khi phải đi sâu vào núi." Cố Tiêu cảm động gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hấn hở nói với Lâm Tiếu Nhan, cười một cái nào, "Đêm qua tôi đã nhờ đội trưởng xin phép xây ngôi nhà bên cạnh rồi, đợi vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu đào đất, anh tranh thủ nghĩ xem muốn ngôi nhà kiểu gì nhé." Lâm Tiếu Nhan bình tĩnh gật đầu, "Ừ, tôi đã nghĩ rồi, khi nào xong tôi sẽ nói với anh." Cố Tiêu ừ một tiếng, chuẩn bị xuất phát, vừa đi được vài bước anh lại không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Anh cứ có cảm giác hôm nay Lâm Tiếu Nhan có gì đó là lạ. Nói là lạnh nhạt với anh ư, vậy mà sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng chu đáo, còn là món anh thích, bánh kẹp thịt và lại còn rót cả nước suối thiên. Nhưng tại sao khi nghe đến chuyện xây nhà, anh ấy không hề tỏ ra phấn khởi chút nào? Tuy nhiên, cảm nhận được sự ấm áp từ bánh kẹp thịt trong lòng, Cố Tiêu vẫn tự an ủi mình là do suy nghĩ quá nhiều, sau đó liền dẫn mọi người lên núi. Dọc đường cố tiêu hết lần này đến lần khác dừng lại để đánh dấu, hướng dẫn mọi người tránh các chỗ nguy hiểm. Anh giành được sự khen ngợi của tất cả mọi người. Ngay cả lãnh đạo thành phố cũng hướng về phía ba cố mà khen ngợi, con trai của anh thực sự rất giỏi, vô cùng yêu tú. Trên gương mặt cố thường nghiệp là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng thì chất chứa bao nỗi niềm khó nói. Ông nghĩ đến người con trai từng có tương lai sáng lạng, nhưng giờ đây vì ông mà phải gắn bó với công việc đồng án, vào rừng sâu, khiến ông không khỏi chua xót nhìn dáng vẻ quen thuộc của anh trên con đường này, người ta có thể đoán rằng anh đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần. Nếu nhà có điều kiện tốt, ai lại muốn mạo hiểm đến rừng sâu núi thẳm thế này? Nghĩ đến đây, ông không khỏi cảm thấy đau lòng, đồng thời thầm nhủ rằng mình phải nỗ lực gấp bội, sớm nhận lại trách nhiệm gia đình từ tay con trai. Khi mọi người vào núi, ở hai bên bờ ruộng trong làng cũng diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt. Lâm Tiếu Nhan vừa tới bờ ruộng thì mấy thím trong thôn đã vội vã vây quanh và bắt chuyện với cô. Tiếu Tiếu ơi, nghe nói hôm qua cố tiêu đã đưa cha cậu ấy về, toàn là lãnh đạo huyện và thành phố phải không? Đúng thế, công công tương lai của cô thật là có tiền độ, còn có ba chiếc xe nhỏ đến đón nữa. Sau này liệu ông ấy có được thăng quan không? Vậy sau này mỏ quặng ở núi phía sau đều do ông ấy quản lý rồi à? Chắc chắn rồi, sáng nay bà không nghe đội trưởng nói à, cố tiêu bây giờ đã là đội trưởng đội cố vấn, sáng nay anh ấy dẫn theo vài người vào núi rồi. Nghe đến đây, Lâm Tiếu Nhan vừa buồn cười vừa bất ngờ mới qua một đêm thôi mà mọi chuyện đã đồn thổi đến mức này nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích với mọi người mỏ quặng này tuy là cố tiêu phát hiện nhưng nó hoàn toàn thuộc về quốc gia chỉ là do anh ấy quen thuộc với địa hình núi sâu nên lãnh đạo mới giao cho anh ấy nhiệm vụ dẫn dắt mọi người thăm dò còn về chú cố chú ấy vốn là chuyên gia trong lĩnh vực này lại là người địa phương quen thuộc với địa hình nơi đây nên lãnh đạo cảm thấy phù hợp và mời chú ấy phụ trách kỹ thuật thăm dò nghe xong lời giải thích của lâm tiếu nhan Mọi người gật gù, dường như đã hiểu ra. Nhưng họ vẫn hỏi, vậy sau này khi mỏ này khai thác, có phải sẽ tìm người trong vùng để làm không? Lúc đó cô có thể nhờ cố tiêu giúp chồng tôi có việc làm không? Vừa dứt lời, những người khác cũng đồng loạt nói, nghe nói đào quặng kiếm được nhiều tiền lắm, cô có thể giúp chồng tôi được không? Lâm Tiếu Nhan bất đắc dĩ đứng sát lề đường, giơ tay ra dấu, hiện tại vẫn chỉ là thăm dò thôi, còn việc có thể khai thác hay không, và khi nào khai thác, đều phải chờ lãnh đạo quyết định mọi người đừng vội, khi cần người làm, đội trưởng chắc chắn sẽ thông báo trước tiên. Nghe Lâm Tiếu Nhan nói vậy, mọi người không hỏi thêm nữa, mà ngược lại nhiệt tình trò chuyện, được rồi, chúng tôi nghe theo cô, chờ tin từ đội trưởng. Nhưng đến khi có tin gì, cô phải báo trước cho bọn tôi nhé. Đúng đấy, bọn tôi ngày thường thích nhất là nghe tin từ thanh niên như cô. Lâm Tiếu Nhan cười nhẹ, không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý, yên tâm đi, tôi biết rồi. Cùng lúc đó, cô không khỏi cảm thán trong lòng, đây có phải là trường hợp mà một người thành công thì cả nhà cũng được hưởng lây không? Ở một nơi khác, Thẩm Mạng Lệ bị bà mẹ chồng của mình mắng cho một trận, tất cả là tại cô, nếu không phải cô suốt ngày đối đầu với thanh niên trí thức lâm, tôi đã sớm đi làm quen với cô ấy rồi. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả khi tôi đến, người ta cũng chẳng buồn để ý. Nếu sau này vì cô mà gia đình chúng ta lỡ mất cơ hội đào quặng kiếm tiền, xem tôi sẽ xử lý cô thế nào? Thẩm Mạng Lệ nghiến chặt răng, liếc nhìn Lâm Tiếu Nhan đang được mọi người vây quanh, hậm hực một tiếng, cuối đầu tiếp tục nhổ cỏ. Cố tiêu đã dẫn đoàn đội thăm dò nhiều ngày, mỗi ngày vừa sáng đã tiến vào rừng sâu, cuối cùng mới có kết quả chính xác. Quả thật ngọn núi đó có một khu mỏ, mặc dù diện tích trên mặt đất không lớn, nhưng quy mô chôn sâu dưới lòng đất lại rất đáng kể, hơn nữa đây là mỏ đồng, loại tài nguyên khang hiếm trong thời điểm hiện tại. Khi lãnh đạo đoàn trở về, họ lập tức mở cuộc họp để nghiên cứu, đồng thời cử người xuống tổ chức khai thác quặng. Tuy nhiên, nhân lực đào quặng không đủ, nên phải tuyển chọn từ những đội ngũ xung quanh. Điều kiện tuyển chọn không phức tạp, chỉ cần có sức khỏe tốt, không ngại khó khăn, không sợ vất vả, ngoài ra còn có thêm tiền lương bên cạnh công điểm. Nhiều dân làng sau khi nghe tin đều rất hào hứng đăng ký tham gia nườm nượp. Những ai không đủ sức khỏe thì được Cố Tiêu và đội trưởng khuyên rút lui, nếu cố gắng đi làm việc ở đó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn là lợi ích. Cố Tiêu còn đùa hỏi Cao Văn Tuấn, nhưng cậu ta lại không tích cực vừa nghe phải xuống hầm đào quặng liền sợ đến mức lùi ngay. Thật ra, Lâm Tiếu Nhan cũng không muốn cố tiêu tham gia vào công việc ở khu mỏ. Gần đây gia đình họ không thiếu tiền, vả lại công việc đó quá cực nhọc. Hơn nữa, cố tiêu là người luôn đi đầu trong những công việc nguy hiểm, thật lòng mà nói, Lâm Tiếu Nhan cảm thấy lo lắng. Nhưng nghĩ đến cha của cố tiêu cũng đang làm việc ở đó, hàng ngày phải lên núi xuống núi, cố tiêu chắc chắn muốn ở bên để chăm sóc. Cũng may là công việc chính của cố tiêu chủ yếu là giám sát an toàn, không cần lúc nào cũng phải xuống hầm làm việc. Ngoài ra, khu ký túc trong núi đã được xây dựng tốt, mỗi ngày mọi người đều trở về, không lo không gặp được nhau. Dù đã đồng ý để cố tiêu đi, nhưng mấy ngày sau, Lâm Tiếu Nhan nhìn thấy cố tiêu đen và gầy hơn vẫn không khỏi xót xa. Ngoài việc đau lòng, Lâm Tiếu Nhan không biết phải làm gì khác, chỉ có thể mỗi ngày chuẩn bị những bữa ăn ngon hơn, đợi khi cố tiêu trở về thì có thể bồi bổ sức khỏe. Món ăn còn được thêm nước từ linh tuyền, giúp cả hai không đến mức mệt mỏi quá sức. Cha của Cố Tiêu thật ra cũng dự định để Cố Tiêu tạm rời khỏi công việc, đợi ký túc xá trong núi hoàn thiện, ông sẽ ở lại đó để nghỉ ngơi rồi mới trở về. Như vậy, Cố Tiêu không cần phải di chuyển hàng ngày từ núi xuống. Cố Tiêu còn bận tâm việc xây nhà, nên đồng ý chỉ làm việc một thời gian ngắn, khi mọi thứ trong núi ổn định thì sẽ quay về. Chiều hôm đó, Lâm Tiếu Nhan tan làm, sang nhà hàng xóm giúp mẹ Cố Tiêu chuẩn bị bữa tối. Hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên có vài người chạy đến nhà Cố Tiêu mau lên, cố thường nghiệp và cố tiêu gặp chuyện trên núi rồi. Mẹ cố và lâm tiếu nhan vừa nghe xong, tim đập mạnh, lập tức chạy ra ngoài, thấy đội trưởng mang theo rất nhiều người vây quanh. Đội trưởng cũng đang rất lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại từ trên núi xuống? Một người trong số đó nhanh chóng giải thích, khi chúng tôi đến giờ tan ca, không thấy cố thúc và cố tiêu, tìm khắp nơi gần đó, chỉ nghe tiếng lợn rừng gào thét trong rừng. Chúng tôi sợ quá không dám tiến gần, nên về đây báo tin để bàn bạc. Đúng vậy, thường ngày gặp một con lợn rừng đã sợ, giờ lại nghe thấy cả đàn, chúng tôi không dám mạo hiểm đâu. Mẹ cố nghe xong, sợ đến mức suýt ngất, mày có lâm tiếu nhang và hàng nhị mai đỡ kịp. Nhưng mà, mã gia lão Tam và lão Tứ, cùng với chu hướng dương vẫn còn ở trên núi. Họ đang cố gắng tìm cơ hội để đến xem xét, nhưng hiện giờ chưa rõ tình hình ra sao. Đội trưởng nghe vậy, càng thêm lo lắng, liền chỉ huy mọi người, nhanh chóng chuẩn bị đuốc. Ai sẵn sàng đi cùng tôi vào núi tìm họ? Nghe đến việc phải vào núi, nhiều người lắc đầu, thậm chí có người còn cười mỉa mai. Nghe nói từ lâu rằng khu rừng này có gì đó bí ẩn, không phải đào quặng đã làm tức giận sơn thần hay sao? Tôi không biết sơn thần là thật hay giả, nhưng nơi này chắc chắn là ổ của lợn rừng, chúng tôi đã nhiều lần gặp phải. Có thể lần này là chúng nó đến trả thù. Thôi bỏ đi, ai lại muốn tự tìm đường chết chứ? Lâm Tiếu nhang rót nước cho mẹ cố, thấy bà đã đỡ hơn một chút liền nhờ hàng nhị mai đưa bà vào nghỉ ngơi còn mình thì quay về nhà lấy đèn pin đội trưởng các anh cứ bàn bạc tiếp tôi không thể chờ được nữa tôi sẽ vào núi trước mặc dù biết rằng chắc không có chuyện gì xảy ra với cố tiêu nhưng việc này không giống phong cách của anh đến giờ vẫn chưa về có lẽ đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm chẳng lẽ cha cố bị thương nghĩ đến những khả năng đó lâm tiếu nhan cảm thấy không thể ngồi yên mã đội trưởng nghe vậy mặc dù cũng sốt ruột nhưng vẫn khuyên nhủ trong rừng tối thế này sao cô có thể đi một mình được? Thôi, tôi sẽ đi cùng cô. Mã gia lão đại và lão nhị cũng đứng dậy, chúng tôi cũng sẽ cùng đi. Mẹ cố vừa nằm xuống trong phòng, nghe thấy lâm tiếu nhan định lên núi, vội vàng chạy ra, tiếu tiếu, con không thể đi được, trong núi nguy hiểm lắm, nếu con có chuyện gì, ba mẹ con sẽ trách tôi thế nào đây? Lâm tiếu nhan trấn an bà, bác gái, bá cứ yên tâm, con sẽ chú ý an toàn, hơn nữa còn có nhiều người đi cùng. Chúng con chỉ đi đón họ, Biết đâu cố tiêu và cố bá đã đang trên đường về rồi, họ chắc chắn không sao đâu. Cố chu nghe vậy, nước mắt tràn ra, lâm tiếu nhan nhìn hai người, nói thêm, các con cứ chăm sóc mẹ tốt, chị đảm bảo sẽ đưa ba và anh cả an toàn trở về. Cố chu khóc trưng trức, em cũng muốn vào núi. Không được. Hàng nhị mai nhanh chóng ngăn cản, em ở lại đi, đừng gây rối, yên tâm, chị sẽ đi cùng lâm tiếu nhan, trên đường chị sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Mã đội trưởng phất tay cầm đuốc, được rồi, đi thôi. Thấy hai cô gái đi vào núi mà không chút sợ hãi, mấy người khác cũng không thể ngồi yên, liền cùng đứng dậy, chúng tôi cũng đi xem. Sau khi đoàn người cầm đuốc tiến vào rừng, sau một hồi cuối cùng cũng tới nơi xảy ra sự việc, từ xa đã thấy ba ngọn đuốc đang nhấp nháy. Mọi người vội tiến lên, thấy đó là mã gia lão Tam, lão Tứ và chu hướng Dương. Mã đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, cha con cố gia đâu? chu hướng Dương thất vọng lắc đầu, chúng tôi đã đi một vòng tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy đâu, chỉ là không còn nghe tiếng heo kêu nữa. Mọi người cầm đuốc, lần theo vết máu tiến về phía trước. Đi càng xa, vết máu càng dần phân tán. Đại đội trưởng mãi nhìn mọi người, cất lời, chúng ta chia thành ba nhóm, phân công nhau tìm kiếm, mọi người chú ý an toàn. Lâm Tiếu Nhan dẫn đầu đi phía trước, mỗi bước tiến, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, lòng cô càng thêm lo lắng. Ngay khi cô sắp tuyệt vọng, từ phía xa trong hang động phát ra một tia sáng. Lâm Tiếu Nhan lập tức chạy nhanh đến. Tới cửa hang, quả nhiên cô thấy cố tiêu cùng với chú cố. Lâm Tiếu Nhan không quan tâm gì khác, chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm, lập tức chạy đến ông chặt lấy cố tiêu, nước mắt lăn dài trên má. Cố tiêu cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai, vội vàng an ủi, không sao đâu, đừng sợ. Khi chạm vào lưng anh, cảm giác ướt nóng khiến Lâm Tiếu Nhan hoảng sợ, cô vội vàng hỏi, anh có bị thương không? Cố tiêu thấy sắc mặt cô tái nhợt, đau lòng nói, anh không sao, đây là máu heo rừng thôi. Vừa rồi ba anh vô ý trượt ngã, bị trẹo chân. Anh vừa giúp ông ấy cố định xương, nên mới đến muộn. Lâm Tiếu Nhan lo lắng cúi xuống xem tình trạng của chú cố. Chú cố ấy nấy nói, tôi không sao, tất cả là lỗi của tôi. Nếu không vì tôi trượt ngã, chúng tôi đã xuống núi từ lâu rồi. Có lẽ mọi người trong thôn đều đang lo lắng. Thấy hai người không bị thương, sắc mặt Lâm Tiếu Nhan mới dịu đi một chút chúng ta mau xuống núi thôi thôn trưởng và mọi người đang tới nghe tiếng gọi từ phía này các đội khác cũng nhanh chóng đuổi tới thôn trưởng nhìn thấy hai người không sao xúc động đến mức rơi nước mắt may mà hai người không sao nếu không cả đội chúng tôi biết ăn nói sao với cấp trên thế nào có bị thương không cố tiêu lắc đầu chỉ vào hai con heo rừng nằm dưới đất vừa rồi phải vật lộn với chúng mệt quá rồi có thể nhờ ai giúp đưa ba tôi xuống núi không ánh sáng từ cây đuốc không quá rõ ràng nhưng khi nhìn thấy hai con heo rừng ngã vào vũng máu, mọi người không khỏi sững sờ. Nếu như trước đó, Cố Tiêu đã từng giết một con heo rừng cỡ trung bình, thì hai con này quả thực to gấp đôi, với bộ mặt hung tợn, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nổi da gà. Chẳng trách mọi người nghe thấy tiếng heo kêu đều hoảng sợ chạy xuống núi, không dám quay lại. Có người còn nói rằng nghe thấy cả một đàn heo kêu, xem ra tiếng kêu của hai con này thực sự đáng sợ. Khi thấy hai con heo rừng đã hoàn toàn bị hạ gục, mọi người mới dám tiến lên tìm cây gỗ để khiêng chúng xuống núi. Ba cố cũng được hai thanh niên thay phiên cổng xuống. Có lẽ vì hai con heo rừng này mà trên đường về, tinh thần mọi người trở nên phấn khởi lạ thường. Nhưng Lâm Tiếu Nhan vẫn không yên tâm khi thấy cố tiêu ở phía sau. Cô nhìn anh từ xa, rồi vội vàng bước đến, cẩn thận sợ nắng khắp người anh. Cố tiêu, anh đừng giấu em, nếu có bị thương, nhất định phải nói với em, đừng một mình chịu đựng. Cố tiêu nhìn ánh lửa mờ tối, thấy gương mặt Lâm Tiếu Nhan vẫn còn tái nhợt, trong lòng vừa xót xa vừa cảm thấy ấm áp. Nhân lúc không ai để ý, anh lén nắm lấy tay Lâm Tiếu Nhan, kéo cô lại gần, anh thật không bị thương, nếu không tin, em có thể tự kiểm tra. Lâm Tiếu Nhan lường anh, giờ là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn. Anh suýt làm em sợ chết khiếp. Sao tự nhiên lại có heo rừng to đến thế? Ở dưới núi em nghe mọi người nói là có cả đàn. Cố tiêu thấy cô nghiêm túc, môi khẽ cong lên, đúng là có nhiều đấy tối nay anh sẽ qua tìm em em sẽ thấy nhưng lần này náo động quá lớn nên anh chỉ giữ lại hai con heo rừng to nhất cứ để xem ai dám ăn chẳng phải có người nói rằng chúng là heo tinh của sơn thần sao lần này làm sạch sẽ rồi sau này dù anh không ở đây bầy heo rừng cũng không dám đến khu vực khai thác quấy rối nữa nghe cố tiêu kể lại trong lòng lâm tiếu nhang không khỏi kính phục phải thừa nhận rằng chồng cô thật sự mạnh mẽ nhìn hai con heo rừng to lớn kia ngay cả khi chúng đã chết cô vẫn thấy chúng đáng sợ vậy mà anh vẫn có thể nói một cách bình thản như vậy đến tối khi cố tiêu dẫn cô vào không gian của anh nhìn thấy cả một bầy heo rừng nằm trên mặt đất lâm tiếu nhang không kìm được mà hét lên kinh ngạc thật sự là kinh ngạc đến mức tê người không ngờ cố tiêu lại săn được nhiều như vậy trên núi nghĩ tới điều đó lâm tiếu nhang không khỏi thắc mắc sao các anh đang yên đang lành mà tự dưng lại xuất hiện nhiều heo rừng thế này chẳng lẽ chúng bị kích thích gì sao cố tiêu khẽ gật đầu sau đó bí ẩn đáp chuyện này dài lắm em đã mệt rồi ngủ đi mai sáng dậy anh sẽ kể ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ đại đội trưởng mã đánh trống gọi mọi người tập trung tại sân phơi lúa tuy rằng tối qua đã về muộn nhưng câu chuyện về việc cha con cố tiêu hạ gục hai con heo rừng trên núi đã lan truyền khắp nơi nhiều người đoán hôm nay sẽ có thịt heo chia nên ngay khi vừa thức dậy nghe tiếng trống của đại đội trưởng Họ liền háo hức mang thau tới sân phơi lúa. Hoàn toàn khác với những buổi làm việc khác, lần này không ai cần dục, ai nấy đều tự giác. Khi mọi người đến nơi, nhìn thấy hai con heo rừng to lớn nằm trên mặt đất, không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Trời ơi, nghe nói heo rừng lớn lắm, tôi còn tưởng người ta nói phóng đại, ai ngờ nó lại to đến vậy. Hai con heo này chắc là tin thật rồi, nhìn răng nanh của nó mà xem, thật đáng sợ. Khi mọi người đã đến đông đủ, đại đội trưởng mã không nhìn được mà gõ mạnh cái thau ra hiệu cho tất cả im lặng sau đó giọng ông vang lên khắp sân phơi lúa bình tĩnh lại ngày nào cũng chỉ mong chờ đến lúc chia thịt heo tôi còn chưa báo mà các người đã tự giác mang thau tới rồi lúc này thì chạy nhanh thật nhưng tối qua khi có chuyện xảy ra tôi chẳng thấy ai chạy nhanh như vậy để lên núi tìm người cả ai là người tôi nói đến thì tự hiểu tối qua các người cứ đồn đoán nào là sơn thần heo tinh Bây giờ các người còn dám chia thịt không? Cha con nhà Cố Tiêu đã liều mạng hạ gục hai con heo rừng, các người không biết xấu hổ mà đòi chia phần sao? Cố Tiêu không so đo gì với các người, nhưng các người tự có biết xấu hổ hay không đấy. Nghe thấy đại đội trưởng nghiêm giọng mắng mỏ, trong đám người không ít người đều cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là những người tối qua nhất quyết không chịu lên núi, giờ đây đều đỏ bừng mặt, cúi đầu lặng lẽ. Đại đội trưởng thấy vậy liền tiếp tục nói thêm, các người phải nhớ rõ, khu mỏ này do ai phát hiện? chúng ta khai phá được nơi này, chẳng phải nhờ phát hiện ra khu mỏ hay sao? Nếu không có nó, ai có thể tìm ra được cơ hội kiếm tiền tốt như vậy? Được rồi, ý tôi muốn nói chỉ đơn giản là các người phải nhớ ơn, không ai quên phần của các người đâu. Nói xong, đại đội trưởng liền tổ chức cho thanh niên trong thôn bắt đầu dết heo, chia thịt. Đúng lúc đó, cố tiêu đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói, đại đội trưởng, tôi còn có chuyện muốn hỏi mọi người. Thấy cố tiêu tỏ ra nghiêm trọng như vậy, Mã đại đội trưởng cũng nghiêm túc đáp lời, "Cậu nói đi." "Chuyện là thế này, tôi nghi ngờ sự việc lợn rừng đêm qua có bàn tay con người nhúng vào." Mọi người nghe xong đều sững sờ, ngay cả đại đội trưởng cũng ngạc nhiên hỏi, "Cái gì?" "Là do người làm ư?" "Đúng vậy, với số lượng lớn như thế, không ai có thể khiến chúng nghe lời như vậy được." Trước những ánh mắt ngờ vực của mọi người, Cố Tiêu Bình tỉnh lấy ra từ túi áo một gói bột trong suốt, "Sáng nay tôi đã lên núi, ở khu vực gần mỏ phát hiện loại bột này trên mặt đất." đây là loại thuốc có thể khiến lợn rừng kích động thường được sử dụng khi phối giống heo nhà vậy ai là người làm chuyện này tôi tin rằng kẻ đó đang ở ngay đây giữa mọi người hoặc là tự thú hoặc chờ tôi tìm ra kẻ đó cố tiêu nhìn quanh thấy ai nấy đều ngơ ngác còn người gây chuyện thì cúi đầu không nói cố tiêu điềm đạm nói thêm thuốc này khi mua đều có ghi chép lại trong thôn ai nuôi heo điều tra một chút là biết ngay nghe vậy mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán có phải vương gia không nhà họ vừa mới nuôi heo con đầu xuân, với lại Vương Minh Lượng lúc nào cũng đối đầu với cố tiêu. Bị đồn đoán, Vương Minh Lượng lập tức phủ nhận, không những không thừa nhận mà còn cười mỉa mai, chẳng lẽ trong đại đội chỉ có mỗi nhà tôi nuôi heo? Sao lại vu khống tôi như vậy? Cố tiêu không nói nhiều, lập tức tiến tới trước mặt Vương Minh Lượng, tóm lấy cổ áo hắn, rồi lấy từ túi áo của hắn ra một gói bột khác, đây là cái gì? Sao nào? Mua nhiều quá nên tiếc không dám dùng hết, còn để dành cho heo nhà mình dùng thấy sự việc bị bại lộ, Vương Minh Lượng vội vàng dằn lại gói bột. Nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Tiêu, lập tức bị đánh ngã xuống đất. Dân làng thấy rõ Vương Minh Lượng là kẻ gây chuyện, liền xôn xao đòi xử lý. Vương Minh Lượng chưa chịu từ bỏ, cắn răng nói, đại đội trưởng, tôi chưa bao giờ đặt chân đến khu mỏ, sao có thể là tôi rải thuốc ở đó được. Mã đại đội trưởng nghe vậy cũng thoáng chân chưa. Cố Tiêu điềm tĩnh đáp, nếu tôi đoán không sai, thuốc đuổi rắn trong đội đã bị anh tráo đổi loại thuốc bột quý này anh không nỡ bỏ có cần chúng ta qua nhà anh kiểm tra thử không nghe đến đây vương minh lượng liền ngồi sụp xuống đất thất vọng hắn đã quá coi thường tình hình ban đầu hắn nghĩ loại thuốc này sẽ không ai phát hiện nếu có chuyện xảy ra cũng chẳng ai liên tưởng đến hắn một người chưa từng vào rừng hơn nữa tối qua hắn còn chắc chắn rằng cha con nhà cố sẽ không thể trở về nên mới yên tâm mà ngủ không ngờ chẳng những họ trở về an toàn mà còn mang theo hai con lợn rừng lớn sáng nay nghe tin dù không vui nhưng hắn nghĩ nếu không có ai bị chết sự việc sẽ không bị phát hiện chỉ cần chờ chia thịt là xong không ngờ lại bị phát hiện mã đại đội trưởng hiểu rõ sự việc tức giận vô cùng ông thầm trách rằng đội của mình vừa mới được lãnh đạo chú ý vậy mà đã gặp phải sự việc phạm tội nghiêm trọng như thế này nhìn vương minh lượng nằm trên mặt đất mã đại đội trưởng giận giữ đá hai cú sau đó quay sang hỏi cố tiêu chuyện này cậu định xử lý thế nào cố tiêu trầm ngâm một lát rồi nói chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn liên quan đến toàn bộ khu mỏ cùng với các nhân viên kỹ thuật khác không phải chúng ta có thể tự quyết định được hơn nữa tôi đã báo cáo phát hiện của mình cho lãnh đạo và đã gọi công an chắc họ sẽ tới ngay nghe thấy công an vương minh lượng hoảng sợ đến mức run rẩy lập tức quỳ xuống xin tha đại đội trưởng không cần phải thế đâu dù gì cũng không có ai mất mạng họ đã trở về an toàn rồi mà tôi thật sự không có ý hại người chỉ là thấy các anh kiếm được nhiều tiền nên trong lòng không vui muốn gây rắc rối một chút thôi tôi không ngờ lại thành ra như vậy mã đại đội trưởng nghe vậy tức đến mức nhổ nước bọt cậu thật sự nghĩ vậy sao nếu không phải cố tiêu ngăn chặn lợn rừng với khả năng của chúng ta cậu nghĩ có ai có thể trở về an toàn không chẳng lẽ phải có người chết mới trị tội cậu mọi người lúc này mới hiểu rõ trước giờ còn nghĩ vương minh lượng chỉ nhắm vào cố tiêu giờ nghe đại đội trưởng nói vậy họ mới dần dần nhận ra sự thật may mà cố tiêu đã chặn được lợn rừng ở bên ngoài nếu không có lẽ người nằm trên mặt đất bây giờ không phải là lợn rừng mà chính là họ nghĩ đến đây những người đàn ông làm việc trên núi không khỏi nổi giận chính vừa định sáng tay áo chuẩn bị đi đánh một trận thì một chiếc xe công an đổ lại bên đường vương bà thấy vậy liền quỳ xuống đất khóc lóc xin tha đại đội trưởng ông nói giúp với các đồng chí công an chuyện này không phải do đèn lửa làm mà là tôi là tôi một người già yếu đỏ mắt trước việc người khác có cơ hội vào làm ở mỏ quặng lòng tôi không chịu nổi nên mới lén thay đổi thuốc bột diệt trắng thật là do tôi các đồng chí công an tôi thừa nhận hết rồi các anh bắt tôi đi không liên quan gì đến con trai tôi nhìn người mẹ già ngày thường mạnh mẽ giờ đây quỳ gối trên đất dập đầu cầu xin vương minh lượng lần đầu tiên cảm thấy hối hận anh ta không nên ganh ghét người khác lại càng không nên nghe lời thẩm mạng lệ người phụ nữ ấy luôn thì thầm bên gối rằng mình bị cố ý nhắm vào nếu không phải vì cô ta suốt ngày xúi dục, có lẽ anh ta đã không hành động nông nổi như vậy. Vương Minh Lượng nghẹn ngào, sau đó kéo mẹ mình đứng dậy, mẹ, mẹ đừng xin nữa. Công an sẽ không tin đâu, người phạm sai lầm là con, con đã sai rồi. Sau khi con đi, mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, sống hòa thuận với thẩm mạng lệ, đừng cáu kỉnh nữa. Thấy hai mẹ con ông nhau khóc lóc, ai nấy đều có chút cảm thông, nhưng khi nghĩ đến những việc anh ta đã làm, mọi người không kìm được mà mắng anh ta, liệu có đáng không? Giờ hối hận cũng chẳng ít gì. Nếu họ mềm lòng lần này, ai biết lần sau liệu có phải là họ sẽ nằm ở sân phơi lúa như vậy không? Vương Minh Lượng bị công an thẩm vấn một vài câu, chuẩn bị bị dẫn đi, nhưng anh ta lại đưa ra yêu cầu cuối cùng, có thể cho tôi nói một câu với vợ tôi không? Hai đồng chí công an có chút không kiên nhẫn, thúc giục, nhanh lên. Vương Minh Lượng bước đến bên thẩm mạng lệ, như nhẹ nhàng vỗ vai cô, rồi ghé sát vào tai cô, nói nhỏ với giọng âm u, lần này sự việc thế nào, cô hiểu rõ hơn tôi. Tôi cam tâm tình nguyện đi tù, nhưng cô phải ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc mẹ tôi. Nếu tôi biết cô không thành thật, dám đội nón xanh cho tôi, hoặc khi dễ mẹ tôi, khi tôi ra tù, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô. Giọng nói âm trầm của anh ta khiến thẩm mạng lệ hoảng sợ, sắc mặt cô tái nhật. Môi cô run run mãi mới thốt ra được một câu, anh, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc gia đình. Nói xong, vương minh lượng ngẩng đầu nhìn cô một cái nở một nụ cười đầy ẩn ý sau đó anh ta quay lưng đi theo công an không ngoảnh lại để lại mọi người không khỏi thở dài một đứa con trai tốt không hiểu sao lại trở thành như vậy khi chiếc xe công an đi xa đại đội trưởng thấy vẫn còn e ngại liền gõ mạnh hai cái để mọi người chú ý sau khi mọi người cam đoan rằng sẽ không có hành động gì xấu đại đội trưởng mới ra lệnh bắt đầu dấc heo chia thịt trong khi chia thịt ông vẫn không quên dặn dò mọi người nhà cố sắp xây nhà đã ăn thịt của họ sau này nếu họ cần giúp đỡ ai có thể giúp thì hãy tới hỗ trợ một tay mọi người đều vui vẻ xách thịt về miệng thì tươi cười đáp ứng đến lượt lâm tiếu nhang thực ra cô không muốn lấy thịt cô vốn không thích ăn thịt heo rừng hơn nữa hai con heo này trông đều đã già ăn chắc sẽ dai lắm nhưng nếu không lấy người ta sẽ nghi ngờ rằng gia đình cô giấu thịt ngon nên cô đành phải lấy một khối tượng trưng sau khi chia thịt heo được hai ba ngày trong thôn mỗi bữa ăn đều tỏa mùi thịt thơm phức nếu không phải vì thời tiết nóng thịt không để lâu được thì có lẽ số thịt này còn để dành đến tận tết âm lịch có thịt ăn dân làng cảm thấy thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần ngay cả chuyện của nhà vương cũng nhanh chóng bị mọi người lãng quên hơn nữa từ khi vương minh lượng bị bắt vương bà cùng thẩm mạng lệ dường như đều thay đổi họ ít khi xuất hiện chỉ lo làm việc vì vậy mọi người chỉ thi thoảng nhắc lại câu chuyện này vào những lúc trà dư tửu hậu hoặc đôi khi mắng vài câu để xả giận. Còn phần thịt heo của nhà cố và lâm tiếu nhang, cố tiêu đã nhanh chóng mang vào huyện bán đi. Anh bán rất nhanh, giá cả cũng không quá cao, thực ra là vì anh sợ thịt để trong nhà sẽ khiến lâm tiếu Nhan sợ, nên không kịp cò kè mặt cả. Dù vậy, cố tiêu vẫn kiếm được một khoản kha khá, đủ để xây nhà. Đúng là trong cái rủi có cái may. Chẳng mấy chốc, trong huyện cũng bắt đầu dậy lên mùi thịt. Nhiều người sau giờ làm vội vàng về nhà, không khí trong làng trở nên rộn ràng hơn. Trong hương thơm nồng nàn ấy, mùa hè dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là những ngày lao động vất vả của Lâm Tiếu Nhan trên cánh đồng đã chấm dứt. Từ giờ trở đi, cô sẽ không phải làm việc trên đồng nữa. Có lẽ ngay cả việc thu hoạch vụ mùa năm nay cô cũng không cần tham gia. Người vui mừng không kém là Triệu Xuân Yến và Hàng Nhị Mai. Dù họ không được như Lâm Tiếu Nhan, nhưng cũng là những cô gái, nên việc không phải ra đồng mà chỉ đứng trong lớp dạy trẻ là một niềm vui lớn, dễ dàng kiếm được 10 công điểm. Ngay cả trong giấc mơ cũng phải bật cười. Trước khi khai giảng, đại đội trưởng Mã đặc biệt mời bốn giáo viên đến nhà ăn cơm, đồng thời nhắc nhở họ những lời tâm huyết. Đại khái ông nói rằng toàn bộ đại đội, thậm chí cả đội khác, đều giao phó cho bốn người họ. Nhất định phải dạy dỗ các em nhỏ cho tốt, không được để phụ huynh thất vọng, đặc biệt là không để đội khác coi thường. Lâm Tiếu Nha ngoài mặt vui vẻ đáp ứng, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, những đứa trẻ này suốt ngày chơi bùng ngoài ruộng, sao qua vài lời nói của đại đội trưởng mà bỗng trở nên quý giá như vậy? Khi đại đội trưởng vừa dứt lời, Lâm Tiểu Nhang cuối cùng cũng hiểu ra ý định. Tóm lại, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được thể diện cho đại đội, không để người ngoài nói rằng đội ngũ của họ thiếu giáo dục và kỷ luật. Hiểu được ý của đại đội trưởng, Lâm Tiểu Nhang liền đập tay vào ngực và nói, "Yên tâm đi, đại đội trưởng. Dù chúng em còn trẻ, nhưng chắc chắn sẽ chăm lo cho học sinh như thể chăm lo cho chính em út của mình. Chúng em cam kết sẽ giúp các em tiến bộ. Thấy Lâm Tiếu Nhan biết điều, ba người còn lại cũng lần lượt hứa rằng họ sẽ tận tâm làm tốt công việc giảng dạy. Mã đại đội trưởng nghe thấy sự quyết tâm của cả bốn người, liền cười vui vẻ và giao nhiệm vụ. Tốt lắm, từ ngày mai các cậu không cần phải ra đồng nữa. Hãy dọn dẹp phòng học sạch sẽ, chuẩn bị đón năm học mới. Vụ mùa thu hoạch sau này các cậu cũng không cần tham gia, chỉ cần tập trung vào việc dạy học cho bọn trẻ là được bốn người gật đầu cam kết và cuộc gặp gỡ cũng kết thúc ngày hôm sau bốn người không phải xuống đồng mà sau khi ăn sáng xong họ trực tiếp đến trường mới trường học sau một mùa hè mưa nắng đã mọc đầy cỏ dại trên sân còn hai phòng học thì bụi phủ kín bàn ghế mới vẫn còn chất đóng mà chưa sắp xếp khi vừa thấy tình trạng của trường học họ mới hiểu tại sao ngày hôm qua trưởng thôn có vẻ chột dạ khi bảo họ không cần ra đồng chu hướng dương người duy nhất trong nhóm là nam giới nhìn cảnh tượng hỗn độn của trường học cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, anh vẫn mạnh dạn nói, chúng ta bắt đầu chứ. Lâm Tiếu Nhan cười gượng hai tiếng rồi lên tiếng, mọi người cứ bắt đầu trước, tôi sẽ về gọi thêm vài người giúp. Mọi người nghĩ rằng Lâm Tiếu Nhan sẽ gọi Cố Chu và Niệm Nhi đến giúp, nhưng thực tế là cô đã tìm được hai người khác. Ba người tập hợp lại và đi ra ngoài cánh đồng, chân núi, tìm những đứa trẻ đang nghịch bùn, bắt côn trùng hay đào trứng chim. Dù làm gì đi nữa, tất cả bọn trẻ đều được triệu tập. Lâm Tiếu Nhan ít lời mà ý nhiều, mở lời với bọn trẻ, là thế này, sắp tới chúng ta sẽ khai giảng. Trước khi khai giảng, ba thầy cô giáo khác đã đề xuất với tôi rằng chúng ta nên tổ chức một hoạt động để xây dựng tình cảm giữa thầy trò, đồng thời cũng giúp mọi người hiểu nhau hơn. Còn nữa, hoạt động này cũng là để thử xem tinh thần chịu khó của các em đến đâu. Ngay khi Lâm Tiếu Nhan vừa dứt lời, những người lớn đang làm việc liền liên tiếp hắt hơi. Thậm chí, khi cố tiêu vừa từ huyện về, anh cũng không biết gì mà vui đùa đứng giữa lũ trẻ hỏi, cô Lâm, màu nói cho chúng tôi nghe xem hoạt động thú vị này là gì vậy? Lâm tiếu nhang liếc cố tiêu một cái, rồi quay sang bọn trẻ, đi cùng cô đến trường, các em sẽ biết. Lũ trẻ nghe thấy vậy, vui sướng nhảy cẩn lên. Những đứa trẻ trong sáng chưa từng trải qua khổ cực của việc học đều rất phấn khích, chúng háo hức chờ ngày khai giảng từng ngày. Bây giờ nghe nói trước khai giảng còn có hoạt động, lũ trẻ lập tức hào hứng, chạy vùa về trường học. Cố tiêu thấy chỉ còn mình đứng lại, liền trêu chọc cô lâm thật sự không định cho tôi tham gia à trước khi đi lâm tiếu nhan hờn dỗi liếc nhìn anh về nhà dọn gạch cho tốt đi sau này còn nhiều việc để làm tại sân trường tiểu học ba người còn lại đang ngồi thở dốc vì mệt mỏi triệu xuân yến vừa rút cỏ vừa không ngừng phàn nàn cả một sân lớn thế này bao giờ mới rút xong đây trưởng thôn thật là làm khó người ta quá việc này còn mệt hơn cả rút cỏ trên đồng ở đó ít ra đất cũng mềm ai da eo tôi mỏi quá. Trong lúc ba người đang mướt mồ hôi dưới nắng, đột nhiên thấy Lâm Tiếu Nhan dẫn theo một đám trẻ chạy tới. Hàng nhị mai đứng thẳng lên, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Hôm nay chưa khai giảng mà. Lâm Tiếu Nhan nháy mắt với cô, cô Hàng, bọn nhỏ nghe nói hôm nay chúng ta có hoạt động trước khai giảng nên muốn tham gia cùng. Thế nào? Mọi người đã tiến hành đến đâu rồi? Hàng nhị mai vừa thở dài vừa trả lời, chúng tôi đang dọn sạch sân thể dục. Lâm Tiếu Nhan tiếp lời, quay sang bọn trẻ, mọi người nhận ra cô Hàng, đúng không? Cô ấy sẽ là giáo viên thể dục và lao động của các em. Hôm nay cô Hàng sẽ dạy các em một bài học lao động thực tế, giúp các em hiểu được sự vất vả của những người lớn khi làm việc. Còn nữa, sân thể dục này sẽ là nơi các em tập thể dục sau này. Các em thử nghĩ xem, nếu sân đầy có dạy, các em có thể chạy nhảy thoải mái được không? Vì vậy, cô Hàng đã đến từ sáng sớm để rút cỏ, các em thấy cô Hàng có tốt không? Trước khi mọi người kịp phản ứng, Niệm Nhi đã giơ tay trước tiên, cô Lâm, em cũng muốn giúp cô hàng rút cỏ, được không? Lâm Tiếu Nhan tươi cười gật đầu, tất nhiên là được, người đông sức lớn, càng nhiều người giúp thì chúng ta càng hoàn thành nhanh hơn, và sớm được học thể dục trên sân mới. Nghe vậy, lũ trẻ đồng loạt giơ tay, cô Lâm, em cũng muốn giúp. Em cũng biết rút cỏ, em vẫn thường giúp nha Lama. Lâm Tiếu Nhan hài lòng gật đầu, dặn dò thêm, tốt lắm, nhưng các em nhớ cẩn thận, đừng để bị thương tay. Nói xong, Lâm Tiếu Nhan cũng ngồi xuống cùng bọn trẻ rút cỏ. Vừa rút cỏ, cô vừa kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện thú vị về việc học, khiến chúng không thấy mệt mà ngược lại còn rất hứng thú. Triệu Xuân Yến và Chu Hướng Dương ngơ ngác nhìn nhau, làm như vậy cũng được sao? Dù gì, người đông sức mạnh, việc mà bốn người định làm cả ngày chỉ trong chốc lát đã được lũ trẻ làm xong. Mặc dù không sạch sẽ hoàn toàn, nhưng với lượng người đông như vậy, chỉ cần dẫm chân qua là sân đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều sau khi rút cỏ xong mọi người còn dọn dẹp phòng học lau sạch cửa sổ và sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng nhìn thấy lớp học sáng sủa lũ trẻ không chỉ không mệt mà còn cảm thấy rất thích thú hàng nhị mai cảm khái trước khung cảnh hài hòa vẫn là nhờ cô tiếu có cách nếu không chỉ với bốn người chúng ta hôm nay chắc chắn không xong nổi chu hướng dương cũng gật đầu đồng ý chỉ có triệu xuân yến biểu môi tôi thấy cô ấy chỉ khéo dùng tiểu xảo thôi dù biện pháp tốt nhưng vẫn là lợi dụng học sinh Triệu Xuân Yến chưa kịp nói hết câu, liền nhìn thấy bọn trẻ đã quay quanh Lâm Tiếu Nhan, cô đang cười tươi và phát kẹo cho chúng. Lời định nói đành phải nuốt xuống. Hóa ra còn có kẹo để ăn nữa. Nhìn thấy Lâm Tiếu Nhan phát kẹo, loại kẹo rất quý lúc đó, Triệu Xuân Yến không khỏi cảm thấy chút ấy nấy. Dù sao, hôm nay nhiệm vụ chăm sóc bọn trẻ là do cả bốn người họ cùng chia sẻ, mà cô thì chẳng mất gì. Nếu tiếp tục trách móc thì thật khó nói nổi. Vì vậy, Triệu Xuân Yến liền chuyển chủ đề, khẽ hắn giọng, cụ thanh niên trí thức Lâm đúng là rất biết cách chăm sóc bọn trẻ. Nhờ có sự giúp đỡ của bọn trẻ, công việc vốn dự tính mất 2-3 ngày, nhưng chưa đến một ngày đã xong. Còn hai ngày nữa mới khai giảng, có nghĩa là thời gian này ngoài việc chuẩn bị bài giảng, họ có thể tự do làm những việc khác. Trong thôn tiểu học sắp khai giảng, và Cố Chu cũng chuẩn bị vào trung học phổ thông. Trường học trong huyện, Cố Tiêu đã sắp xếp mọi thủ tục từ sớm, chỉ chờ đến ngày khai giảng để lo việc trọ. Ban đầu, cố chu tính đi một mình vì dù sao cũng là vào trung học phổ thông nếu cần người đưa đi thì có vẻ ngượng ngùng cố tiêu cũng nghĩ vậy không có ý định đưa em mình đi nhưng lâm tiếu Nhan lúc này có hai ngày rảnh rỗi nghĩ rằng nhàn rỗi cũng không làm gì nên cô quyết định xin đi cùng để đưa cố chu nhập học tự nhiên cố tiêu cũng muốn đi cùng vì thế chuyến đi của cố chu một mình nay biến thành ba người ban đầu mẹ cố đã chuẩn bị rất nhiều đồ từ thức ăn đến tiền và phiếu ăn ở căng tin nhưng Lâm Tiếu Nhan thấy vậy, liền tìm thêm nhiều đồ khác từ trong nhà, ra ngoài phải mang thêm đồ cho chắc. Cố Chu nhìn mẹ và chị dâu bận rộn, không khỏi buộc miệng, lần này con đi chưa đến cuối tuần là có thể về rồi đấy. Con suy tưởng các người chuẩn bị cho con ăn Tết luôn chứ. Nói đùa là vậy, nhưng Cố Chu vẫn ngoan ngoãn mang đồ đạc xếp gọn lên xe. Ba người cùng hai chiếc xe đạp chậm rãi xuất phát về trường trung học phổ thông trong huyện. Hôm nay là ngày trường tổ chức lo việc trọ cho học sinh, nên khi họ đến trường, đã thấy nhiều người mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phía ký túc xá. Cố Tiêu muốn vào văn phòng tìm giáo viên để làm thủ tục, còn Lâm Tiếu Nhan thì dẫn Cố Chu đến ký túc xá trước. Trên đường đi, nhìn thấy những gương mặt trẻ trung, Lâm Tiếu Nhan bỗng cảm thấy như quay trở về thời còn đi học. Khi họ đến hành lang ký túc xá, bỗng có hai nam sinh trạc tuổi Cố Chu tiến lại, vỗ vai Cố Chu, cười chế giễu, "Ồ, chẳng phải là Cố Chu sao?" "Sao thế? Cậu cũng học ở đây à?" Cố Chu vừa nhìn thấy hai người này, đôi mắt lập tức lộ vẻ không vui, cậu có thể đến đây học, còn tôi thì không à. Ai ngờ hai người kia không hề bị thái độ không kiên nhẫn của Cố Chu làm phiền, ngược lại cười lớn, chúng ta khác nhau chứ. Cậu không phải về quê rồi sao? Đúng thế, nghe nói đội các cậu là đội nghèo nhất huyện, cơm còn không đủ no, mà cậu lại muốn đến đây học. Có phải giả vờ làm người giàu không? Ban đầu, Lâm Tiếu Nhan định không can thiệp, vì nghĩ rằng họ là bạn cũ, nhưng khi thấy hai người kia cười cợt và nhận ra quan hệ giữa họ không tốt, cô liền bước tới, lạnh giọng nói, coi thường ai đấy. Nếu điều kiện học ở đây chỉ có thế, thì các cậu nhìn xem tôi có đủ điều kiện không? Nói rồi, Lâm Tiếu Nhan mở chiếc túi sách trên tay, bên trong là đủ loại đồ ăn ngon mà cô chuẩn bị riêng cho cố chu. Có thịt khô, cá khô, và cả bánh kẹo, sữa mạch nha mà cô đã mua trước đó ở thành phố Ngô. Hai nam sinh nhìn thấy cảnh tượng bên trong túi, không khỏi sững sờ những thứ này, ngay cả ở huyện thành, họ cũng hiếm khi có cơ hội được ăn. Thấy họ há hốc mồm, lâm tiếu nhan hừ lạnh, đóng túi lại, xin hỏi, điều kiện các cậu nói là cái này sao? Ban đầu tôi nghĩ học là để trau dồi kiến thức và phát triển bản thân, không ngờ hóa ra lại là để so sánh như vậy. Hai năm sinh bị cô của trách trước mặt mọi người, đặc biệt là khi người nói lại là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, hơn họ không bao nhiêu tuổi, nên đỏ mặt tí tai. Một trong hai người gượng gạo hỏi Lâm Tiếu Nhan, Cô là ai? Sao lại nói giúp cố chu? Tôi. Lâm Tiếu Nhan nhếch miệng cười, trong giọng nói có chút kiêu ngạo, tôi là chị dâu của cố chu, các cậu có ý kiến gì không? Vừa dứt lời, cố tiêu làm xong thủ tục cũng vừa tới, thấy Lâm Tiếu Nhan và cố chu đang bị vây quanh, anh cao mày nhìn hai nam sinh đối diện, lạnh lùng hỏi, tôi là anh của cố chu, hai cậu có việc gì sao? Hai người nghe thấy giọng cố tiêu, ngước nhìn và lập tức bị dáng người cao lớn, rắn chắc của anh làm cho khiếp sợ hôm nay trời nắng nóng, sau khi đi một vòng trong trường, cố tiêu đã toát mồ hôi, liền sáng tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, đầy sức mạnh. Ánh mắt của anh cũng đầy sự lạnh lùng, khiến hai nam sinh chưa bao giờ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như vậy, liền sững sờ. Một người nhanh chóng kéo người kia và lắp bắp, không, không có gì. Vừa nói, họ vừa nhanh chóng chạy vào ký túc xá đối diện. Lâm Tiếu Nhan quay sang nhìn Cố Chu, nhẹ giọng hỏi, hai người kia hồi cấp 2 có phải đã từng bắt nạt em không? lần sau nếu bọn họ còn dám treo chọc em cứ gọi bọn chị đến có chị và anh cố tiêu ở đây đừng sợ cố chu hít một hơi mũi hơi cay cay lẩm bẩm ai sợ bọn họ chứ chỉ là em lười để ý đến họ thôi đi vào đi nói rồi cố chu xách đồ bước vào ký túc xá lâm tiếu nhan nhớ lại những lời cố chu từng kể với cô trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng dù sao mọi người đều là học sinh không nên làm lớn chuyện trong trường học nên cô quyết định không truy vấn thêm. Khi họ bước vào ký túc xá, các bạn học khác đã sắp xếp đồ đạc gần xong. Lâm Tiếu Nhan liền chủ động chào hỏi mọi người, và từ trong túi của mình, cô lấy một ít cá khô và thịt khô ra chia cho mọi người, vừa nói vừa giúp Cố Chu xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè mới. Cố Chu và các bạn học đều là những thanh niên trạc tuổi nhau, khi thấy Lâm Tiếu Nhan thân thiện như vậy, họ liền thả lỏng và chỉ sau một lúc đã bắt đầu trò chuyện cùng Cố Chu. Nhìn thấy Cố Chu có một anh trai đẹp trai, mạnh mẽ và một chị dâu xinh đẹp như tiên, hơn nữa cả hai còn đối xử rất tốt với Cố Chu, ai nấy đều thầm ngưỡng mộ. Sau khi trò chuyện vài câu, họ cũng bắt đầu gọi Cố Tiêu là anh và gọi Lâm Tiếu Nhan là chị dâu. Cố Chu nhìn ký túc xá nam sinh dần bị Lâm Tiếu Nhan chinh phục, ai cũng rõ ràng trở nên thân thiện với cô, liền vội vàng đẩy Cố Tiêu, lẩm bẩm: "Mau đưa vợ anh đi đi, ở đây toàn đám nhóc con, không hợp đâu." Cố Tiêu nhìn đám thanh niên trong mắt Cố Chu, thật sự cũng không khác gì lắm, nên anh không quá bận tâm dù sao mọi việc cũng đã xong ở lại lâu cũng không tiện cố tiêu liền gọi lâm tiếu nhang cùng về lâm tiếu nhang dặn dò cố chu vài câu trước khi rời ký túc xá vừa đi được vài bước cố chu đột nhiên chạy ra mắt đỏ hoe anh ơi em ở đây học việc nhà anh phải lo nhiều hơn nhất là khi ba đang không khỏe đừng để ông quá vất vả cậu quay sang lâm tiếu nhang chị dâu chị cũng nên chú ý nghỉ ngơi đừng quên chuyện thi đại học mà chị hứa với em lâm tiếu nhang nhìn cậu bé đáng yêu Vừa khóc vừa lo lắng, Liên cười nhẹ gật đầu, yên tâm, nhà có chị và anh lo, em chỉ cần học hành tốt là được, chị cũng sẽ cố gắng ôn tập. Cố Chu lau nước mắt, rồi quay về ký túc xá, vừa đi vừa xua tay, hai người về sớm nhé. Nhìn theo Cố Chu quay về, Lâm Tiếu Nhan lắc đầu cười, Cố Tiêu, hồi nhỏ anh cũng đáng yêu thế này sao? Nhìn Cố Chu là biết cậu ấy không nở xa nhà. Mặc dù ngoài miệng nói đã trưởng thành, không cần lo lắng, nhưng quay đi vẫn khóc như vậy nếu nhớ không lầm, Cố Tiêu đã đi nhập ngũ từ năm 16 tuổi, lớn hơn Cố Chu 2 tuổi, nhưng vẫn là một người rời nhà sớm, chắc hẳn anh cũng cảm thấy sợ hãi lúc ban đầu. Cố Tiêu chỉ cười nhạt rồi phủ nhận, anh chưa bao giờ trẻ con như cậu ấy đâu. Thấy Cố Tiêu không chịu thừa nhận, Lâm Tiếu Nhan trêu, thật sao? Để em về hỏi mẹ anh xem. Cố Tiêu. Hai người vừa cười vừa trò chuyện khi đi đến cổng trường, định bước lên xe thì gặp hai cậu bé vừa bắt nạt Cố Chu. Cố Tiêu dựng xe chặn trước mặt chúng, muốn nói chuyện chút không hai cậu bé hoảng sợ chuyện gì ả à? đừng lo anh sẽ không đánh đâu dù gì đây cũng là trường học mà cố tiêu nói với vẻ điềm tĩnh nhưng nụ cười của anh khiến họ không khỏi lo lắng nói đi trước đây các em đã bắt nạt cố chu thế nào nghe vậy hai cậu bé run rẩy lắp bắp thật thật sự bọn em không đánh cậu ấy chỉ là lúc nhà cậu ấy gặp chuyện bọn em theo mọi người cười nhạo một chút thôi đúng vậy sau này bọn em không dám nữa Cố tiêu nhìn chầm chầm, rồi chậm rãi nói, chuyện năm đó đã qua, ba anh cũng đã về, hiện đang ở làng Liễu Mương. Nếu không tin, các em có thể đến gặp ba anh bất cứ lúc nào. Hai cậu bé vội vàng gật đầu, không cần đâu à, ba anh không sao là tốt rồi. Bọn em sẽ nói với bạn bè, sau này không dám đem chuyện nhà anh ra bàn tán nữa. Thấy hai đứa trẻ tỏ ra chân thành, cố tiêu mới gật đầu rồi cùng Lâm Tiếu Nhan lên xe rời đi. Sau khi rời trường, hai người quyết định không về nhà ngay mà đi dạo trong huyện từ khi ba của cố tiêu trở về họ chưa có dịp đi mua sắm vì vậy hai người cùng đến cung tiêu xã mua vài đồ dùng cho ông sau khi mua sắm xong họ về nhà nhưng cố tiêu chỉ vào núi một lần để đưa đồ dùng cho ba sau đó anh tập trung vào việc xây dựng ngôi nhà mới lâm tiếu nhang thì từ khi khai giảng đã bận rộn không ngơi tay ban đầu cô nghĩ chỉ cần dạy ngữ văn cho hai lớp là đủ nhưng không ngờ công việc lại khó khăn hơn tưởng Ngoài những học sinh lớn đã có kiến thức cơ bản, phần lớn các em khác đều chưa được học hành bài bản, thậm chí nhiều em còn chưa biết nói tiếng phổ thông, chứ đừng nói đến việc học chữ. May mắn thay, Lâm Tiếu Nhan đã chuẩn bị tinh thần và sau vài ngày nỗ lực, các em dần cải thiện kiến thức ngữ văn. Khi mọi việc đi vào nề nếp, cô mới có thể thở phào và trở lại với cuộc sống giảng dạy bình thường. So với làm việc đồng án, dạy học nhẹ nhàng hơn nhiều. Ít nhất cô không phải chịu nắng gió, và sau giờ dạy, cô có thời gian ôn tập kiến thức trung học. Người khác nhìn vào chỉ thấy cô học, không ai nghi ngờ gì. Ngoài việc tự học, Lâm Tiếu Nhan còn kéo Hàng Nhị Mai cùng ôn tập. Hàng Nhị Mai vốn dạy thể dục và lao động, không cần chuẩn bị giáo án nhiều nên không quan tâm mấy đến sách vở. Dù Lâm Tiếu Nhan cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thực chất cô đang dùng những lời nói ngọt ngạo để thuyết phục và cổ vũ Hàng Nhị Mai chăm chỉ học hành. Nhờ sự động viên không ngừng của Lâm Tiếu Nhan, Hàng Nhị Mai dần bắt đầu ôn lại sách giáo khoa trung học phổ thông. Tuy nhiên, điều mà Hàng Nhị Mai không biết là Lâm Tiếu Nhan làm vậy không phải vì muốn cùng nhau tiến bộ như cô thường nói, mà là vì một mục tiêu lớn hơn, kỳ thi đại học năm sau. Trong kiếp trước, sau khi Lâm Tiếu Nhan đến phương Nam lập nghiệp, cô vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Hàng Nhị Mai qua thư từ. Tuy nhiên, cô dần biết được cuộc sống của Hàng Nhị Mai không mấy tốt đẹp. Sau khi trở về thành phố cùng với những thanh niên trí thức khác, Hàng Nhị Mai mơ hồ trở lại Lộc Thành, và theo sự sắp đặt của mẹ cô, đã kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô mười mấy tuổi. Không chỉ vấn đề tuổi tác, tính cách hai người cũng hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng Hàng Nhị Mai không có lựa chọn nào khác, vì mẹ cô đang cần tiền sính lễ để cưới vợ cho em trai, và thế là cô phải gạt nước mắt chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Lúc đó, Lâm Tiếu Nhan vì quá bận rộn với việc khởi nghiệp nên dù muốn giúp bạn, cô cũng không đủ sức và điều kiện để can thiệp. Khi cô có thể giúp đỡ, Hàng Nhị Mai đã bị năm tháng biến thành một người phụ nữ quán tháng sống mơ hồ cùng hai đứa con và người chồng không hợp. Chính vì điều này, Lâm Tiểu Nhan luôn cảm thấy ấy nấy với Hàng Nhị Mai. Nếu trong kiếp trước, Hàng Nhị Mai không bỏ lỡ kỳ thi đại học chỉ vì phải đưa cô vào bệnh viện, hoặc nếu Lâm Tiểu Nhan có thể kéo bạn mình cùng ôn tập, biết đâu cuộc đời Hàng Nhị Mai đã khác đi rất nhiều. Giờ đây, khi ông trời cho cô cơ hội sống lại, Lâm Tiểu Nhan quyết tâm sẽ kéo Hàng Nhị Mai theo con đường mới, để ít nhất nếu cô ấy thi đỗ đại học, Hàng Nhị Mai sẽ không phải trở lại lộc thành và bị mẹ kiểm soát. May mắn thay, Hàng Nhị Mai vốn có nền tảng khá tốt, ban đầu còn cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần cô cũng hình thành thói quen học hành mỗi ngày, thậm chí còn bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc học. Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa ở trường, cả hai cùng ngồi đọc sách. Bất ngờ, Hàng Nhị Mai cảm thán, khi không phải học chỉ vì thi cử, mình mới thấy sách vở không đến nỗi khô khan như vậy. Lâm Tiểu Nhan thấy sự thay đổi trong Hàng Nhị Mai, không khỏi bật cười, giờ thì cô giáo hàng của chúng ta càng ngày càng văn nghệ, nói chuyện cũng trở nên sâu sắc hơn đúng là đọc sách có thể thay đổi khí chất của con người. Chu Hướng Dương vừa bước vào sau khi kết thúc tiết học cũng nghe thấy lời này, liền hiếm hoi dành cho Hàng Nhị Mai một lời khen, cô giáo hàng dạo này tiến bộ rất nhiều, thật đáng mừng. Hàng Nhị Mai có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi lại Lâm Tiếu Nhan, thật sự có như các cậu nói không? Dù miệng hỏi vậy, nhưng khi nhận được lời khẳng định từ hai người, trong lòng Hàng Nhị Mai cảm thấy vui sướng, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu nhỏ trên đường về. Lâm Tiếu Nhan nhịn một hồi lâu, thấy đoạn đường này vắng vẻ, liền nhỏ giọng treo, thành thật mà nói đi, có phải cậu và đồng chí chu có gì đó không? Hàng nhị mai nghe vậy liền ngạc nhiên, chu hướng dương. Tôi và anh ta. Chúng tôi chẳng có gì cả. Lâm Tiếu Nhan bây giờ lại tỏ ra nghi hoặc, thật sao? Tôi thấy ánh mắt chu nhìn cậu lúc nãy rất tán thưởng, hơn nữa từ khi anh ấy khen cậu, cậu đã vui vẻ không ngừng. Cậu có định xem xét không? Tôi thấy anh ta cũng không tệ. Hàng nhị mai vội vàng xua tay, lắc đầu ngoài ngoài, anh ấy là người ở Kinh Thành, nghe nói gia cảnh cũng không tồi, sao lại để ý đến tôi chứ? Chúng tôi không có khả năng nào đâu. Lâm Tiếu Nhan không rõ cô bạn mình thẹn thùng hay thực sự không thích, nhưng vẫn tiếp tục treo gẹo, cậu đừng nói là người Kinh Thành thì không thể nhé. Nhìn mã miêu miêu kìa, chẳng phải cô ấy vẫn cưới được một thanh niên trí thức từ Thượng Hải đấy thôi. Cậu cũng đâu thua kém gì. Hàng nhị mai dừng lại một chút, rồi lắc đầu dứt khoát, thôi bỏ đi, cậu không biết à. Diêu lệ phương thích chu hướng dương, tôi còn phải tránh xa anh ta một chút kẻo sau này bị cô ta làm khó dễ diêu lệ phương là loại người như thế nào cậu chẳng là gì trước mặt thì cười nói vui vẻ sau lưng thì chẳng biết mưu tính gì lâm tiếu nha ngạc nhiên hỏi diêu lệ phương thích chu hướng dương thật sao đúng vậy sau lần thi tuyển giáo viên tiểu học diêu lệ phương bị mất mặt trước mọi người liền chạy đến khu thanh niên trí thức khóc lóc chu hướng dương thấy cô ấy khóc thảm quá nên tốt bụng qua khuyên nhủ Ai ngờ từ lời khuyên đó, Diêu Lệ Phương lại nổi hứng tỏ tình với Chu Hướng Dương. Cô ta nói mình làm vậy chỉ vì muốn được dạy học cùng anh ấy, nhưng may mắn là Chu Hướng Dương không chấp nhận, từ chối thẳng thừng và bỏ đi. Sự việc này vừa hay bị Triệu Xuân Yến nghe thấy, rồi tôi mới vô tình nghe Triệu kể lại. Lúc đó, cậu và Cố Tiêu đang bận về thành phố Ngô nên tôi quên kể cho cậu. Lâm Tiếu Nhan nghe xong, gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nghe thế có vẻ kỳ lạ thật. Lúc trước chúng ta ở khu thanh niên trí thức, tôi đâu có thấy Diêu Lệ Phương tỏ ra thích chu hướng dương đâu. Nếu cô ta thích lâu như vậy mà che giấu đến mức này thì cũng tài tình đấy. Hàng nhị mai lắc đầu, nói, có thể cô ta thật sự không thích đến mức đó, hoặc cũng có thể chỉ là bị gia đình ép buộc quá nên nhất thời hành động bốc đồng. Dù sao cô ấy cũng là người lớn tuổi nhất trong chúng ta, vốn có hình tượng tốt, nhưng từ sau sự kiện đó, tâm lý của cô ấy bị sụp đổ, có lẽ cô ấy chỉ muốn tìm một chỗ dựa mà thôi. Triệu Xuân Yến cũng nói rằng gia đình Diêu Lệ Phương thúc giục cô ấy chuyện cưới hỏi rất gấp, mà quả thực Chu Hướng Dương là người phù hợp. Lâm Tiếu Nhan gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Khi hai người vừa tới gần cửa nhà, họ nghe thấy từ nhà cố vang lên tiếng mẹ cố đang giận dữ quát mắng. Nghe thấy tiếng mắng, Lâm Tiếu Nhan ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước qua đó. Khi Lâm Tiếu Nhan bước vào sân nhà cố, cô, cô thấy mẹ cố đang giận đến mức chưa từng thấy, tay cầm chổi, tức giận đuổi một vài người phụ nữ lạ mặt ra khỏi sân. Lâm Tiếu Nhan vội bước tới giúp đỡ, bác gái, có chuyện gì vậy? Họ có khi dễ ngại không? Mẹ cố mặt đỏ bừng, lắc đầu, cứ để bọn họ đi. Nếu không đi ngay, ta sẽ gọi cố tiêu về đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Thấy mẹ cố giận dữ đến mức ấy, Lâm Tiếu Nhan không hỏi thêm gì, vội giúp bà đuổi những người phụ nữ kia ra ngoài, các bác à, đi thôi. Nếu không đi, khi cố tiêu trở về, không ai ra về nhẹ nhàng đâu. Mấy người phụ nữ liếc nhau, không vui nhìn Lâm Tiếu Nhan, rồi quay lại hỏi mẹ cố, đây có phải là con dâu đã đính hôn của bà không? thôi thì, cứ như vậy đi. Nói xong, họ lúng túng chạy đi. Nhìn bóng dáng những người kia chạy trối chết, mẹ cố tức giận phun một bãi nước bọt. Phi, còn nói như vậy à? Các người có thấy mặt mũi những cô gái các người nhắc tới không? Dám mở miệng nói dối mà không sợ thắt lưỡi. Sau một lúc, mẹ cố dần bình tĩnh lại. Bà nghĩ đến việc mình vừa thất thố trước mặt Lâm Tiếu Nhan, vốn dĩ chưa bao giờ nổi giận đến mức này, nên bà ngượng ngùng giải thích, những người này thực sự quá đáng, nếu ta không đuổi đi, chắc ta còn đánh họ mất. Lâm Tiếu Nhan cười, an ủi, bác gái, bác làm vậy là đúng rồi. Không quen mắt thì không cần giữ lại, cứ đuổi thẳng đi. Mẹ cố bật cười, tiếp tục giải thích, mấy người đó chẳng phải vì nghe nói cha cố tiêu đã về và thân phận đã được giải quyết xong, hơn nữa anh ấy còn làm việc ở khu mỏ, nên họ chạy đến đây để kết thân. Có những người ta còn không nhớ nổi tên, vậy mà vẫn mặc dày chạy tới. Càng bực mình hơn là, mấy người đó còn muốn giới thiệu đối tượng cho cố tiêu. Khi chị nói cố tiêu đã đính hôn rồi, họ vẫn không biết xấu hổ, bảo chị suy nghĩ lại. Em nói xem, có nhìn nổi không? Chị còn phải đuổi họ ra khỏi nhà, thế mà họ còn hỏi cố chu bao nhiêu tuổi, muốn tìm đối tượng cho cố chu nữa. Em xem có quá đáng không chứ? Lâm Tiếu Nha nghe vậy, vừa cảm thấy tức giận thay, vừa buồn cười, nói, không cần để ý đến họ đâu. Lần sau họ đến nữa, cứ gọi em hoặc cố tiêu ra, đuổi thẳng, không đáng phải bận tâm vì những người như thế. Nói xong, Lâm Tiếu Nhan rót thêm nước đưa cho mẹ cố. Mẹ cố uống nước, cảm thấy ngực đã nhẹ nhõm hơn một chút. Sợ Lâm Tiếu Nhan hiểu lầm, bà liền giải thích, Tiếu Tiếu, chuyện này con không cần để trong lòng. Cố Tiêu không biết gì về việc này đâu, nếu nó biết, chắc chắn sẽ không để những người này đến. Con chưa sống ở nông thôn nhiều nên chưa quen, loại người không biết xấu hổ như vậy ở đây nhiều lắm dù đã đính hôn rồi trước khi cưới vẫn có thể bị dòm ngó nhất là mấy cô gái có ý đồ không tốt thấy đối tượng tốt thì luôn tìm cách chen vào bác thấy nhiều lắm rồi không cần nói đâu xa như chuyện của mã miu miu lần trước từ thượng hải về cũng bị dàn xếp như thường vậy nên dù con và cố tiêu đã đính hôn cũng cần cẩn thận mọi lúc bác cũng thường nhắc nhở nó nhưng cách tốt nhất vẫn là nhanh chóng làm đám cưới bác nghĩ thế này chờ nhà mới xong thì tổ chức cưới luôn đi, được không? Lâm Tiếu Nhan nghe đến chuyện cưới xin thì không khỏi bật cười, cô ngoan ngoãn gật đầu, dạ, con hiểu rồi. Những điều mẹ cố nói không phải là vô lý. Cố Tiêu đúng là người xuất sắc, không chỉ có vẻ ngoài điển trai, mà còn kiếm tiền giỏi, vóc dáng khỏe mạnh. Trước đây mọi người không để ý lắm, phần lớn là vì cha anh còn gặp khó khăn. Bây giờ cha Cố Tiêu đã về, vấn đề trước đó cũng đã được giải quyết, Cố Tiêu trở thành người đàn ông lý tưởng trong làng, khiến nhiều cô gái để ý cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, Lâm Tiếu Nhan không quá lo lắng, vì cô biết tính cách của Cố Tiêu, anh sẽ không để ai gây phiền phức cho mình. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Tiếu Nhan đứng dậy, con ra ngoài tìm Cố Tiêu đây. Mẹ cố cười gật đầu, đi đi, chắc nó đang làm việc ở nhà mới. Khi Lâm Tiếu Nhan đến công trường nhà mới, đang định trêu chọc Cố Tiêu vài câu, thì cô bỗng nhìn thấy một nhóm phụ nữ đứng xa xa, có vẻ là những cô gái trong làng. Họ không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn. Tại công trường, Diêu Lệ Phương, người mà Lâm Tiếu Nhan và Hàng Nhị Mai vừa bàn tán, đang nhiệt tình rót nước cho mọi người, làm như thể cô ta đang chủ trì xây nhà của mình. Lâm Tiếu Nhan không vội phản ứng, cô tiến lại gần chào hỏi vài người dân trong thôn, sao không thấy cố tiêu đâu vậy? Mọi người đáp, cố tiêu đang ở trong kia, cô vào tìm đi. Lâm Tiếu Nhan gật đầu và đi vào. Quả nhiên, cô thấy cố tiêu đang đổ mồ hôi xây gạch. Nghe thấy tiếng động, Cố tiêu quay lại, thấy Lâm Tiếu Nhan, anh lập tức nở nụ cười tươi, sao em đến đây? Cả ngày dạy học mệt rồi mà, nơi này bụi bặm nguy hiểm, về nghỉ ngơi đi, lát nữa anh xong việc sẽ đến tìm em, được không? Lâm Tiếu Nhan biết anh lo cho mình, nhưng vẫn chu môi giả và giận dỗi, em không được đến, nhưng lại để người khác đến giúp anh. Anh sợ em đến thì không tiện nga. Nghe vậy, sắc mặt cố tiêu lập tức thay đổi. Anh vội bước ra ngoài và nhìn thấy cảnh tượng mà Lâm Tiếu Nhan vừa chứng kiến. Anh cao mày, vội vàng giải thích, anh không biết cô ta đến từ lúc nào. Sau giờ tan tầm có vài người đến xem, họ hỏi có cần giúp không, nhưng anh đã nói rõ là không cần. Cố tiêu căng thẳng, giọng nói trở nên gấp gáp, cảm giác như mình không còn nói năng lưu loát nữa. Nếu Lâm Tiếu Nhan không tin thì sao? Nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Nhìn sang phía Diêu Lệ Phương, cố tiêu đen mặt, tiến thẳng đến và hỏi, cô làm gì ở đây? Diêu Lệ Phương từ xa đã thấy Lâm Tiếu Nhan đến, nghĩ rằng cô ấy không để ý nên càng cố thể hiện cô ta cho rằng cố tiêu sẽ cảm kích nhưng không ngờ anh lại nổi giận như vậy cô ta run rẩy định giải thích thì nghe cố tiêu lạnh lùng nói cô đến đây gây rắc rối hay là nghĩ đến đây để kiếm thêm tiền công tôi không có tiền cho cô đâu kể cả cô có bị thương tôi cũng không đền thuốc men gì hết cố tiêu quay sang những cô gái khác tôi đã nói không cần ở lại lỡ mà có ai bị thương các cô đừng nghĩ đến chuyện đòi bồi thường những cô gái nghe vậy đều cúi đầu xấu hổ diêu lệ phương cắn môi cố nở nụ cười anh cố anh hiểu lầm rồi bọn em đến đây chỉ muốn giúp đỡ không phải gây rắc rối đâu cô ta tiếp tục ấm ức lần trước anh chia nhiều thịt heo cho bọn em em không biết phải báo đáp thế nào nên mới nghĩ đến việc đến giúp nghe vậy cố tiêu hừ lạnh tôi với cô có quen biết gì đâu thịt heo tôi chia đều cho mọi người không phải chỉ riêng cô cô chắc là báo đáp chứ không phải trả thù vì lần trước cô gây chuyện với vị hôn thê của tôi nghe đến đây diêu lệ phương cúi đầu mắt đỏ hoe trông thật đáng thương nhưng cố tiêu chẳng buồn để ý anh quay sang đám đông nói tiếp nếu các cô thật sự muốn giúp thì được nhưng nếu ai bị thương tôi không chịu trách nhiệm đừng nghĩ chỉ rót nước là giúp đỡ đây là công trường xây nhà không phải quán trà nếu muốn giúp thì ra chuyển gạch đi đống gạch kia cần dọn đấy nghe anh nói những cô gái kia liền tái mặt, vội vàng bỏ đi. Diêu Lệ Phương cảm thấy mình như bị đặt lên lửa, không biết làm sao để rời đi thì bất ngờ bị Lâm Tiếu Nhan gọi lại. Lâm Tiếu Nhan quan sát mọi chuyện từ xa, giờ cô đã hiểu rõ tình hình. Cố Tiêu có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý đồ thực sự của Diêu Lệ Phương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách anh đối phó với tình huống, biểu hiện vô cùng vững vàng. Tuy nhiên, Lâm Tiếu Nhan không để sự việc chỉ dừng lại ở đó, cô trực tiếp chất vấn, thanh niên trí thức Diêu, ta nhớ rõ cô đã có người thổ lộ tình cảm, sao bây giờ lại thay đổi ý định, định chen vào phá đám. Diêu lệ phương vội và chối bay chối biến, ai nói ta có yêu thích ai? Lâm tiếu nhan nhướng mày, ồ, vậy tức là cô thừa nhận đến đây để phá đám chuyện của ta và cố tiêu sao? Diêu lệ phương cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy bực tức, mỗi lần đối đầu với lâm tiếu nhan, cô ta luôn bị cô dẫn vào thế bí. Diêu vội vàng xua tay phủ nhận, không không không, cô hiểu lầm rồi, ta chưa từng thổ lộ với ai cả, không biết cô nghe ai nói linh tinh mà đổ oan cho ta như vậy chẳng phải làm mất danh dự của ta sao triệu xuân yến từ đầu đến giờ vẫn đứng quan sát nghe vậy không thể nhịn nổi nữa bước tới thẳng thừng chất vấn lời này là do ta nói đấy sao hả cô dám làm mà không dám nhận nga à? ta đã nghe rõ cô thổ lộ với người khác tại điểm thanh niên trí thức mới đây thôi vậy mà bây giờ cô lại thay đổi mục tiêu định chen vào phá hoại chuyện của người khác diêu lệ phương cô còn có chút liêm sĩ nào không ngay khi Triệu Xuân Yến dứt lời, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Ban đầu, mọi người đã cảm thấy có gì đó không đúng, vì thường ngày Diêu Lệ Phương không có vẻ gì là người quá tốt bụng để tự dưng đến giúp đỡ. Hóa ra cô ta đang nhắm đến cố tiêu. Nghĩ đến điều này, mọi người lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ này quả thật rất táo bạo, dám nhắm đến cố tiêu khi anh đã có đối tượng đính hôn. Cố tiêu và Lâm Tiếu Nhan tình cảm thắm thiết, hơn nữa thanh niên trí thức Lâm vừa xinh đẹp lại có địa vị, còn là giáo viên tiểu học. Diêu Lệ Phương lấy gì để so sánh mà còn dám mơ tưởng đến Cố Tiêu. Lại nghe thêm rằng Diêu Lệ Phương vừa mới tỏ tình với người khác không lâu trước đây, mọi người càng thêm nghi ngờ về phẩm cách của cô ta. Lời bàn tán vang lên không ngớt, ai nấy đều công khai chỉ trích Diêu Lệ Phương. Không thể chịu nổi áp lực, Diêu Lệ Phương bụng mặt khóc lóc bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa cảm thấy ấm ức. Cô chỉ đến giúp một chút, thử xem tình cảm của Cố Tiêu như thế nào chứ chưa hề thật sự làm gì để phá hoại. Tại sao mọi người lại mắng nhiếc cô như vậy? Diêu Lệ Phương oán trách mọi người, oán trách Lâm Tiếu Nhan, rồi lại trách móc cả gia đình mình. Nếu không phải gia đình thúc ép quá, cô cũng không đến mức phải hành động vội vàng, chưa tính toán kỹ càng mà đã ra tay. Ban đầu khi xuống nông thôn, cô vẫn ôm hy vọng gia đình sẽ tìm cách đưa cô trở lại thành phố, vì vậy cô không hề nghĩ tới chuyện tìm một người đàn ông ở đây để kết hôn. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tuổi tác của cô ngày càng lớn, cơ hội trở lại thành phố ngày càng xa vời. Nếu không thể về thành phố, cô cũng không thể chấp nhận trở thành gái lỡ thì. Gia đình cô bắt đầu thúc giục cô tìm một người đàn ông địa phương để kết hôn. Hơn nữa, trong số bốn thanh niên trí thức, đã có hai người kết hôn, một người đính hôn, điều này vô hình chung càng tạo thêm áp lực cho Diêu Lệ Phương. Ban đầu, cô cho rằng Chu Hướng Dương là sự lựa chọn tốt nhất về gia thế, học vấn và nhân phẩm. Vì vậy, sau sự cố trong kỳ thi tuyển giáo viên, cô đã xúc động mà tỏ tình với anh nhưng cô không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ sau đó cô vẫn cố gắng vài lần để thuyết phục chu hướng dương nhưng anh luôn né tránh dù không từ bỏ được ngay cô cũng dần nhận ra rằng không còn hy vọng tuy nhiên khi thấy gia đình cố liên tiếp xảy ra chuyện tốt từ một gia đình từng bị coi thường nay trở thành gia đình được tôn trọng trong làng cố tiêu bỗng trở nên vượt trội hơn cả chu hướng dương dù biết cố tiêu đã đính hôn với lâm tiếu nhan nhưng chưa kết hôn nên cô vẫn ông hy vọng rằng mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi vậy nên cô mới liều thử một lần không cam lòng bỏ qua cơ hội nhưng hôm nay cô đã quá bất cẩn cố tiêu trước giờ luôn tỏ ra ít nói làm người chừng mực còn rất dịu dàng với lâm tiếu nhan cô cho rằng anh là người đàn ông dễ gần ai ngờ khi đối mặt trực tiếp lời nói của anh lại sắc bén đến vậy không chút lịch thiệp hóa ra tất cả sự dịu dàng trước đây của anh chỉ dành riêng cho lâm tiếu nhan khi Diêu Lệ Phương còn đang thở dốc và định bỏ đi, cô bỗng nghe thấy giọng nói của Cố Tiêu vang lên giữa đám đông, thẳng thắn tuyên bố trước mặt mọi người, "Ta và thanh niên Trí Thức Lâm đã đính hôn, tình cảm rất ổn định, chỉ chờ xây xong nhà là sẽ kết hôn. Hơn nữa, dù chưa kết hôn, trong lòng và trong mắt ta cũng không còn ai khác. Ta khuyên những ai có ý định xấu đừng uổng công vô ích, đừng có dám tính toán gì với người của ta. Ta, Cố Tiêu, không phải người dễ tính như các người tưởng." Nói xong, Cố tiêu bẻ viên gạch trong tay thành hai mảnh. Những người vừa bị mẹ Cố đuổi ra khỏi sân lúc nãy cũng đứng ở phía sau xem náo nhiệt, thấy cảnh tượng này, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. May mắn là lúc nãy họ không dám làm loạn, nếu không bây giờ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Sau chuyện này, Cố gia trở nên yên ắng hơn hẳn, những kẻ tò mò và tính toán đều ngừng đến quấy rầy. Cuộc sống trong thôn dần trở lại bình yên. Tháng 10 năm 1976, mùa thu năm ấy, là một mùa thu không hề tầm thường. Khi tin tức tốt lành từ kinh thị truyền về, ba cố và mẹ cố không kìm được mà rơi nước mắt vì xúc động. Viên đá lớn trong lòng họ cuối cùng cũng tan biến, không còn lo lắng nữa. Theo sau tin tức này, gia đình họ cố cũng đón tiếp một người bạn cũ từ kinh thị đến, tên là Triệu Tiểu Quân. Anh ta là chiến hữu và người em thân thiết của cố tiêu. Từ khi cố tiêu xuất ngủ và trở về quê nhà, Triệu Tiểu Quân ở kinh thị sống trong sự mơ hồ và không mấy ổn định khi nhận được tin tức bất ngờ từ lãnh đạo giống như một quả bom nổ tung trong lòng anh sau khi nhận được thông báo triệu tiểu quân chủ động đến tìm lãnh đạo để xin thực hiện nhiệm vụ đó là thuyết phục cố tiêu quay trở lại đơn vị lão lãnh đạo biết mối quan hệ tốt giữa hai người nên tin tưởng giao nhiệm vụ này cho anh cầm theo thư giới thiệu và địa chỉ quê nhà của cố tiêu triệu tiểu quân suốt đêm lên xe lửa đến tiêu thành sau khi đến thành phố anh tiếp tục đổi xe đến huyện rồi tìm một chiếc xe bò đưa mình đến làng liễu mương một ngày một đêm bôn ba vất vả khi đến cửa thôn liễu mương anh cảm thấy mệt mỏi dâng lên trong cơ thể đang chuẩn bị vào thôn anh thấy một người phụ nữ đi từ rừng cây nhỏ ra có vẻ vừa nhặt củi về người phụ nữ trông khá thanh tú khí chất cũng phóng khoáng quần áo chỉnh tề không giống với người dân quê mà giống thanh niên trí thức đang lo lắng không biết đường đi triệu tiểu quân vội vàng tiến tới chào hỏi chào đồng chí xin hỏi cô có biết đường đến nhà cố tiêu không người phụ nữ không ai khác chính là diêu lệ phương người từng bị cố tiêu mắng trước mặt mọi người diêu lệ phương ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang tuy có hơi béo nhưng cũng khá đứng đắn ngay lập tức cô đoán được anh là chiến hữu của cố tiêu nên liền thử hỏi chào anh anh từ kinh thị tới à triệu tiểu quân thấy cô gái này nói chuyện nhẹ nhàng hoàn toàn khác với những người phụ nữ mà anh thường gặp lập tức anh đỏ mặt đúng vậy tôi từ kinh thị tới làm sao cô biết diêu lệ phương mỉm cười nhìn anh có khí chất tôi đoán thôi trời sắp tối rồi để tôi dẫn anh đến nhà cố tiêu triệu tiểu quân thấy cô gái này nhiệt tình và lịch sự lòng liền phấn chấn gật đầu đồng ý cảm ơn cô rất nhiều diêu lệ phương thoải mái cười không có gì tôi nghe nói ở kinh thị đang có nhiều tin vui chắc anh đến đây để báo tin tốt cho cố tiêu triệu tiểu quân không giấu nỗi niềm vui trên mặt cười đáp đúng vậy tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ đến đây, đặc biệt mời cố tiêu quay lại kinh thị. Chuyện này vốn không nên tiết lộ với người ngoài, nhưng Triệu Tiểu Quân không phải người kín miệng, và anh cũng cảm thấy Diêu Lệ Phương là người tốt, nên không ngại chia sẻ. Diêu Lệ Phương nghe thấy vậy, trong lòng âm thầm vui mừng. Lần trước, cô bị Lâm Tiếu Nhan làm bẻ mặt trước mọi người, lại bị cố tiêu thẳng thừng từ chối, khiến cả thôn cười nhạo. Bây giờ, cố tiêu có cơ hội phát triển ở kinh thị, chẳng phải anh và Lâm Tiếu Nhan sẽ không thể kết hôn cô nghĩ rằng khi cố tiêu đến kinh thị có thể anh sẽ gặp người phụ nữ còn xinh đẹp hơn lâm tiếu nhan và có khả năng anh sẽ từ chối cuộc hôn nhân này đến lúc đó lâm tiếu nhan sẽ bị cả thôn chê cười nghĩ đến đây diêu lệ phương càng cảm thấy hài lòng cô quay sang triệu tiểu quân nói anh đến đây tìm cố tiêu tôi thực sự rất vui mừng cho anh ấy nhưng tôi nghĩ tốt nhất anh đừng đề cập chuyện này trước mặt cố tiêu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em của các anh triệu tiểu quân ngạc nhiên hỏi tại sao đây là tin vui mà diêu lệ phương tỏ vẻ ngập ngừng rồi thở dài thật ra tôi không nên nói nhưng nghĩ rằng gặp nhau cũng là cái duyên nên tôi khuyên anh thế này cố tiêu đã đính hôn và đang chuẩn bị kết hôn ở nhà mới nếu anh mời anh ấy về kinh thị chẳng phải sẽ chia cắt vợ chồng người ta sao hơn nữa cố tiêu rất nghe lời vị hôn thê tôi nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý đi theo anh đâu triệu tiểu quân sau khi nghe xong liền phản đối tôi nghĩ đây là chuyện tốt nếu đã có vị hôn thê sao không mang cô ấy theo đến kinh thị diêu lệ phương không ngờ anh lại nghĩ như vậy liền dậm chân vị hôn thê của anh ấy là thanh niên trí thức hiện đang làm giáo viên tiểu học ở đây làm sao có thể tùy tiện điều đi được hơn nữa cố tiêu đến kinh thị là để phát triển sự nghiệp mang theo một người như cô ấy có ích gì cô ấy nổi tiếng trong thôn là kiêu ngạo và khó tính nếu mang theo cô ấy đến kinh thị sẽ không có ngày yên ổn thôi tôi không nên nói nhiều nói xong diêu lệ phương chỉ về hướng nhà cố tiêu nhà cố tiêu ở đó anh đến xem đi nếu không tin anh cứ gặp cố tiêu rồi sẽ biết nhưng đừng nói là tôi nói cho anh biết nhé coi như tôi đã lắm lời rồi diêu lệ phương nhanh chóng rời đi để lại triệu tiểu quân đứng trước cửa nhà cố tiêu với một tâm trạng phức tạp ban đầu anh chỉ đơn giản là muốn gặp lại bạn mình và hy vọng một tương lai tốt đẹp cho cố tiêu khi trở về đơn vị nhưng giờ đây sau những lời của diêu lệ phương anh không khỏi trầm tư. Nếu vị hôn thê của Cố Tiêu thực sự khó tính và kiêu ngạo thì sao? Liệu cô ấy có cản trở con đường sự nghiệp của Cố Tiêu? Dù thế nào đi nữa, trong lòng Triệu Tiểu Quân, Cố Tiêu luôn là người mà anh kính trọng nhất. Với tâm trạng phức tạp đó, Triệu Tiểu Quân gõ cửa nhà Cố Tiêu. Người ra mở cửa chính là mẹ Cố. Thấy Triệu Tiểu Quân, bà liền hỏi, "Cậu là Triệu Tiểu Quân?" Triệu Tiểu Quân vui mừng gật đầu, "Cháu chào bác, cháu là Triệu Tiểu Quân." chiến hữu của cố tiêu. Mẹ cố vội vàng kéo anh vào nhà, nhiệt tình tiếp đón, rồi quay ra gọi lớn, niệm niệm, anh con đang vớt cô to cho chị dâu con ở ngoài sông, con mau ra gọi anh con về. Nói với anh là triệu tiểu quân đến rồi. Sau đó bà quay sang triệu tiểu quân, giải thích, tiểu tiếu là vợ sắp cưới của cố tiêu, năm nay vừa mới đính hôn. Cô ấy là người ở thành phố Ngô, rất thích ăn cô to, nên cố tiêu vừa ra sông vớt cho cô ấy. Mẹ cố nói chuyện đầy tự hào về tình cảm của con trai và con dâu. Nhưng khi những lời này đến tai Triệu Tiểu Quân, anh lại nghĩ đến những gì Diêu Lệ Phương vừa nói, khiến anh không khỏi băn khoăn thêm. Triệu Tiểu Quân trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng buồn cười khi Cố Tiêu, người từng là đội trưởng nghiêm khắc, lại phải cúi đầu vớt cua lớn cho bạn gái vì bị cô nàng đòi hỏi. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi cười thầm, cảm thấy chuyện này đúng là không thể tin được. Từng là người mạnh mẽ, không sợ hãi bất kỳ điều gì, kể cả lên núi đao hay xuống biển lửa, giờ đây lại trở thành người chiều chuộng phụ nữ như vậy, thật đúng là khinh người quá đáng khi triệu tiểu quân còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình cố tiêu đã quay trở lại sân với nửa sọc cua vừa đi vừa gọi to triệu tiểu quân nghe đội trưởng gọi triệu tiểu quân lập tức đứng dậy chạy đến cố đội trưởng hai người vừa gặp nhau liền đấm vào vai nhau một cái như lời chào hỏi đặc trưng của những người từng chung vai sát cánh rồi cùng cười ha hả mọi thứ như được gói gọn trong cú đấm ấy thể hiện sự thân thiết và tình huynh đệ triệu tiểu quân định hỏi thăm cố tiêu về dạo này thế nào nhưng chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng của em gái cố tiêu reo lên từ phía sau. Mẹ ơi, anh cả bắt được nhiều cua quá. Chị Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ rất vui, chị ấy thích ăn cua lắm. Mẹ cố mỉm cười, nhìn thoáng qua đám cua rồi nhắc nhở, cua có tính lạnh, không thể để nó ăn nhiều được đâu. Để đó, lát nữa mẹ sẽ dưỡng cua trong thùng, mỗi ngày ăn hai con là đủ, cùng lắm là ba con thôi. Triệu Tiểu Quân vốn đang xúc động vì cuộc gặp lại, nhưng khi thấy nửa sọc cua và câu chuyện xung quanh việc ăn cua, cảm giác liền trở nên kỳ quái anh cứ nghĩ rằng cố tiêu sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nhưng ai ngờ cố tiêu lại nghiêm túc quay lại bảo với mẹ đúng vậy không thể để cô ấy ăn nhiều chúng con sẽ để mắt không cho cô ấy tham lam à niệm niệm em đi gọi chị dâu qua đây nhé bảo với chị là cua anh đã bắt được tiện thể giới thiệu chị ấy với tiểu quân triệu tiểu quân cười méo mó trong lòng hóa ra mình chỉ là nhân vật phụ thôi trọng điểm là cua và chị dâu khi cửa nhà lại mở ra triệu tiểu quân liền khẩn trương nhưng khi nhìn thấy lâm tiếu nhang bước vào anh không khỏi ngạc nhiên đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Anh ngay lập tức hiểu vì sao đội trưởng cố, người trước giờ vốn không mấy quan tâm đến phụ nữ, lại bị cô nàng này thu hút đến vậy. Cô gái này đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh hùng từ xưa khó qua ải mỹ nhân, câu này lúc trước anh luôn cười nhạo, nhưng bây giờ đối diện với mỹ nhân thực sự, anh chợt hiểu ra. Lâm Tiếu Nhan chào hỏi Triệu Tiểu Quân, rồi cùng mẹ cố và niệm niệm ra sân xem cua. Triệu Tiểu Quân bỗng cảm thấy tâm trạng mình vô cùng phức tạp, quay sang hỏi cố tiêu đội trưởng khi nào anh định kết hôn cố tiêu mắt sáng lên cười mỉm đáp nhanh thôi chờ khi phòng bên cạnh xây xong là sẽ cưới triệu tiểu quân ngập ngừng rồi can đảm nói tiếp nhưng đội trưởng trước kia anh đâu có thích những cô gái chỉ vì xinh đẹp sao bây giờ lại thay đổi người ta nói rằng sắc đẹp dễ làm người ta lầm lạc cố tiêu nghe vậy ánh mắt rời khỏi bóng dáng lâm tiếu nhang trong sân quay lại nhìn triệu tiểu quân một cái rồi bật cười ai nói bậy thế xem ra cậu ghen tị rồi. Cậu còn chưa có đối tượng nên chẳng hiểu gì cả. Triệu Tiểu Quân bị lời nói đó làm nghẹn, nghĩ lại lúc nãy Cố Tiêu nói chuyện với Lâm Tiếu Nhan dịu dàng bao nhiêu, thì lại hung dữ với mình bấy nhiêu, khiến anh không khỏi nghi ngờ về cuộc sống. Khi hai người đang nói chuyện, Lâm Tiếu Nhan từ trong sân bước ra, cười nói, đồng chí Triệu, tối nay anh ở lại đây ăn cơm nhé. Tôi sẽ nấu bữa tối. Cố Tiêu cũng quay sang gật đầu đồng ý, đừng đi nữa, ở lại đi, nếm thử tay nghề của chị dâu cậu. Triệu tiểu quân cười ngượng ngùng. Thật ra anh vốn đã không có ý định rời đi, trời đã tối, lỡ ra ngoài thì biết ngủ ở đâu bây giờ. Nhưng khi nghe cố tiêu hỏi như vậy, triệu tiểu quân cũng biết mình chưa nói rõ ràng, nên gật đầu đáp, vậy làm phiền lâm đồng chí rồi. Nghe thế, cố tiêu liền thắc mắc, gọi chị dâu mà còn ngại ngùng thế à? Triệu tiểu quân ngượng ngùng gãi đầu, lý nhí nói, gọi chị dâu lúc này thì có hơi sớm, tôi chưa quen lắm. Lâm Tiểu Nhan không hiểu tại sao Triệu Tiểu Quân lại tỏ ra khó chịu với cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt soi xét của anh. Có lẽ anh cho rằng cô đã chiếm cố Tiêu. Nghĩ đến điều này, Lâm Tiểu Nhan chỉ cảm thấy buồn cười, không có ý định tranh cãi với Triệu Tiểu Quân. Cô chỉ gật đầu và nói, gọi gì cũng được, không quan trọng. À, anh có kiên ăn món gì không? Cố Tiêu nhanh chóng đáp thay, nhìn giá người cậu ta thì biết rồi, ăn tạp như heo ấy. Cái gì cũng ăn được, đặc biệt là món cây. Cứ làm vài món là được, đừng vất vả quá, em cả ngày đã phải dạy học rồi. Triệu Tiểu Quân, thân là khách, nghe vậy chỉ biết cười ngượng. Lâm Tiếu Nhan cười đáp lại rồi quay vào bếp, nhờ Niệm Niệm gọi Hàng Nhị Mai đến giúp đỡ. Gần đây, mẹ cố và Niệm Niệm không ăn được đồ quá cay, còn Hàng Nhị Mai thì ngược lại, rất thích món cay, nên cô nghĩ gọi Hàng Nhị Mai qua cũng là một cách làm vui lòng Triệu Tiểu Quân. Nghe nói có thể sang nhà ăn tối, lại còn có cua và món cay, Hàng Nhị Mai không chần chừ mà nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Với sự giúp đỡ của hàng nhị mai, Lâm Tiếu Nhan bắt tay vào bếp, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Ngoài món cua hấp, cô còn làm một số món khác như thịt xối mỡ, gà xào ớt, thỏ cây và hâm lại thịt. Khi thức ăn được dọn lên bàn, Triệu Tiểu Quân đã cảm thấy bụng đói cồn cao. Từ hôm qua đến giờ, vì bận rộn lên đường, anh chưa ăn được bữa nào tử tế. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp, miệng anh không khỏi ứa nước miếng, bụng cũng bắt đầu réo lên. Khi mẹ cố múc cho anh một bát cơm lớn, triệu tiểu quân lập tức cầm lấy và bắt đầu ăn chỉ cần miếng đầu tiên anh cảm thấy tất cả giác quan đều được thỏa mãn anh không thể hình dung được cảm giác này chỉ biết rằng nó quá tuyệt vời trong lòng triệu tiểu quân thầm nghĩ đồ ăn ở bộ đội trước đây chắc là cỏ khô so với bữa ăn ngon lành này ban đầu anh còn giữ ý tứ nhưng càng ăn anh càng không thể dừng lại liên tục ăn liền hai bát cơm lớn cố tiêu thấy thế liền cười nói còn cơm trong nồi đấy ăn thêm đi triệu tiểu quân suy nghĩ một chút rồi quyết định kiềm chế dù sao anh cũng đến đây có nhiệm vụ không thể để một bữa cơm ngon làm lung lay tinh thần anh lắc đầu đủ rồi đủ rồi chẳng qua là vì đói bụng quá nên ăn hơi nhiều đừng cười tôi cố tiêu khẽ cong môi không sao đâu nhà chúng ta ăn uống thoải mái không cần giữ quy tắc thế nào thấy tay nghề của chị dâu cậu không tồi chứ triệu tiểu quân dừng lại một chút cười gượng miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ khác cũng cũng được Ta vừa ăn đến mức không để ý lắm. Ngay khi lời vừa dứt, Hàng Nhị Mai, người vừa ăn xong một bát lớn cơm, đặt chén xuống bàn mạnh một chút và nói, cái gì mà cũng được. Đồ ăn của chị ấy rõ ràng là ngon nhất trên đời. Ngay cả đầu bếp của nhà hàng quốc doanh cũng không thể ngon như vậy. Hàng Nhị Mai không hề che giấu sự bất mãn của mình. Từ lúc bắt đầu bữa ăn, cô đã nhận ra Triệu Tiểu Quân có vẻ như cố tình nhắm vào lâm tiếu nhan. Nếu không phải vì nể mặt anh ta là chiến hữu của cố tiêu, Hàng Nhị Mai đã sớm đổ chén cơm lên đầu anh ta rồi. Thấy Hàng Nhị Mai lên tiếng giúp mình, Lâm Tiếu Nhan cảm động, cô nghĩ thầm hôm nay gọi Hàng Nhị Mai đến thật đúng là quyết định sáng suốt. Quả nhiên, Hàng Nhị Mai chính là người đồng hành mà cô cần. Lâm Tiếu Nhan cầm bát cơm của Hàng Nhị Mai, mỉm cười và nói, hôm nay cơm nấu nhiều, đừng để thừa, cô ăn thêm một bát nữa đi. Hàng Nhị Mai thực sự chưa no, nhưng lại ngại ngùng không dám xin thêm. Thấy Lâm Tiếu Nhan tri kỷ như vậy, cô không khỏi cảm động và nhận lấy bát cơm, được rồi, hôm nay đồ ăn ngon quá, ta sẽ ăn thêm một bát nữa. Bình thường ta đâu ăn hết được hai bát. Lâm Tiếu Nhan cười nhẹ, gật đầu đồng ý, rồi quay sang hỏi, trong nồi vẫn còn, ai muốn ăn nữa không? Trong lòng Triệu Tiểu Quân lúc này đang dặn xé giữa hai suy nghĩ, cuối cùng, không kìm được, anh nhỏ giọng nói, thôi thì, cho ta thêm một bát nữa. Chủ yếu là đồ ăn còn lại, bỏ đi thì lãng phí mà. Nghe đến đây, hàng nhị mai không nhịn được mà bật cười. Lâm Tiếu Nhan cũng mỉm cười, cố nén cười đi lấy cơm cho anh ta. Cuối cùng, tất cả thức ăn trên bàn được ăn sạch, không để lại một mẫu nào lãng phí. Buổi tối, Triệu Tiểu Quân được sắp xếp ngủ trên giường của Cố Chu. Trước khi đi ngủ, Triệu Tiểu Quân có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhìn về phía giường của Cố Tiêu. Cố Tiêu cau mày, hờ hững nói, muốn nói gì thì nói, hai năm không gặp mà cậu giờ lắm lời thế à. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Triệu Tiểu Quân ngập ngừng, còn không phải vì vị hôn thê của cậu sao mọi chuyện vốn dĩ rất ổn giờ lại cố tiêu liếc mắt lạnh lùng nói thẳng là như thế này lãnh đạo muốn cậu quay về hiện tại đơn vị đã chuyển đến ngoại ô kinh thị và năm nay vừa tuyển một lứa tân binh lãnh đạo muốn cậu qua đó huấn luyện tân binh triệu tiểu quân nói một hơi cố tiêu sững lại một chút rồi dứt khoát từ chối không đi không thể đi nghe vậy triệu tiểu quân lập tức lo lắng cố đội trưởng cậu có biết lứa tân binh này khó huấn luyện đến mức nào không hiện tại chỉ có cậu là có thể lo liệu được chúng ta đều đặc biệt đề nghị cậu cậu đừng nói là vì chị dâu nàng không muốn cậu quay về cùng ta chứ thật sự là bị ta đoán trúng chẳng lẽ phụ nữ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp sao cố tiêu thở dài hỏi lại cái gì là sự nghiệp hiện tại ta chỉ muốn chăm lo cuộc sống với vợ cậu cũng đừng để nàng biết chuyện này sẽ chỉ thêm rối thôi triệu tiểu quân ngồi bật dậy trên giường vẻ mặt đầy tiếc nuối xem ra người ta nói sắc đẹp làm mờ mắt đúng là thật rốt cuộc vị hôn thê của cậu đã làm gì để mê hoặc cậu cậu tính cả đời sống ở đây trong nông thôn này sao cố tiêu thấy anh ta quá kích động liền thổi tắt đèn và nằm xuống không cần thảo luận chuyện này nữa cậu đi cả ngày mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai nếu cậu muốn ở lại vài ngày thì cứ ở lại còn nếu muốn đi ta sẽ đưa cậu ra ga xe lửa về kinh thị nghe vậy Triệu tiểu quân tức giận đến mức kéo chăn trùng kín đầu, rồi nói vọng ra từ trong chăn, ta không định đi đâu, sẽ ở lại đây dài hạn. Dù sao nếu về cũng bị lãnh đạo mắng tơi bơi. Cậu không phải muốn xây nhà cưới vợ sao? Ta sẽ ở lại giúp cậu xây nhà, chỉ cần cho ta ăn ba bữa là được. Nghe xong, cố tiêu không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh cũng không nói gì thêm, hai người cứ thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi tiếng thở đều đặn của triệu tiểu quân vang lên, cố tiêu mới mở mắt đôi mắt đen như bóng đêm rơi vào dòng suy tư thực ra ngay từ đầu cố tiêu đã đoán được lý do triệu tiểu quân đến trước đây khi anh quyết định xuất ngũ về nhà lão lãnh đạo đã phản đối kịch liệt thậm chí còn cố gắng thương lượng để giữ anh lại nhưng anh không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình và lo lắng cho sức khỏe của mẹ và em gái nên đã tự quyết định rời quân ngũ bây giờ khi mọi chuyện của cha đã được giải quyết ổn thỏa cố tiêu biết lão lãnh đạo sẽ muốn anh quay lại anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu thậm chí còn có chút mong chờ tuy nhiên nghĩ đến việc trở về đồng nghĩa với việc phải rời xa lâm tiếu nhang anh lại ngay lập tức từ bỏ ý định anh không muốn xa cô và cũng không yên tâm hơn nữa giờ đây cả gia đình anh đều đang sống yên ấm tại đây anh không muốn vì mình mà làm đảo lộn tất cả ngày hôm sau triệu tiểu quân quả nhiên không nhắc lại chuyện muốn cố tiêu cùng anh về kinh thị nhưng cũng không nói rõ việc mình sắp phải đi mà chỉ lặng lẽ ở lại như chưa có gì xảy ra từ sáng đến tối, anh chỉ theo cố tiêu đi làm việc ở nhà mới. Triệu Tiểu Quân vốn là người đã quen với việc lao động nặng trong quân đội, sức mạnh của anh không hề nhỏ, mỗi khi làm việc anh có thể gánh vác rất nhiều. Đương nhiên, ăn uống cũng như vậy, anh có thể ăn rất nhiều. Nhưng điều này không làm Lâm Tiếu Nhan bận tâm. Dù sao trong nhà cũng không thiếu thức ăn, hơn nữa từ khi có Triệu Tiểu Quân giúp đỡ, tốc độ xây nhà mới đã tăng lên đáng kể. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã hoàn thành được phần lớn. Mặc dù Cố Tiêu biết Triệu Tiểu Quân chưa từ bỏ ý định đưa mình về kinh thị, nhưng anh không hề có ý đuổi anh ta đi. Chỉ cần Triệu Tiểu Quân không chủ động đề cập đến chuyện phải rời đi, Cố Tiêu cũng không đã động đến. Hôm nay, khi Cố Tiêu đi huyện lo công việc, Triệu Tiểu Quân quyết định không theo cùng. Ngay khi Cố Tiêu rời đi, Triệu Tiểu Quân liền chạy đến trường tiểu học trong thôn để tìm gặp Lâm Tiểu Nhan. Triệu Tiểu Quân đã tính trước, hôm nay là ngày Lâm Tiểu Nhan có tiết dạy, nên khi vừa đến nơi, anh thấy cô đang nghỉ ngơi sau khi tan tiết. Anh nhanh chóng tiến thẳng đến bàn của cô, cô giáo Lâm, chúng ta cần nói chuyện. Lâm Tiếu Nhan nhướng mày, nhẹ nhàng đáp, được thôi. Triệu Tiểu Quân không ngờ Lâm Tiếu Nhan lại đồng ý dễ dàng như vậy, vì nghĩ rằng cô sẽ từ chối hoặc tìm cách lãng tránh. Nhưng từ trước đến nay, Lâm Tiếu Nhan đã nhận thấy ánh mắt đầy địch ý của Triệu Tiểu Quân đối với mình, nên việc anh tìm cô nói chuyện không khiến cô bất ngờ. Không muốn vòng vo, Triệu Tiểu Quân lập tức nói thẳng, cô giáo Lâm, ta nghĩ cô nên buông tha cho cố đội trưởng. Lâm Tiếu Nha ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi, hỏi lại, anh thích cố đội trưởng Nga? À? Câu hỏi khiến mặt triệu tiểu quân đỏ bừng, anh liên tục lắc đầu, cô đang nghĩ linh tinh gì thế? Rồi, trong cơn tức giận và thẹn thùng, triệu tiểu quân quyết định nói rõ mọi chuyện, ta sẽ nói thẳng nhé. Lần này ta trở về là theo lệnh của cấp trên, đến đây để mời cố tiêu về kinh thị làm huấn luyện viên trong quân đội. Cô hiểu điều này có nghĩa gì không? Đúng, Cố Tiêu sẽ có một tương lai sáng lạng đang chờ đợi anh ấy. Nghe đến đây, Lâm Tiểu Nhan cảm thấy có chút hoài nghi, không ngờ Triệu Tiểu Quân lại đến vì lý do này. Nhưng tại sao Cố Tiêu lại không nói gì với cô? Dù trong lòng có chút bối rối, nhưng trước mặt Triệu Tiểu Quân, Lâm Tiểu Nhan vẫn giữ thái độ bình thản, việc tốt như vậy, anh nên nói với Cố đội trưởng, sao lại chạy đến đây nói với tôi? Triệu Tiểu Quân càng thêm tức giận, cô nghĩ ta chưa nói với Cố Tiêu sao? Ta đã nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy một mực từ chối còn cấm ta nhắc lại nữa tất cả là do cô dù ta không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc cố đội trưởng nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ấy ta mong cô có thể suy nghĩ cho tương lai của anh ấy mà khuyên anh ấy quay về kinh thị rốt cuộc cố tiêu không thuộc về nơi này cô giữ anh ấy lại về sau anh ấy sẽ không hạnh phúc lâm tiếu nhan lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện cô hiểu cố tiêu đã từ chối cơ hội này vì không muốn cô lo lắng nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của triệu tiểu quân Cô không để lộ sự lo lắng của mình mà nhẹ nhàng đáp lại, "Ta đã biết rồi. Cảm ơn anh đã nói cho ta. Chuyện này là của ta và Cố Tiêu, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định." Triệu Tiểu Quân thất vọng, cảm giác như mình vừa đánh vào không khí. Anh nghĩ rằng Lâm Tiểu Nhan sẽ nổi giận, sẽ tìm Cố Tiêu cãi nhau, nhưng cô lại xử lý quá bình tĩnh. Không còn gì để nói thêm, Triệu Tiểu Quân lặng lặng rời khỏi trường học. Khi vừa ra khỏi cửa, anh gặp Hàng Nhị Mai đang dạy các em học sinh học thể dục. Không hiểu sau khi nhìn thấy Hàng Nhị Mai, những cảm xúc khó chịu từ cuộc nói chuyện trước đó dần tan biến. Triệu Tiểu Quân tiến lại gần, đánh tiếng, cô đang dạy bọn nhỏ học té ngã. Hàng Nhị Mai gật đầu, đúng vậy. Triệu Tiểu Quân nhìn qua động tác của học sinh và chỉ ra ngay lập tức, tư thế này không đúng. Biết Triệu Tiểu Quân là người có chuyên môn, Hàng Nhị Mai không ngại nhờ anh, vậy anh giúp ta sửa lại nhé. Triệu Tiểu Quân không từ chối, nghiêm túc hướng dẫn bọn nhỏ từng động tác cần thiết và những điểm cần chú ý. Một cậu bé trong lớp bỗng nhảy lên nói, lão sư, hai người có thể làm mẫu cho chúng em được không? Nếu không chúng em không hiểu đâu. Nghe vậy, hàng nhị mai đỏ mặt, nhanh chóng xua tay, thôi đi, phương pháp của triệu đồng chí tuy tốt, nhưng khó quá, không phù hợp với bọn nhỏ. Triệu tiểu quân vốn quen với kỷ luật nghiêm khắc từ thời còn trong bộ đội, khi thấy hàng nhị mai lơ là huấn luyện, anh không nhịn được mà nhíu mày, nói, sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Trẻ con là tương lai của đất nước, từ nhỏ phải giáo dục tốt. Em lại đây. Hàng nhị mai thấy hơi lo lắng, bước chân rón rén tiến lại gần. Làm, làm gì thế? Trong huấn luyện không phân biệt nam nữ, em hãy coi anh như huấn luyện viên của mình. Anh sẽ làm mẫu để em hướng dẫn bọn nhỏ. Hàng nhị mai định từ chối, nhưng triệu tiểu quân đã nhanh chóng kéo tay cô, rồi rất chuyên nghiệp thực hiện một động tác quăng ngã cô xuống đất hàng nhị mai chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên đất. Cảm thấy mình bị mất mặt trước bọn trẻ, cô tức giận đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, cô lại bị ngã thêm một lần nữa. Sau vài lần bị cuột ngã, cuối cùng hàng nhị mai cũng nắm được kỹ thuật, và trong lần cuối cùng, cô dùng hết sức lực để cuột ngã triệu tiểu quân qua vai. Triệu tiểu quân? Vừa rồi mình chỉ dùng lực nhẹ, không ngờ cô ấy lại làm mạnh đến vậy. Nhìn triệu tiểu quân nằm trên đất với sắc mặt trắng bệch, hàng nhị mai hiểu ra rằng mình có lẽ đã quá mạnh tay cô hốt hoảng vội vàng đỡ anh dậy triệu đồng chí anh không sao chứ để em đưa anh ngồi nghỉ một lát cô nhanh chóng đỡ triệu tiểu quân sang ngồi dưới gốc cây không quên dặn dò bọn trẻ các em vừa rồi đã nhìn thấy động tác của triệu đồng chí chưa nếu rõ rồi các em chia nhóm ra tập luyện nhé khi đã ngồi dưới gốc cây sắc mặt của triệu tiểu quân dần trở lại bình thường anh đùa thân thể của anh như sắt thép không dễ bị ngã đâu vừa rồi chỉ là anh chưa chuẩn bị thôi nếu anh thật sự ra tay em không thể là đối thủ của anh đâu anh lẩm bẩm mà không hiểu sao em một cô gái lại khỏe đến mức này còn khỏe hơn cả nữ binh trong bộ đội của chúng ta nghe vậy hàng nhị mai biết anh không sao nên cô tức giận vỗ vào vai anh một cái đáng đời ai bảo anh tự đi gây chuyện triệu tiểu quân nhăn mặt vì đau bực tức nói tôi đâu có tìm em chỉ là đi ngang qua thôi hàng nhị mai chợt nhớ ra triệu tiểu quân vừa từ văn phòng đi ra mà trong đó chỉ có Lâm Tiếu Nhan. Chẳng lẽ anh ta đi tìm cô ấy? Nghĩ vậy, hàng nhị mai liền kéo sụp mặt, anh vừa đi tìm cô giáo Lâm đúng không? Nói thật đi, tại sao anh cứ nhầm vào cô ấy? Có phải anh có ý đồ gì không? Lâm Tiếu Nhan là cô gái tốt nhất mà tôi từng biết, nếu anh dám gây rắc rối cho cô ấy, đừng trách tôi không khách khí. Triệu Tiểu Quân thấy Hàng Nhị Mai hùng hổ bảo vệ Lâm Tiếu Nhan như vậy, anh chỉ biết cười khổ. Thật ra, sau vài ngày chung sống, tôi cũng nhận ra cô giáo Lâm là người tốt. Nhưng cố đội trưởng vì cô ấy mà từ bỏ sự nghiệp, tôi khó mà đồng tình được. Triệu Tiểu Quân tiếp tục lẩm bẩm về mục đích chuyến đi lần này và những khó khăn anh gặp phải khi cố gắng thuyết phục cố tiêu. Nghe xong, hàng nhị mai cười nhạt, chỉ vì vậy mà anh nghĩ Lâm Tiếu Nhan kéo lùi cố đội trưởng. Tôi thấy ai liên lụy ai thì còn chưa biết đâu. Hơn nữa, không ai ép cố đội trưởng ở lại, tất cả đều là anh ấy tự nguyện. Lâm Tiếu Nhan tuyệt vời như vậy, nếu tôi là cố tiêu, tôi cũng không nở rời đi. cố đội trưởng ở lại là điều bình thường. và cô giáo lâm về sau sẽ là người làm việc lớn, ai hy sinh cho ai thì cũng chưa chắc đâu. ai? mà này, chuyện vợ chồng người ta, anh xen vào làm gì? chẳng lẽ anh muốn chăm ngòi khiến họ cãi nhau? anh định hưởng lợi từ chuyện này à? triệu tiểu quân cảm thấy bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng đáp: tôi chỉ không muốn cố đội trưởng cả đời mắc kẹt ở cái nơi này. tôi muốn tốt cho anh ấy mà. Hàng nhị mai lập tức phản bác, ở đây thì có gì không tốt. Có gia đình bên cạnh, có người yêu, không phải lo lắng về cơm áo. Cuộc sống thế này không phải là hạnh phúc sao? Còn hơn phải theo anh đi bộ đội chịu khổ, chịu mưa nắng, như vậy mới gọi là tốt à. Anh nghĩ bộ đội ăn uống tốt hay ngủ nghỉ tốt chắc? Triệu tiểu quân nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc và nhận ra cô nói cũng có lý. Cuộc sống hiện tại của cố đội trưởng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với khi còn trong bộ đội, nơi mà mỗi ngày đều vất vả bữa đói bữa no không có thời gian nghỉ ngơi nhưng ngay sau đó triệu tiểu quân nhận ra mình sắp bị hàn nhị mai thuyết phục anh lập tức phản đối không thể như vậy được quan điểm của em là sai đàn ông vẫn cần có sự nghiệp của mình hàn nhị mai hừ lạnh người có tài năng thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi anh đã có thành kiến với cô giáo lâm nên không thể nói lý lẽ với anh được triệu tiểu quân đỏ mặt vì bị bắt trúng tâm lý anh lẩm bẩm cũng tại mấy cô gái trong thôn nói với tôi, nên tôi mới có cái nhìn sai về cô giáo Lâm. Chuyện này đúng là lỗi của tôi. Sau này, tôi sẽ không có ác cảm với cô ấy nữa. Hàng nhị mai vừa định bỏ đi, nhưng nghe triệu tiểu quân nói thế, cô lập tức quay lại, cô gái nào? Trông như thế nào? Ờ, à, tóc ngắn, dáng người cũng thanh tú, nhưng thấp hơn em một chút. Nhìn khí chất chắc cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Trời ơi! Triệu tiểu quân, anh có bị kẹp đầu vào cửa không vậy? Anh có biết người đó là ai không? Anh còn tin lời cô ta sao? Sau đó, hàng nhị mai bắt đầu kể cho Triệu Tiểu Quân nghe về những gì Diêu Lệ Phương đã làm. Nghe xong, Triệu Tiểu Quân vô cùng phẫn nộ khi biết Diêu Lệ Phương có ý đồ với cố tiêu. Anh nghiến răng, nắm chặt tay và nói, cô ta mà dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi không đảm bảo sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Ngay lập tức, anh nghĩ về cách đối xử với Lâm Tiếu Nhan trước đó, không khỏi ấy nấy liền nhìn hàng nhị mai với vẻ hối lỗi, tôi bị lừa thật rồi. Bây giờ tôi sẽ đi xin lỗi cô giáo lâm. Nói xong, triệu tiểu quân không còn để ý đến cơn đau do lần ngã trước đó, anh vội vã chạy về phía phòng học để xin lỗi lâm tiếu nhan. Hết, tập 6.